Chương 3019, con trai Diệp Phàm chào đời. Chiếc Audi Q5 phong đi như mốt mùi tên thăng đen tinh thanh. Vừa đến sân bay Bắc Kinh, Vương Chiêu Đa lai xe đợi bên ngoài. Lai là đèn canh bao tuy nhiên không keo coi. Vội vàng đền hông Diệp bao. Phát hiện trong phòng khách đông người, ngay cả Kiều Viên Sơn, Kiều Hành Sơn rất bần rộn đều đang ngồi đây. Xem ra là xin nghỉ làm. Lên tầng phát hiện phòng ngủ của mình đã biến thành phòng sinh chuyên nghiệp. Quân y viên cử đền bà bác Si San, hương tiền trợ cấp đặc biệt của nhà nước, cùng với các y tá đang chờ. Chân trên kia, hình như là đang khám bệnh cho lãnh đạo quốc gia. Có lẽ lãnh đạo nhà nước có phô trương thế này hay không đều khó nói. Dụng cụ và thiết bị bày đầy trong phòng ngủ, có lẽ còn tiện nghi hơn phòng sinh chuyên nghiệp rồi. Nghe nói tất cả việc này đều là cùng Khải Hà đích thân sắp xếp. Làm cho Diệp Phàm khiếp sợ hơn chính là, đứng trước cửa bảo vệ phòng sinh chính là Trương Hùng và Đường Thanh, còn có Vương Nhân Bàng và Lang Pha Thiên. Bốn người vẻ mặt nghiêm túc canh cư, cả người như mốt bư xê tương. Còn Phi Đồng cùng ngồi trên ghế canh dư như mốt tường quân vây. Nhưng đội viên khác của tổ đắc nhiệm à đều canh dư ở nhưng lối đi nhỏ khác, mỗi người đều là súng vác vai, đan lên nong, chân đia sẵn sàng đòn quân địch. Con của Diệp Phàm còn chưa chào đời, đã tân hương cấp đồ đài ngô cấp phò nhà nước. Bởi vì, có thể để Vương Nhân Bàng trông cư phòng, ít nhất phải là người có chế đồ đài ngô cấp phò nhà nước. Ngoài ra, phải là cán bộ đảng tài chư xê mới có thể có đài ngô này. Cảnh tượng này, thật đúng là kinh đồng đền quỷ thần rồi. Các cậu đang làm gì thế? Phải làm đền mư xê thế sao? Diệp Phàm cảm giác buồn cười, trừng mắt nhìn mấy người Vương Nhân Bàng mốt cai. Hừ, Tiêu Bàng muốn tranh chư xê trả nuôi với tôi, chúng tôi đã nói rồi, ai nhìn thấy đứa nhỏ và có thể làm cho nó cười trình là cha nuôi. Lang Pha Thiên hư lanh mốt tiếng, hai mắt nhìn Vương Nhân Bàng. Lão Lang, xem anh xấu hổ chưa kìa, chớ dọa trẻ con, cút xa một chút, đứng ở chỗ này cản đường người khác. Vương Nhân Bàng hừ nói. Cậu cũng không khá hơn chút nào, hãy đợi đấy là được. Lang Pha Thiên còn bóp bóp nắm tay. Chờ xem thì chờ xem, cha nuôi này nhất định là Vương Nhân Bàng tôi. Vương Nhân Bàng nghẹo đầu, không để ý đến anh ta rồi. Đi ra ngoài, phòng sinh cấm đàn ông vào. Diệp Phàm vừa mới đẩy cửa vào đã bị một bác sĩ nữ đẩy ra. Hơn nữa bác sĩ còn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhân Bàng cùng Lang Pha Thiên một cái hừ nói các đồng chí trông cửa cũng quá vô trách nhiệm, lần sau có người khác đi loạn nữa tôi phải báo cáo lãnh đạo các anh. Tôi là ông xã của người bên trong, Diệp Phàm vội vàng nói. Ông xã cũng không được, sản phụ vừa mới tỉnh dậy, nếu anh cứ đi vào chỉ sợ ảnh hưởng tới việc sinh. Anh nghĩ xem, có nên vào hay không? Bà bác sĩ nói. Hả, vậy bác nói với cô là tôi chờ bên ngoài là được. Tôi không vào, không vào. Diệp Phàm xấu hổ nói. Lão Lý đến đây, lúc này Đường Thành lại gần Diệp Phàm nói nhỏ vào tai hắn. Lão Lý, Diệp Phàm thì thầm một tiếng, giọng có chút nghẹn ngào phát hiện đồng chí Lý Khiếu Phong ngồi xe lăn do hai quân nhân phụ giúp, khuôn mặt gầy đi không ít, nhìn chỉ còn da bọc xương. Lão Lý Diệp Phàm bước nhanh ra trước giọng nghẹn ngào. Ha ha ha. Hôm nay cháu của chúng tôi chào đời, vui quá, vui quá. Lý Khiếu Phong cười, Kiều Hoành Sơn và Kiều Viễn Sơn đứng lên nghênh đó. Không lâu sau Phó Chủ tịch thành phố kiêm Cục trưởng Cục Công an Ngô Chính Phong cũng vội vàng chạy đến. Phí Nhất Độ cũng đến rồi. Ngay cả ông cụ nhà họ Triệu Triệu Bảo Sơn không ngờ cũng vui tươi hớn hở đến đây, cũng không biết nghe được tin từ đâu. Đại diện của nhà họ Ninh cũng đến rồi, vì Ninh Chí Hòa không kịp từ tỉnh Thiên Vân về. Phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương Trương Vệ Thanh cũng đến rồi. Thiết Chiêm Hùng tất nhiên không cần nói. Còn Lam Tồn Quân đang trên đường bay về Bắc Kinh. Còn Vương Long Đông người vừa được điều đến văn phòng chính phủ thì không cần phải nói, tuy nhiên, nhà họ Cổ cũng đến. Chẳng qua người nhà họ Cổ mới đến phòng khách, thấy nhiều nhân vật quan trọng như vậy, người nhà họ Cổ sợ không cần nói. Vốn người nhà họ Cổ đến đây là muốn tìm chỗ dựa cho con rể Vương Long Đông, là muốn đến thể hiện chút xa hoa, bởi vì nhà họ Cổ có tiền. Tuy nhiên, Cổ Thiên Tắc ngồi nghiêm trên ghế không dám làm gì rồi. Cha mẹ anh em Diệp Phàm cũng đã đến đông đủ, trong phòng khách náo nhiệt thật sự. Tuy nhiên sợ ầm ĩ cho nên, mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện uống trà. Không lâu, Cung Khai Hà cũng vội vàng vào, câu hỏi đầu tiên là còn chưa sinh sao? Vội gì, từ từ chờ đi, Lý Khiếu Phong trừng mắt nhìn ông ta. Tôi còn có một cuộc họp, mặt Cung Khai Hà cứng đờ. Họp cái gì, không cần họp,
hôm khác đi. Lý Khiếu Phong là một tướng quân, giơ tay ngăn Cung Khai Hà như ra lệnh. Trong lúc này, hôm khác rồi, Cung Khai Hà dặn thư ký riêng một tiếng, sau đó sang uống trà với Kiều Viễn Sơn và Kiều Hoành Sơn. Phòng khách tuy hơi loạn nhưng cũng cấp bậc trình tự rõ ràng đấy. Như Cung Khai Hà cùng Triệu Bảo Cương và hai anh em nhà họ Kiều cùng ngồi một chỗ. Tề Chấn Đào, Trương Vệ Thanh, Ngô Chính Phong lại ngồi cùng nhau. Còn Phí Nhất Độ và Diệp Phàm là cấp thứ ba lại ngồi cùng một nơi. Người thân của Diệp Phàm ngồi một chỗ. Ước chừng 3 tiếng sau, tất cả mọi người đói bụng muốn hoa mắt rồi, cuối cùng nghe tiếng khóc vang lên. Sinh rồi, tất cả mọi người không ngờ không hẹn mà cùng đứng lên, ngửa cổ nhìn lên tầng. Một cậu ấm và một tiểu thư, chúc mừng. Đường Thành giống như một tú bà đứng trên bậc thang nói. Chúc mừng, chúc mừng. Trong phòng khách lập tức ồn ào lên, mọi người đều chúc mừng nhà họ Diệp. Đặc biệt là cha của Diệp Phàm, Diệp Thần Tây, một trưởng phòng cùng lãnh đạo cấp phó nhà nước, cấp bộ trưởng thứ trưởng bắt tay giọng cũng run rẩy, mắt đỏ hoe. Tuy nhiên, ông cũng kiêu ngạo, đây đều là do đứa con trai mình không chịu thua kém ai. Bà Sa, con của cha, con gái của cha Diệp Phàm chạy bay lên tầng. Cười đi, cục cưng, con sắp cười rồi. Con xem, mặt lão lang cha hiền lành, đáng yêu, lang phá thiên tay cầm cái chuông, đang muốn làm cho tiểu Diệp Phàm cười. Tuy nhiên, tiểu Diệp Phàm không để ý đến anh ta khiến anh ta buồn bực. Ha ha, tiểu Diệp Phàm, là nhân bàng cha tốt có phải không? Cười nào, nào, cười đi cục cưng của cha, cục cưng. Vương Nhân Bàng ra trận. Cuối cùng không ngờ giống nhau, thằng nhóc này không để ý đến hai đồng chí này. Bố không được anh làm được cái chết gì, lang phá thiên châm chọc nói. Cười nào, ông tổ của tôi, cầu ông cười một cái không được sao? Vương Nhân Bàng phát lực rồi. Oa oa oa, tiểu Diệp Phàm sợ tới mức phát khóc. Xem anh đấy, sao lại như vậy, làm cục cưng sợ quá khóc rồi, đi ra ngoài, đừng đáng ghét ở chỗ này. Y tá trưởng đuổi người. Cười nữa, ha ha ha. Phí Nhất Độ đắc chí cười, bởi vì anh ta dùng ngón tay khẽ động vào tiểu Diệp Phàm, danh con này không ngờ ngừng khóc cười. Bố đây là cha nuôi, ha ha, hai vị, xin lỗi rồi, các anh sang bên. Tôi mới là cha nuôi của tiểu Diệp Phàm. Phí Nhất Độ đắc chí thật sự. Hừ, đứa nhỏ này thu lại, sau này sẽ biết. Diệp lão đại, đồng chí Nhất Độ, ngày tốt mới bắt đầu rồi. Vương Nhân Bàng cùng lang phá thiên vẻ mặt buồn bã thay vẻ vui mừng. Đây, ông Triệu tặng cháu. Triệu Bảo Cương cầm trong tay một vòng ngọc đùa với tiểu thư tiểu Diệp. Con bé không ngờ giơ tay muốn lấy, hơn nữa còn cười. Ha ha. Triệu Bảo Cương tôi cũng phải nhận một đứa chắt gái rồi. Đây đây, gọi cụ một tiếng nào. Triệu Bảo Cương cười, ông lão rất vui mừng. Bữa cơm chưa đến rồi, Hồng Diệp bảo bày bàn lớn. Đồ ăn đương nhiên đều là do đầu bếp ở những khách sạn hàng đầu Bắc Kinh nấu. Khi khai tiệc, Lô Vĩ ở Thủy Châu, Đoàn Hải Thiên, Trần Quân, người nhà họ Tề đều đến rồi. Hay là anh ra ngoài đi, bên ngoài nhiều khách đến như vậy. Kiều Viên Viên vẻ mặt hạnh phúc, vẻ mặt mệt mỏi bảo Diệp Phàm đi ra ngoài. Anh ngồi với bà xã sau được không? Diệp Phàm nói. Những ngày sau này còn dài, mọi người khó gặp cùng một chỗ. Anh đấy, đều là lãnh đạo cấp thứ trưởng rồi, điểm ấy cũng không hiểu, đi ra ngoài, em cũng muốn nghỉ một chút. Kiều Viên Viên lại dục. Chỉ là tương đương cấp phó bộ, còn chưa chuyển chính thức. Diệp Phàm thì thầm ở trong mồm, có vẻ không muốn ra ngoài. Anh Diệp, chị dâu giờ hết bệnh rồi. Tiểu Diệp Phàm và tiểu tử Diệp của chúng ta đều đã chào đời. Đại sự của hai người có phải nên chọn ngày tốt làm rồi không? Đường Thành chọn cơ hội nói. Đúng vậy, phải nhanh làm, kéo dài lâu rồi. Phí Đống xen vào. Ừ, Diệp Phàm, cha thấy cũng đúng rồi. Nhạc phụ Kiều Viễn Sơn cũng gật đầu. Diệp Phàm, làm sớm một chút, tôi muốn uống rượu mừng của hai người. Lý Khiếu Phong nói, trong lòng Diệp Phàm có chút nghẹn ngào, gật đầu nói như vậy đi. Ngày này lão Lý chọn giúp tôi được không? Được được, lão Lý chọn là tốt nhất rồi. Cung Khai Hà vỗ tay nói. Lão Lý coi như là bà Mai thì thế nào? Kiều Viễn Sơn đưa ra lời mời. Tôi coi như bà Mai, vui thật, ngày hôm nay thật vui, nào mang rượu ra đây. Lý Khiếu Phong cười sang sảng. Lão Lý, ông không thể uống rượu. Thầy thuốc của lão Lý vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy rồi, lấy đồ uống thay rượu thì sao? Diệp Phàm hỏi. Không được, ai nói uống rượu không tốt, hôm nay phải uống một chén. Hơn nữa phải là rượu sái hưng đỏ, đến đến,
tôi muốn uống với Diệp Phàm đầu tiên, rót đi. Lý Khiếu Phong nói. Lão Lý, Diệp Phàm không muốn rót rượu. Chẳng lẽ cậu không muốn để tôi làm bà Mai sao? Lý Khiếu Phong nghiêm mặt nói. Đồng ý, đồng ý. Diệp Phàm trong lòng chua xót, rót đầy một chén cho Lý Khiếu Phong. Uống. Lý Khiếu Phong kêu lên. Chương 3020, nơi dừng chân của Lao Sơn Phái. Tuy nhiên, buổi tôi cùng khai ha gọi riêng Diệp Phàm ra, Phi Đông Cung đã ở đó. Diệp Phàm, chuyên hoàng đào có phiền toai. Cung khai hà vẻ mắt sâu lo noi. Sao lại thế? Diệp Phàm sừng sốt hỏi. Bọn họ đặt tiền vào trong hàng thành công, bên trong rất phư xê tép. Đồng thời còn có người khác cùng tiền vào. Lăng Mộ đã biến thành chiến tranh du kịch, mấy người cùng vào trong tấn công lẫn nhau. Mà Lăng Mộ quá thần bí, khiến người ta không thể đoán ra. Người của họ cùng không khác chúng ta mây, bên trong rông như chùa không đâu, hiện giờ cùng không ra được. Chúng tôi trên mắt đát đã mất liên hệ với tướng quân Phi Thanh Sơn. Cung khai hà nói. Tình hình như thế đã kéo dài bao lâu? Diệp Phàm hỏi. 3 ngày rồi, trên người họ đồ ăn mang theo nhiều nhát duy trì nửa thang. Tôi lo bọn họ lắc đường hoặc là bị người khác tiền vào tấn công bị thương. Cung khai hà nói. Tuy nhiên, hiện giờ cậu đang trong tình hình này, chúng tôi cùng muốn cầu gọi cậu đi một chuyến. Cậu phải an ủi viên viên tốt, chúng tôi đã sắp xếp xa nhát đào soát phát. Chỉ sợ đồng chí xa nhát đào đi cùng chẳng có tác dụng gì, nếu nói về quen thuốc thì Diệp Phàm vẫn quen thuốc hoàng đào nhát rồi, đó là nơi cầu phát hiện đây. Phi Đông nói, tôi đi một chuyến, Diệp Phàm ngầm nghỉ một chất hà quyết định, bởi vì Phi Thanh Sơn sông chê không do, Diệp Phàm cũng không an tâm. Cậu cần phải nghỉ cho kỳ, chuyến đi này có lẽ sẽ không về được. Viên viên, còn cả đứa con mời sinh của cậu nữa, ôi. Cung khai hà vẻ mắt thân trong. Không sao đâu, có bố vợ tôi ở nhà rồi. Diệp Phàm tôi không thể về chỉ trác sổ mang như vậy. Diệp Phàm vô cùng qua quê. Tốt lắm, cậu cần những gì, thành viên những ai do chính cậu quyết định. Tôi nghĩ không riêng gì tổ đắc nhiệm à chúng ta mà họ cùng không khác gì. Bởi vì những người đền đo, chỉ phát hiện đi xuống mà không phát hiện đi lên. Có lẽ tất cả mọi người vào đò đều đang rơi vào cảnh khôn khổ bên trong rồi. Cung khai hà gật đầu nói. Diệp Phàm. Trước đi cầu đi tốt nhát đi Lào Sơn một chuyên, đem phần hồng yêu yêu về có lẽ công lư xê sẽ tiền thêm nước một chát. Công lư xê cao mang sông hy vọng càng lớn hơn một chát. Phi Đông nói. Vậy được, tôi đến Lào Sơn một chuyên. Tuy nhiên, phần hồng yêu yêu rốt cuộc là thứ gì, Phi Lào thật không bia sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi thật sự không bia, bia rồi thì đã nói cho cậu rồi. Ngọc ưng này của cậu trình là dây thông hành để vào Lào Sơn, cũng không nên quên mang theo. Phi Đông răn. Hiểu rồi. Diệp Phàm nói. Nghỉ ngơi thật tốt một buổi tôi, vui mừng một buổi tôi, sang hôm sau Diệp Phàm đi thẳng đến Lao Sơn. Lao Sơn ở phía đông thành phố Thành Đào, từ xưa đã được gọi là Lao Sơn, Lao Đông Núi, Ngào Núi Sát Sư đều giải thích các nòi không giống nhau. Nó là dãy núi thuộc bản Đào Sơn Đông, ngọn núi cao nhất của Lao Sơn tên là ngọn núi Không Lô, lại gọi là Lao Đinh. Có độ cao 1.132,7 m so với mưu xê nước biên, là đường bờ biên cao nhát ca nước. Được gọi là đề nhát núi trên biên. Nó đường vừng ở Hoàng Hải, cao lớn hùng vi. Dân địa phương có câu cổ ngư, dù núi Thái Sơn cao không bằng Đông Hải. Trước đây ở đây có rất nhiều giáo phái. Đền đời mình có thêm lòng môn phái, khiến tổng số giáo phái đét đền con số 10. Quanh khu Lào Sơn là địa bàn hưng thịnh của các giáo phái. Tới giữa đời nhà Thanh. Đào rào đà xây rất nhiều miêu, trong cửu cùng bét quan thát thấp nhị ám có nói. Mà Lào Sơn phải nơi tổ đắc nhiêm a à dừng chân tư liêu cung không phải ở trong cung mà vòng qua sau nuôi. Lần trước Lý Khiếu Phong nhân lệnh đến Lào Sơn trưng tấp đội viên, lúc ấy còn bị đào trương lừa rồi là phải quyền tăng 10 triệu cho phải Lào Sơn duy tù xưa chưa cung điên. Cuối cùng đà đến ngủ hoàng cung. Tên gọi rất vàng rồi, nhưng trên thư xê tê cung không phải có chuyện như vậy. Cung điện này thật sự cổ xưa, hơn nửa cung cư xê kỳ bình thường. Nhìn không ra cung điện. Cung không bia được đào trường nghiêu ly lây 10 triệu của Lý Khiếu Phong duy tu nơi nào, nhìn qua như là không dùng ở đây. Thì chủ tời dâng hương sao? Nhìn thấy Diệp Phàm đứng ở trước tầm biển ngủ hoàng cung, một tiểu đào xì quét rác đền hỏi, kha lê phép. Ha ha, tôi muốn gặp đào trường nghiêu ly. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, tăng mây trăm đồng vào đồ quyền tăng của chu. Thì chủ quen đào trường sao? Đào xì sừng sốt hoi. Không bia,
Diệp Phàm lắc đầu. Không bia, Đại Sĩ Thiếu Chắt nửa bi Diệp Phàm làm cho bi ngất rồi, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Ha ha, lần trước chúng tôi quyên tặng 10 triệu cho các cầu xưa chưa miêu mao. Hiện giờ ở đơn vị cư tôi đến xem kê qua duy tu. Bởi vì chuyện này là đào trường Ngưu Lì phụ trách cho nên, tôi chỉ có thể tìm ông ta thôi. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì chú chờ, tôi gọi điện thoại cho đào trường Ngưu. Tiểu đào xì lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi. Không lâu, từ bên trong bình tĩnh bước ra một người, cùng không mắc đào bao, mà áo ngăn tay, quần thể thao. Ngư Ly là phi đồng sư Đê, về lý thuyết ít nhất cũng phải 70-80 tuổi. Tuy nhiên, Ngư Ly so với phi đồng kèm mây xúc tuổi, cho nên, đào trường Ngưu vẫn chưa đến 50 tuổi. Là câu. Ngư Ly nhìn Diệp Phàm hỏi. Cứ gọi tôi là Diệp Phàm là được, tôi thay mắt tướng quân Lý Khiêu Phong đến thăm anh một chút xem việc duy tu bao dương của các anh. Đây là thư lao lì từ Vi, còn có giấy chứng nhân. Diệp Phàm lấy ra giấy chứng nhân. Ai nha, ngày qua, việc này vốn chúng tôi duy tu xong rồi phải báo cáo lãnh đạo của cầu một chút. Tuy nhiên, vì sắp tới bận nhiều việc, bận nên quên mất. Diệp tiên sinh mời vào điện trước uống trà. Ngưu Ly ngay lập tức sẽ cười, dường như Diệp Phàm trình là bánh trai thơm ngon. Thằng này thật đúng là nhiệt tình quá độ. Diệp lao đào hiểu được, người này có lẽ còn muốn lừa rồi hẳn. Từ trong túi lấy ra chân kim bát trăng. Ha ha, tôi thấy miêu của các anh vân như vi. Lao ly cho 10 triệu, chẳng lẽ rơi mất vô dung. Diệp Phàm đưa mắt nhìn nhìn cô y hỏi. Nói chỉ vậy, lao Diệp, anh không hiểu được. 10 triệu này tùy nói là con số rất lớn. Nhưng, miêu chúng tôi không lô như thế, mọi thứ đều rất cần tiền. Ví dụ như, mùa đình đông Lư Hương đã mất của chúng tôi mấy trăm nghìn. Còn có mai ngòi, vì ngủ hoàng cung của chúng tôi là di tích, không thể thay đổi. Cho nên, dù đa xưa chưa qua nhưng nhìn qua vẫn rất cô. Thật ra văn hóa của Trung Quốc chúng ta tinh thâm, du khách đến đây cùng xem mai ngòi này. Nên thay mới còn khó hơn duy tu, công sư xây nhiều, tiền cùng cần nhiều hơn. 10 triệu trên từ CT chỉ là một bong bong nước. Đại tu lần trước chúng tôi dùng tổng cộng 50 triệu bây giờ còn nợ chuyên gia, đội xây dựng hơn 30 triệu. Lãnh đạo Diệp, có thể trở về nói với Lao Lý một chút, giải quyết cho một chút. Ngưu Ly bắt đầu lừa rồi. Ha ha, tôi thấy phòng này, đại diện hình như đều chưa từng có dầu về duy tu. Lao Lý nói nếu đến bây giờ còn chưa khởi công xe thu hồi khoản tiền kia. Diệp Phàm bắt đầu phàn lại. Ai nói chưa từng duy tu, cậu không bia, nhưng các du khách từng đến trước kia đều bia. Chúng ta cùng là lần đại tu lần đầu tiên, cậu nhìn mai ngòi này. Có phải không rồng vơi bên kia, cậu cẩn thận nhìn xem, chắc chắn không rồng vơi. Tuy nói cùng một loài nhưng, bên này tuy bắt trước rất rồng ngòi cô nhưng vẫn có chất khác nhau phải không lành đào Diệp. Ngưu Ly nói, ừ, tuy nhiên, tôi thấy có chất là, phải lào sơn của các anh là phải lớn hàng ngàn năm sao tiểu điêu như thế. Phôn Lào Ly nói đều phải lào sơn rất phồn vinh còn suy nghĩ cấp thêm mấy trăm nghìn cho các anh đây. Tuy nhiên, hiện tại xem ra việc này không cần thiết rồi. Cung không còn nhiều người, cung không thể sửa xong để nuôi chùa có phải không? Diệp Phàm cười nói. Ai nói không có vào? Người chúng tôi đưa vào cùng đông, tuy nhiên hiện giờ đã xuống núi đi hòa duyên. Phải lao sơn chúng tôi là phải lớn ngàn năm, mặc dù hiện giờ cùng có được mấy trăm người. Không tin, để cậu đi xem một chút, ít nhất có chừng 100 người đây, Ngưu Ly vội vàng nói, chỉ sợ thân tài không hài lòng. Ha ha, trường lao Ngưu, anh bia vất này không? Diệp Phàm cười tùm tìm lấy ngóc ưng của phì đông ra. Câu cái này, Ngưu Ly sừng sốt nhìn chằm chằm miếng ngóc trong tay Diệp Phàm. Tôi là sư đệ của phì đông, ông ấy bảo tôi cầm cái này đến tham gia cạnh tranh phân hồng yêu yêu. Diệp Phàm nói. Ngày qua, vừa rồi, Ngưu Ly nói. Không biết gì, vừa rồi tôi đùa với các anh một chút thôi. Đương nhiên, nếu qua thát miêu cần duy tu tôi có thể quyên tặng 10 triệu. Diệp Phàm trước tiên ném viên kẹo bóc đường. Nhiều vậy ngày qua, tuy nhiên, miêu thát sư đùng là cần sửa chưa? Ngưu Ly thát đùng là kẻ rồi cha, giơ tay ra nói sư để mời đi theo tôi. Ở đây hẳn là chỉ có phải lào sơn ở gần công thành, nơi dừng chân của môn phải thát sư là không phải ở đây. Diệp Phàm cười đi theo Ngưu Ly ra sau. Ha ha, sư bà đã nói qua với cậu rồi, tôi cũng không nói rồi cậu. Nơi dừng chân của sư môn thát sư không ở đây mà ở sườn đồi phía dưới. Ngưu Ly cười nói. Dân Diệp Phàm đi ra phía ngoài,
nửa tiếng sau đên sườn nuôi dưa ngon nuôi cao nhạt. Diệp Phàm phát hiện, dưới đó là nuôi sâu, hình như không có đường đi. Hơn nửa phía dưới rất dâm ráp, căn bản là không nhìn thấy gì. Ha ha, sư đệ có thể phát hiện chắc gì sao? Ngưu Ly có vẻ đắc chi, nhìn Diệp Phàm cười nói. Nếu tôi đoán không sai, các anh dùng dây chưa xuồng từ trên này đúng không? Dây làm rất tinh sao, kỳ thật nhìn ngoài là dây, thật ra chính là sợi dây công nghệ cao hót thép tinh có phải không? Nếu không, đôi khi rất khó có thể chịu đựng lư xê của mấy thậm chí mười mấy người chưa có phải không? Diệp Phàm chỉ vào đồng dây lộ ra phía sườn núi cười. Chương 3021, bao nổi trong đại điện. Sự đề nhàn lư xê của cầu thắt không kém, Ngưu Ly cười nói. Người có chất công lư xê có thể theo sợi dây này leo xuống nhưng nếu người bình thường thì làm sao xuống được? Hay là dưới đây không có đệ tử bình thường? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, trong phái không có người bình thường. Đạo sĩ bình thường đều ở trên núi. Ngưu Ly nói, danh đép lên dây trước không ngờ dùng chân ôm lấy dây chưa xuống dưới, giống như trời nhảy dây trên cao. Anh ta còn liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Muôn thi công kinh với tôi, anh còn non lắm. Diệp Phàm trong lòng khinh thường nghi, nhẹ nhàng nhảy dựng lên dây, hơn nửa căn bàn cung không dùng chân đi, có vẻ như chân đắt lên dây thường xe đưa ngay. Ngưu Ly lấp tư xê sưng sốt, mắt có chắt đo lên. Y càng đốc hơn, tốc độ nhanh gấp đôi. Tuy nhiên, chờ y xoay đầu lại là lúc mắt đà đo lên. Diệp Phàm người ta nhàn hà đi theo, một bước cùng không rơi xuống. Còn mình tràn đà đổ mồ hôi, sư đệ người ta dường như không tồn chất sư xê lư xê nào. Công lư xê của sư đệ thật tốt, tuổi trẻ tài cao. Ngưu Ly thở dài. Ha ha, tôi chỉ có chất khinh thần để tung thuất thôi. Nếu nói về thư xê lư xê, thì không bằng sư huynh rồi. Diệp Phàm cười nói. Khinh công lời hai, tin tưởng công lư xê sư đệ cùng không nông. Ngưu Ly cảm thấy muốn tìm lại chất thể diện, nửa phút sau mời đến chân núi. Chân núi đều là những cây đại thụ. Tuy nhiên, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện cùng không có phòng ốc cùng điên, dù là mai nhà tranh cùng không có, với các đệ tử của phái Lào Sơn ở chỗ nào không do rồi. Chúng ta ở kia, Ngưu Ly khẽ mỉm cười giơ tay chỉ vào khối đá lôi ra ngoài. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng mới phát hiện ra một chất manh mối. Hoa ra trên núi đá nhô ra có rất nhiều hàng đồng. Hơn nữa, những hàng đồng này đều có cửa gỗ, có lẽ đây là chỗ ở của phái Lào Sơn. Trong hang không phải là âm thấp sao? Diệp Phàm hỏi. Tổ tiên của chúng ta rất thông minh, chọn địa điểm đầu tiên rất tốt. Rồi sau đó khi xây dựng dùng biện pháp rất tài tình nên đã ngăn được nước rồi. Hơn nửa hang động này bên trong cung đào rất tuyệt, giống như trong cung điện. Bên trong mỗi hang có một căn phòng, còn có phòng khác, phòng bếp. Vấn đề thông do cung rất tốt, đương nhiên. Đối với cao thủ tiền thiên đại năng ra thậm chí là công lư xê cao hơn mà nói sông trong hang đá cung không phải là khó. Quan trọng là sắp xếp. Hang động này chúng tôi có thể bài binh bố trận cao thủ tại đây như vậy đến ai đã hơn 1.000 năm rồi. Đương nhiên, cổ xưa nhà vệ sinh đều sắp xếp ít một ít. Sau đó phải đà cải tiền, hiện tại mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh. Các đệ tử luyện công xong có thể tắm, rất thoải mái. Hơn nữa trong phòng cung có tivi máy tính đủ hê. Ngưu Ly nói. Để có cuộc sống tốt cho người trong phái như vậy sư huynh là người quản lý phái có lẽ phải lao tâm rồi. Có lẽ 10 triệu của Lao Ly là các anh lấy để cải tạo nhà vệ sinh có phải không? Diệp Phàm nói khéo. Ha ha, không cần nói khó nghe như vậy. Tôi thừa nhận chỉ dùng để cải tạo hàng đông. Tuy nhiên, đa số đều dùng để trang bị điều hòa không khí. Câu cùng bia. Sơn đồng này điều hòa không khí phiền toái hơn ăn mắc và kiến trúc các thứ nhiều. Vì đây là đà núi dây, muốn làm một cái hàng cùng phiền phư xê. Hơn nữa, phòng của chúng tôi cùng tường đôi nhiều không thua một khách sạn ba sao. Ngưu Ly nói. Cái gì, các anh ở trong hàng núi còn dùng điều hòa không khí. Thật đúng là bia hương thu, nếu việc này để Lao Ly bia có lẽ sẽ hốc màu đây. Diệp Phàm hư nói. Cho nên, sư đệ ngàn vạn lần đừng để lô. Ngưu Ly mốt chất không cho là nhúc, sau đó nói đời gặp trường môn tôi trước tiên nói với ông ấy truyền cầu quyền tăng 10 chiêu. Ông ấy vui, truyền cành tranh phần hồng yêu yêu của cầu xe đức quyền đình có phải không? Nếu không, chỉ với miếng ngọc ưng này còn có chất khó khăn. Dù sao, người có miếng ngọc này có lẽ mây xúc năm không soát hiên. Sư huynh trình là sư huynh rồi, tôi thuần miếng nói 10 chiêu không ngờ anh cho là thát sư. Diệp Phàm châm sốc nói. Thuần miếng nói.
chẳng lẽ cậu không quyên tăng 10 chiêu sao? Tôi giải thích rõ ràng với cậu nhé, không có thì không có, không thể loan nói. Người trẻ tuổi bây giờ tình sâu chính là chỗ này. Nếu đề trường môn bia cậu nói rồi, về phần hồng thiên yêu của cậu cơ bản là xong rồi. Đối với cậu không thể làm gì, cậu có thể trở về đi. Đến lúc đó đừng trách tôi đã không nhắc nhở cậu. Sư phụ cùng phi sư bà quan hệ tương đối tốt, tuy nói sư phụ hiện giờ ra rồi nhưng vẫn nhờ phi sư bà đây. Ngưu Ly vẻ mặt kinh ngắc nhìn Diệp Phàm. Ha ha, yên tâm, nếu anh chưa xê tiếp đem phần hồng thiên yêu cho tôi thì tôi quyên tăng 10 chiêu không thành vấn đề. Diệp Phàm cười nói. Vậy không được, dù cậu đem núi vàng đền cung không thể, đây chính là quy định của tổ tông. Một khi phần hồng thiên yêu thành thúc xe chiều khai đài hồi luân vào cạnh tranh. Hơn nữa chỉ có đệ tử có năng lư xê manh và những đệ tử hát tâm mới có tư cách tranh tài. Trước kia phi sư bà trinh là đệ tử hát tâm mới có thể có được miếng ngóc để tham gia cạnh tranh phần hồng thiên yêu này. Đáng tiếc là sư phụ của tôi không có tư cách này, làm hại tôi cùng không có tư cách đi cạnh tranh. Tuy nhiên, phần hồng thiên yêu cùng khó được. Bình thường đều phải chừng 20 năm mới thành thúc một lần. Ngưu Ly nói, phần hồng thiên yêu rốt cuộc là vật gì? Nghe anh nói như vậy hình như là hoa quả gì đây? Diệp Phàm cảm giác hiếu kỳ. Tôi cũng không rõ ràng lắm, phần hồng thiên yêu trong phái rất nổi tiếng. Nhưng chỉ có đệ tử đã tranh giành được phần hồng thiên yêu mời bia được đó là cái gì? Tuy nhiên, bọn họ đều giữ mồm giữ miệng. Đây là bí mật lớn nhất trong phái, tất cả người bia đều không được truyền ra ngoài. Hơn nữa, chỉ cho nam đệ tử cạnh tranh, nữ đệ tử không được. Ngưu Ly nói. Phần hồng thiên yêu này chẳng lẽ là mi nư, Diệp Phàm nói đùa. Đép cai răm, cậu đầu dừa muôn lồn xồn này no. Tại sao có thể là mi nư? Tôi suy nghĩ hẳn là mốt vất có công dung rồng như nhân sâm mây trăm năm tuổi. Người giành nước sau khi dùng xe chơ lư xê đốt phát ít nhát hai bác nho, hiệu quả có thể đốt phát mốt bác lớn cùng có thể. Việc này cũng là thứ mà hàng nghìn năm qua đàn ông trong phải đánh nhau vờ đầu để tranh giành. Ngưu Ly nói. Hai người bắt đầu bám vách tường. Bởi vì, hàng đều ở bên trên, các mắt đạt chừng 50 đến 60 mét. Mà không có cầu thang, tất cả đều leo lên như vận động viên leo núi dùng tay bám lấy tảng đá. Có lẽ đây là các lão tổ tông phái Lào Sơn muốn rèn luyện đệ tử rồi. Cái này cùng luyện sư xê tay của mọi người, ngày nào cùng đi lên đi xuống mấy lần, cùng giống như luyện công rồi. Luyện lư xê tay. Đương nhiên, quen rồi thì dễ dàng lên xuống. Nhưng tiền bồi cao thủ trong phai, chỉ cần nhẹ chân hơi đắt lên vách đá có thể dễ dàng lên xuống rồi. Ngưu Ly nói, đi như thằn lằn, từ từ mây cài đà lên trên. Y hơi có vẻ đắc chỉ quay đầu nhìn lại, mắt lại có chất hơi đỏ bởi vì Diệp Phàm người ta đã đứng trên sân rồi. Khinh công của sư đệ thát đùng là không phải dùng để chừng cho đẹp, lời hai. Ngưu Ly thở dài. Diệp Phàm phát hiện ở vách đá lồi ra bên ngoài có một cái cửa lớn. Cửa được đúc bằng đồng. Trên đó có khắc mảnh thù và vật tổ từ xưa. Nơi này có lẽ là trình điện rồi. Đây mới thật sự là phái Lào Sơn. Tuy nhiên, hiện giờ cũng không thể nào lạc quan. Nghe nói có thể ở đây cũng không vừa qua 100 người. Mà trong 100 người này còn có 20 người hàng năm đều ở ngoài, có việc buôn bán. Phái Lào Sơn là phái lớn như vậy, trong xã hội hiện đại nếu chỉ trông vào tiền nhang thì đã sớm đổ rồi. Cho nên, trong phái còn mở công ty. Dưới vách nhân khẩu thường ở có 6-70 người. Gọi đệ tử của phí sư bá vào. Lúc này bên trong đột nhiên truyền ra một giọng nói. Diệp Phàm đi đến bên trong nhìn, phát hiện đại điện này thật đúng là giống ký hiệu kia. Bên trong là một bộ bàn ghế gỗ rất cũ kỹ rồi. Trên tường sau lưng là những bức điêu khắc thần tượng tu hành. Đảo mắt, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, bởi vì có những phiến đá điêu khắc là làm bằng tay chứ không phải là dùng đao. Công chỉ này. Diệp Phàm nhìn lập tức liền ngây người ở cửa, hai mắt nhìn chằm chằm phiến đá điêu khắc kia. Phiến đá điêu khắc kia hình như đột nhiên toát ra ngàn vạn đầu ngón tay. Những ngón tay này còn rất linh động, ra vẻ đang hoạt động. Đây chẳng lẽ là một loại chỉ công? Sao lại phức tạp, khó hiểu như vậy? Diệp Phàm ngơ ngác nhìn phiến đá điêu khắc quên hết mọi thứ. Sư đệ, cậu ngẩn ngơ cái gì đó, còn không bái kiến trưởng môn Thiết Tâm. Ngưu Ly nóng nảy kéo góc áo Diệp Phàm. Diệp Phàm không ngờ giơ ngón tay ra một chút, một cỗ lực mạnh mẽ truyền ra ngoài, giống như một mũi tên nhọn, Ngưu Ly bị đẩy ra xa hơn 10 thước. Xoẹt một tiếng, Ngưu Ly lập tức toát mồ hôi lạnh, bởi vì, Diệp Phàm lại giơ tay về đây, may mắn trưởng môn Thiết Tâm giật y một phen.
Nếu không, có lẽ xuyên qua người rồi. Bởi vì, lực đạn ở tay kia đập vào vách tường cách xa 30 mét. Sư đệ, cậu muốn giết tôi có phải không? Ngưu Ly tức giận hét lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không tỉnh dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức phù điêu kia, ngón tay múa cuồng loạn trên không trung, cả người cũng chuyển động theo. Kỳ cục, đuổi hắn ra. Trưởng môn Thiết Tâm rất tức giận, nhìn về mấy đệ tử đứng bên nói. Từ đã sư thúc, hắn nói đến đưa tiền đấy. Ngưu Ly vội vàng nói. Đưa tiền, trưởng môn Thiết Tâm trừng mắt nhìn Ngưu Ly. Đúng vậy, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho trưởng môn rồi. Hắn là đệ tử của sư bá, nghe nói nhà mở công ty, quyết định quyên tặng cho chúng ta 10 triệu. Chi phiếu đều đã mang đến, Ngưu Ly vội vàng nói. Hừ, bảo hắn đừng múa may cuồng loạn nữa. Đây là đại điện của phái Lao Sơn núi chúng ta, không phải là phòng khiêu vũ. Thiết Tâm hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, Ngưu Ly không dám nhắc Diệp Phàm, chỉ sợ người này ra chỉ tay thì thảm rồi. Tuy nhiên, có một lão già ngồi không yên, đứng lên muốn kéo Diệp Phàm. Lúc này một tiếng thở dài vang lên nói không nên động vào hắn, các cậu, ôi! Thái sư thúc, Thiết Tâm vội vàng nhìn lên không trung lạy lạy. Thái sư thúc Quyền Thiên đạo trưởng là lão nhân già nhất phái Lao Sơn, nghe nói đã đến 110 tuổi rồi. Bình thường rất khó nhìn thấy ông ta, dù Ngưu Ly lớn như vậy hình như cũng chưa từng thấy ông ấy. Nghe nói Quyền Thiên đạo trưởng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên đại năng giả, đang bước vào trình tự rất cao. Nếu như có thể quá ít nhất có thể sống trên 20 năm. Chương 3022, trưởng lão già tuổi nhất. Ôi, các cậu, Thiết Tâm, cậu đã là trưởng môn, thậm chí đệ tử ngộ đạo đều không hiểu, hắn là một thiên tài. Mấy chục năm rồi, không ai có thể ngộ được bức phù diêu trên tường trong đại điện, không thể tưởng tượng được một đệ tử bên ngoài lại ngộ được. Đây là may mắn hay bất hạnh cho phái chúng ta? Quyền Thiên thở dài, giọng nói có chút cô độc. Thái sư thúc, là chúng tôi ngu dốt, Thiết Tâm cùng đệ tử trong đại điện đều quỳ xuống. Ôi, tất cả phải tùy duyên, các cậu không nên quấy rầy hắn, tôi muốn xem hắn có thể ngộ đến mức nào. Quyền Thiên nói còn nữa, lập tức chiêu tập đệ tử đế đại điện quan sát học tập. Phải chú ý nhất cử nhất động của hắn, các cậu có thể ngộ ra nhiều hay ít cũng phải xem ngộ tính rồi. Thái sư thúc, chẳng lẽ bức phù điêu này chính là phương thức võ công phi thường hạng nhất đúng không? Ngưu Ly dũng cảm hỏi. Trạc Tình Chỉ, Quyền Thiên nói. Trạc Tình Chỉ, trong đại điện lập tức thiếu chút nữa bắt đầu chuyển động, tuy nhiên, Quyền Thiên yêu cầu nghiêm, mọi người không dám lên tiếng, lúc này trong đại điện yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Không lâu, già trẻ lớn bé vào mấy chục người, tất cả đều nhìn Diệp Phàm, không ai dám lên tiếng. Không biết khi nào thì trên một tảng đá hình tròn lồi ra bên vách tường bên trái xuất hiện một người. Người này ngồi xếp bằng, đang mặc chính là áo choàng, không giống như là đạo bào, mà giống như là áo vải của dân thường của người xưa. Chẳng qua, toàn bộ khuôn mặt đều bao phủ trong một lớp nước mong manh. Diệp Phàm nếu tỉnh dậy sẽ hiểu được, người này thi triển công pháp giống với con rơi Vương Nam Lăng Hậu. Diệp Phàm hưng phấn đến nỗi cả người chỉ còn là cái bóng, động tác nhẹ nhàng mà không một chút ngừng trệ. Thật lâu sau, Diệp Phàm mới ngừng lại được. Ngồi xếp bằng nhắm mắt ước chừng 2 tiếng sau mới mở mắt ra. Bái kiến Thái sư thúc, Diệp Phàm trợn mắt, trưởng môn Thiết Tâm cùng đám môn đồ long trọng quỳ xuống chào. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không nhúc nhích, nhìn người nọ đôi mắt ưng bắn tới, chẳng qua không nhìn rõ. Diệp Phàm trong lòng chấn động, biết hôm nay gặp sư phụ cao thủ. Được rồi, đem người vừa học Trác Tình Chỉ ra, nói nọ nói xong liền chỉ tay. Một lực linh hoạt sắc bén như tiếng thét chói tai vang lên hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đã tránh sang một bên, tuy nhiên, góc áo vẫn bị xuyên thủng một lỗ. Mặt hắn đỏ lên, thi triển Trác Tình Chỉ vừa học ra hướng người đang ngồi xếp bằng kia. Tuy nhiên, có vẻ như đốt rồi, không ngờ không việc gì. Bất luận Diệp Phàm ra sức nhảy cao thấp thế nào, đại chỉ kình này chỉ đến cách người đó 1 mét liền tự động trượt ra. Dường như người này thân thể có một cái lồng khí bên ngoài, chưa không thu nhận. Còn một chỉ của người này làm cho Diệp Phàm rất chật vật. Cứ như vậy hai người đi lại đến nửa tiếng sau. Diệp Phàm không điểm trúng chỉ ra của người này mà trái lại Diệp Phàm quần áo đều tả tơi rồi. Nói là vỡ nát cũng đúng. Trạc Tình Chỉ, không tình làm sao có thể đâm tình. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một người phụ nữ mặc đồ màu xanh nhạt kêu lên, hai chúng ta hợp lực công kích. Mà cô gái kia thôi tiêu,
tuy nhiên là thôi thai vân truy nguyên. Cô gái này vừa thôi vừa bung ra bôn phía vách tường, thi triển khinh thân thuật ra bôn xung quanh. Đà bị âm nhắc lây nhiêm, Diệp Phàm chìm vào trong tiếng sao. Cả người lay đồng theo thai vân truy nguyên kia. Thai vân truy nguyên vô nước vi ê thành từ ngũ thành âm bác. Đơn gian, sát phắc, lưu lốt, rất chưa tinh. Ở đoàn thư nhát, do sao, tiêu, ti ba, nhì cung tâu, khoan thai tư đắc. Đoàn thứ hai, không có màu sắc đôi lấp do giang, dài điều đức kéo dài từ đoàn mốt ra, không có xung đốt chỉ có hai hoa hoa hợp. Suy nghĩ của nhắc xì rồng như suy nghĩ của người nghe lúc này, mơ rồng ra khắp trời xanh. Sông đông nhát là đoàn thứ ba, nhắc rồng như mây đang vươn trăng, chưa cao chưa thấp, chưa tiền chưa lui, thân thai rất thạt, hưng thù đét sao. Mà Diệp Phàm cùng theo âm điệu chờ cao chờ thấp trên không trung, trong nháy mắt đà thoải mái tự tin, phong khoang, các đệ tử đừng xem xung quanh không khỏi vỗ tay vang rồi. Lúc này, Trác Tình chỉ được phát huy một cách tự nhiên. Mặc dù cuối cùng vân không thể nào công pha lên ông Lao trên vách núi nhưng ông Lao cung thân trong rất nhiều. Ở đoàn cuối cùng, Diệp Phàm quan sát đà không thấy người con gái đó đâu nữa, không khỏi có chắt phiền muôn. Đúng vậy, cầu đà biến Trác Tình chỉ thành một tinh hoa. Trác Tình trong ngón tay có mốt chữ tinh, nếu không có tình thì không thể điều khiển tốt. Đàn ma vô lư xê, hơi hờ tàn vô tinh. Chỉ có thêm chất tình cảm mới có thể làm cho Trác Tình chỉ của cậu có thể làm vơ ca xích, có thể có oai lư xê cắt sắt đấp ngóc, ri nước, mơ trăng. Thậm chí, dùng thành công là lúc chỉ quét tơi là có thể chắt đưa mốt ngọn núi đa. Đương nhiên, việc này liên quan đến tăng trưởng nội tư xê của cậu. Với thần thù của cậu bây giờ, việc này không thể nào làm được. Người nó cười nói, khen ngợi Diệp Phàm. Cảm ơn tiền bồi chi giao. Diệp Phàm khâm phúc thật sư, lệ tà kiều người hóc phó một cai. Sư đệ, ông ấy là thái sư thúc của phái Lào Sơn chúng ta. Mau chào thái sư thúc, Ngưu Ly đừng mốt bền vội và nói. Không cần, sư phụ của cầu cung không phải phi đồng đùng không. Người nó khốt tay ao, đốt nhiên hỏi. Tiền bồi nói đúng rồi. Sư phụ của tôi thát ra là cháu ruột của Phi Đông Thái Sư Ba, ông ấy tên là Phi Thanh Sơn. Diệp Phàm nói ra sư thát, bia là không thể giấu diêm. Phi Phương Thanh, người trên vách đà thì thầm một câu sau đó lắc đầu nói nhà họ Phi có thể có một Phi Phương Thanh không tồi rồi. Công lư xê của ông ta rất cao, hẳn so với Phi Thanh Sơn lời hài hơn nhiều lắm có phải không? Tiền bồi nói sai rồi, sư phụ của tôi thát ra công lư xê cũng không cao. Thành tựu của tôi cùng là may mắn mới có, Diệp Phàm nói. Y chơi là như thế, người trên vách đà thở dài, đột nhiên nói người thanh niên, cậu gọi tôi là Quyền Thiên là được, cậu có đồng ý bài tôi làm thầy không? Rất xin lỗi, nhát gì vì sư trung thân vì phu. Tôi đã có sư phu, Diệp Phàm từ chối. Diệp Phàm, cậu không bia phần bia rồi, có thể được thái sư thúc nhân làm đệ tử, đó là phúc tù tạm đời của cậu đó. Trường môn thiệt tâm hiền nhiên dân. Kỳ thật ông ta còn ghen ti. Rất xin lỗi, Diệp Phàm lại nói. Nếu cậu đồng ý làm đồ đề của tôi, phải Lào Sơn 20 năm mới có thể nhát ngộ ra phần hồng thiền yêu tôi có thể cho cậu một chất. Hiền gì cậu đa là 12 đăng khai nguyên, chỉ cần có phần hồng thiền yêu chờ dắp, có lẽ cậu có thể đốt phá đến 12 đăng đinh dài. Đây chính là cơ sở tốt để thăng đền bán tiên thiên. Hơn nữa những đệ tử này của phái Lào Sơn đều tôn cậu làm sư thúc. Ngay cả trường môn thiệt tâm cung không có ngoài lề, đối với việc luyện công của cậu mà nói là chuyện nằm mơ cùng phải cười. Quyền Thiên nói, rất xin lỗi tiền bồi Quyền Thiên, tôi thật sự không thể nhân. Diệp Phàm lắc đầu từ chối. Tốt lắm, Quyền Thiên gật đầu, đột nhiên nói thiệt tam quan, Diệp Phàm phải đung quan thành công mới có thể có được phần hồng thiên yêu. Nói đến đây Quyền Thiên lại nói Diệp Phàm, hiện giờ cậu có thể tròn các từ bò. Tam quan này không tốt qua. Làm không tốt sẽ mất mang nho. Cậu cần phải suy nghĩ cho kỳ. Tiếp tục, thái độ Diệp Phàm chưa từng kiên quyết như thế, bởi vì muốn đi hoàng đạo, không có thần thù mạnh mẽ thì cùng khác gì chịu chê. Hắn chê ở đạo không có gì, chỉ sợ liên lụy đến mấy người Phi Thanh Sơn. Tốt, cậu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai bắt đầu đung quan. Quyền Thiên gật đầu một cái, thân hình vừa đông như chim tỏ bay vào sau điên. Ôi! Sư đệ, cậu thát đùng là hồ đồ rồi. Có thể được thái sư thúc yêu ai, đây là chuyện may mắn cơ nào. Ôi, cơ hội này có thể cho tôi thì thật tốt. Ngưu Ly thiếu chắt nửa bóp nằm tay thờ dài. Sư phụ của ông đây lời hài so với Quyền Thiên nhiều lắm.
Diệp Phàm khát sao nói thầm trong lòng nhìn người này một cái, miệng nói con người của tôi có lúc nghiêm túc, đã gọi người nào là sư phụ thì đời này không thay đổi. Ôi, tôi thấy cầu vân nên từ bỏ để xuống núi đi. Thái sư thúc từ mình chỉ điểm thìa am quan là không ai có thể qua ca. Làm không tốt cầu thật sự mất mang, người của đơn vì cầu tìm đền tân cưa chúng tôi không có cách giải thích. Ngưu Ly có chút lo lắng. Không sao, tôi sẽ không liên lụy đến các anh. Trước khi đung quan tôi sẽ ghi kê bàn cam kê. Diệp Phàm nói. Ôi, cầu đung là Ngưu Ly từ xê dần đền chỉ còn có thể thở dài. Diệp Phàm vội vàng ăn cơm tôi sau đó vào phòng nghỉ ngơi, phải hiền phòng ngủ của phái Lào Sơn Thát đung là không tôi. Tuy là hàng đồng nhưng bên trong trang bị đều là gô. Không có chất cảm giác đàng ở trong hàng nào. Trang bị ở đây có thể so với khách sạn 5 sao. Trên một cây đại thụ sau núi, lúc này có một bóng người chạy lên, ông ta là trường môn Thiệt Tâm. Thiệt Tâm nhảy một cái lên giữa cây đại thụ, trong đó có một phòng ở như tổ chim. Ở ngoài nhìn vào rồng như tổ chim, tuy nhiên là tổ chim rất lớn. Thái sư thúc, Thiệt Tâm đến thăm ngài. Thiệt Tâm nửa quỳ ở trên cây. Đừng lên đi, Quyền Thiên nói. Tôi đến là mong thái sư thúc chỉ điểm, không biết phải xử lý Diệp Phàm thế nào. Thiệt Tâm hỏi. Tam quan chuẩn bị xong chưa? Quyền Thiên hỏi. Rồi, tổ hợp thiên tam quan thiên khai 500 năm đều chưa mở ra siêu cấp âm thiên. Tin rằng Diệp Phàm chắc chắn không qua được. Chẳng qua, thái sư thúc, con hy vọng ngài có thể hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho hắn mốt mang. Thiệt Tâm nói. Ha ha, tôi sẽ không ra tay. Hắn có thể qua thiên tam quan âm thiên tôi cũng không phản đối. Nếu không qua được, chỉ có thể trách số mình hắn không tốt. Quyền Thiên nói. Thái sư thúc, hắn là lè là người của tổ đắc nhiệm a. Là được Lý Khiêu phòng tường quân giao cho đến đây xem CV chuyên 10 triệu đà quyền tăng lần trước đây. Nếu hắn chê trong tam quân, chỉ sợ tường quân Lý Khiêu phòng sẽ hỏi. Dù sao, họ cũng là đại diện cho nhà nước. Phải Lào Sơn chúng ta tùy nói thư xê lư xê không tê, nhưng cũng không thể trông đờ lại nhà nước được. Thiệt Tâm nói. Chương 3023, giành lấy Hồng Phấn Thiên Yêu. Ha ha, chúng ta đều là người Trung Quốc, sao có thể nói là chống lại nhà nước? Chúng ta tuy nói cũng thuộc về nước ngoài, nhưng mọi người đều là người Trung Quốc. Chúng ta hẳn cũng có trái tim yêu nước, tuy nhiên, nếu cậu nói như vậy, ha ha, tôi sẽ xem xét giải quyết. Quyền Thiên nói, sau đó nhỏ giọng nói chuyện với Thiết Tâm một hồi, Thiết Tâm cười nói. Thật là khéo, thái sư thúc anh minh. Sau đó xuống cây quay về trong phái. 8 giờ sáng hôm sau, Ngưu Ly cùng Thiết Tâm đưa Diệp Phàm đến trước một tòa vách đá. Hai người cố gắng đẩy vách đá ra, bên trong lộ ra một khoảng tối đen. Diệp Phàm, cửa thứ nhất này là trong động rồi. Cậu tự mình đi vào thôi. Nếu như có thể vượt qua, tự nhiên sẽ có cửa thứ hai. Nếu không đi qua được, động này chính là nấm mồ của cậu. Cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thiết Tâm nói, lão già này vẻ mặt nghiêm túc. Không cần, tôi đã quyết rồi. Diệp Phàm khoát tay áo, lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu nói. Trưởng môn, tuy nói tôi không phải là đệ tử thân truyền của phái Lao Sơn nhưng võ công của sư phụ tôi cũng là được kế thừa từ phái Lao Sơn. 50 triệu này là chút tâm ý của Diệp Phàm tôi, dùng để cải thiện cuộc sống của các sư đệ. Việc này, Thiết Tâm còn muốn giả vờ từ chối một chút, Ngưu Ly đã sớm nhận chi phiếu cười nói. Vẫn là sư đệ nghĩ chu đáo, biết chúng tôi hiện giờ đang lo tiền. Chi phiếu này tôi thay mặt trưởng môn nhận, tôi sẽ nói với các đệ tử, đây là ý tốt của sư đệ Diệp Phàm. Ha ha, Diệp Phàm, tam quan này đã 500 năm không có người mở được, cho nên, bên trong thiết lập cái gì đều là hàng ngàn năm trước tổ tông hoàn thành. Chỗ lợi hại tất cả mọi người đều biết, ngàn năm trước phái Lao Sơn chúng ta cao thủ nhiều như mây toàn bộ võ lâm Trung Quốc lại có một luồng gió mới. Hiện giờ thì không được rồi, võ học xuống dốc, tình hình như thế chúng tôi cũng không có cách nào. Chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Thiết Tâm hình như đang kể chuyện xưa. Ha ha, cảm ơn trưởng môn nhắc nhở. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, chân vừa động đi vào hang sau đó bên ngoài vang lên tiếng động, cửa đá đóng lại rồi. Ôi, sư đệ là một người có tình cảm. Ngưu Ly nhìn cửa đá đóng lại thở dài. Ha ha, 50 triệu hắn phí không oan. Thiết Tâm cười thần bí đi về phía đại điện. Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Phàm chỉ nghe được hơi thở của chính mình, hắn vội vàng mở đôi mắt ưng nhìn bốn phía, tuy nhiên, hang này rất lạ, dường như có thể nuốt hết ánh sáng vậy.
Đôi mắt ưng phát sóng ra đập vào cơ thể sinh vật giống như đụng phải máy bay tàng hình vậy, đa số đều bị hấp thu hết. Cho nên, bên ngoài là ban ngày nhưng Diệp Phàm đang trong hang chỉ có thể cảm giác có một bóng hình mơ hồ. Lập tức luống cuống, Diệp Phàm tất nhiên là cảnh giác, nếu hắn không đồng ý yêu cầu của Quyền Thiên, ông ấy mượn tam quan đưa mình vào chỗ chết cũng khó nói. Cao thủ cao ngạo như Quyền Thiên, không ngờ hắn lại từ chối ông ta trước mặt nhiều người. Vậy đối với Quyền Thiên mà nói thật sự là mất mặt. Tuy nhiên, vẫn phải đi lên phía trước, không đi mãi mãi không có cách nào qua tam quan. Hơn nữa muốn lui cũng không có đường lui. Diệp Phàm vẻ mặt kiên quyết cẩn thận đi về phía trước. Ô á, ô á. Từng âm thanh phát ra giống như trong địa ngục. Diệp Phàm lắng nghe, theo tiếng động mà đi. Dầm, một cái búa bổ từ trên xuống. Diệp Phàm chấn động phát hiện là một cái búa cao đến 3 thước bổ xuống. Hắn vội vàng tránh sang bên cạnh hang, búa bổ xuống nền hàng dầm một cái liền tách ra một tảng đá to bằng cái đầu. Nếu bổ vào đầu người thì không phải nghiền nát thành thịt vụn sao? Xem ra, lời Thiết Tâm nói không phải là giả, thực sự là không làm tốt có thể đánh mất mạng. Búa lại đến nữa. Diệp Phàm giận, nhảy lên trên vật này. Thật đúng là hoảng sợ, vật này là giả. Một quyền kích ở trên đầu vật này khiếp Diệp Phàm thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi. Đầu con vật giống như một quả hồng hõm vào. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, trong lòng tự nhủ là đầu dưa đủ mềm đấy, vì thế, tay nhanh như chớp thu lại chuẩn bị quyền thứ hai lại đến. Tuy nhiên, cảnh tượng lúc này mới khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi. Bởi vì vật này hình như là một quả bóng cao su lại trở lại hình dạng ban đầu. Mẹ kiếp, bố không tin mày là cái đánh không chết con cháu rùa. Diệp Phàm này sinh ác độc, hai chân lập tức mở ra. Từ xa một quyền ác độc đến, có lẽ một tảng đá cũng có thể bị lực kinh 3-4 nghìn cân của Diệp Phàm kẹp nát. Nhưng, vật này lập tức dẹt thành bánh kem. Diệp Phàm giơ tay kéo ra đầu lại như kẹo kéo thay đổi hình dáng. Tuy nhiên, nếu cứ kéo nó cứ dài mãi. Tay vừa rụt về, hai chân buông lỏng, đầu nó lại khôi phục nguyên trạng, ra vẻ vừa rồi không xảy ra cái gì. Mà đầu búa lớn lại lướt qua trên đầu, Diệp Phàm vội vàng cúi sát xuống đất. Lưỡi búa kéo gió lướt qua đầu xoay tròn quay lại. Diệp Phàm lấy dao găm đâm về phía bụng của nó. Dao găm sâu hõm vào, nhưng cũng không có cách nào đâm rách bụng. Cái bụng sâu như vậy, dao găm của Diệp Phàm rút ra, bụng lún sâu lại khôi phục nguyên trạng. Diệp Phàm lại thử chân tay, còn cả phần rốn, khuôn mặt và bộ vị, hình như vật lớn này không có điểm yếu vậy. Diệp Phàm thiếu chút nữa hộc máu, cứ đánh tiếp như vậy, tuy nói vật lớn này không gây tổn thương cho hắn. Nhưng lâu dài chờ thể lực hắn hao kiệt vật lớn có thể thoải mái thu thập hắn. Dù là không thu thập thì cũng làm cho hắn chết mệt. Vật này có lẽ không phải là vật sống, cũng không phải là thật. Có vẻ giống với người cảnh cửa ở núi xương bối thần bí kia, hẳn là cao thủ ngẫu nhiên tạo ra. Mà bóng dáng lúc trước xuất hiện ở núi xương bối chỉ là bóng dáng, không mang theo đồ vật này nọ, chỉ có thể hù dọa người đi vào. Còn vật này rõ ràng là người thiệt, là thực vật, không phải là ảo ảnh. Diệp Phàm buồn bực thật sự trong lòng nhìn vật kia vung búa. Đột nhiên hiểu ra, dùng chính búa của nó để giết nó. Hắn nghĩ thầm trong lòng, đột nhiên nhảy lên đầu vật này. Sau đó hai tay hai chân giống như bạch tuộc bám lên mặt của nó, như là nặn đất dẻo cao su vậy. Vật to lớn này đúng là vật mẫu, không có trí tuệ, vung búa bổ vào mặt Diệp Phàm. Đúng lúc này Diệp Phàm đang từ cá biến thành chim ưng vọt ra bên ngoài. Búa vẫn hung hăng bổ một cước. Bụp một tiếng vang lớn truyền đến, vật lớn lập tức thành hai mảnh. Diệp Phàm đánh mấy chục cái không chết nó, không ngờ một búa của nó chém đầu thành hai mảnh. Tuy nhiên, cũng có máu tươi phun ra, cũng không biết là được tạo ra hay là vật này có suy nghĩ. Mẹ nó chứ, cuối cùng thì chết rồi. Diệp Phàm đá vào vật này một cái lại cầm lấy búa nhìn nhìn, cũng không có gì kỳ lạ, hình như là chế tạo từ một loại gỗ. Đúng lúc này Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện. Vách tường đá của hang động không ngờ hõm vào. Mà nền đá ban đầu không ngờ biến thành bùn lầy. Cách thi thể vật lớn không xa, đá núi dường như bị máu tươi của vật này làm cho mục nát vậy, tạo ra một vòng xoáy bùn lầy. Thi thể của vật lớn này không lâu đã bị bùn lầy cuốn đi rồi. Mà lúc này hang động lại vặn vẹo thay đổi hình dạng, ngay cả vách đá trên đầu dường như cũng có xu thế mềm hóa. Không tốt, thật sự nếu không đi ra ngoài. Sơn động này mềm hết thì chẳng phải sẽ sụp xuống chôn sống mình sao? Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, thấy vách núi mềm đi rất vui vẻ. Đá núi không lâu biến thành bùn dày đặc bắt đầu xoáy xuống dưới,
mà từng tầng đá bị mềm hóa. Diệp Phàm phát hiện, cả hang động cũng vặn vẹo. Không thể đợi thêm nữa, Diệp Phàm cắn răng một cái lấy bình dưỡng khí loại mới nhất của tổ đặc nhiệm A nhấn lên mũi, sau đó lặn vào vòng xoáy như người cá. Bình dưỡng khí này đem dưỡng khí cao áp rút lại, sau đó hóa lỏng thành tinh thể rắn. Tinh thể rắn này phải qua hóa lỏng mới thành khí. Một miếng thể rắn to bằng hai đầu ngón tay đã có thể khí hóa thành không gian dưỡng khí lớn. Cho nên đừng nhìn dưỡng khí này chỉ là một cái chụp mũi nhỏ, nhưng có thể giúp Diệp Phàm sống được 5 tiếng. Thật đúng là đừng nói, vách đá mềm hóa bùn lầy là thực đấy, cũng không phải là giả hoặc ảo giác. Tuy nhiên, này bùn lầy này không làm khó được Diệp Phàm. Bởi vì, ngư long thấp bát bia có thể làm lỗ hổng nhỏ thành biển rộng, cây cỏ thành dòng nước. Còn khi bước vào nước thật sự, cảm giác này thật sự rất tốt. Diệp Phàm giống như một người cá xuống đầm nước mãnh liệt chui vào, toàn bộ vẫn chầm đi xuống. Có lẽ ước chừng nửa tiếng, cảm giác phía trước không còn, dầm một tiếng, Diệp Phàm tiến vào một hồ lớn đen ngòm. Trong hồ có từng khối tảng đá nhô lên, như là những hòn đảo nhỏ. Diệp Phàm vội vàng muốn bơi tới trên đảo nhỏ, mới phát hiện hắc thủy này rất kỳ quái. Hình như không có sức nổi. Diệp Phàm đã đẳng cấp 12 rồi, không ngờ không thể bơi đứng mà đi, ngay cả có ngư long thập bát biến cũng giống như rơi vào nhựa cao su vạn năng, rất khó bước đi. Mà nước luôn có gì đó ngứa tấn công đến. Diệp Phàm ứng phó mệt mỏi vội vàng phóng con rắn nhỏ ra, thật là có điểm dùng, trong nước hình như sợ nó, ngứa tấn công không có nữa. Nhanh đến đảo mấy mét vuông rồi, Diệp Phàm trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên, chỉ còn vẻn vẹn khoảng 3 thước, Diệp Phàm ngẩn người, kêu lên. Mẹ kiếp, rùa lớn như vậy. Thật sự rất lớn, đảo nhỏ này căn bản chính là mai rùa, có lẽ là con người tạo ra, trông rất sống động. Diện tích có thể đến 7-8 mét vuông. Chương 3024, vừa phá vừa tiến. Trong lòng Diệp Phàm nhất thời mừng rỡ, bất chấp tất cả đi về phía lưng rùa, cảm thấy chỉ như vậy mới có chút an toàn. Dù sao nước có màu đen thật kỳ lạ, trong nước không bằng đại lục. Đúng lúc này, không ngờ rùa đá nhanh chóng há miệng ra nuốt Diệp Phàm vào. Tốc độ rất nhanh, ngay cả cao thủ như Diệp Phàm cũng không kịp có phản ứng. Xong rồi, trong lòng Diệp Phàm kêu rên, cả người từ từ trượt vào bên trong. Quái, bụng của rùa đá đúng thật là rất sâu, rơi lâu như vậy lại còn có chỗ xuống dốc. Dù sao cũng phải chết rồi, hắn nghĩ đã rơi vào trong dạ dày. Vẫn trượt vào tiếp, ước chừng 7-8 phút mới dừng lại, một tiếng đập mạnh, Diệp Phàm rơi xuống một chỗ. Quay đầu lại nhìn, thấy hình như là một cửa hàng tạp hóa. Mà lúc này một tên trượt tới, chắc là nhân viên phục vụ, bởi vì, trong mâm đang có đồ ăn, mà còn bốc hơi nóng hổi. Chào anh, dùng bàn như thế nào đây? Tên kia nói. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thiếu chút nữa phun ra toàn bộ thức ăn ngày hôm qua. Thứ nhất, người này rất không bình thường rồi. Đầu bẹt như bị cái thanh nẹp cứng kẹp lại, khiến cho bộ dạng trông rất xấu xí. Mà chén đĩa đựng đồ ăn lại còn khủng khiếp hơn, hình như là bộ đội Thái Dương Đen 731 Nhật mở quán cơm ở trong này. Bởi vì tất cả thức ăn trong mâm đều là nội tạng người. Phổi, ruột người vẫn còn đẫm máu được đặt ở trong mâm trước mắt Diệp Phàm. Xin lỗi, tôi không đói bụng, không ăn đâu. Diệp Phàm nhanh chóng bình tĩnh lại, khoát tay áo nói. Không đủ tươi sao, vậy để làm lại. Người nọ sửng sốt, dùng tay lấy một cái đầu tên bên cạnh xé ngay trước mặt. Tay người nọ rạch một cái, bụng tên kia rách ra luôn, tay người nhân viên cho vào bên trong, kéo trái tim còn đang đập ra. Người nọ nói. Cái này không tệ, rất tươi, rất tốt cho sức khỏe. Nói xong, đem nội tạng thân thể kia ném về phía Diệp Phàm. Bố mày không ăn, bất luận cái gì cũng không ăn. Diệp Phàm tức giận, đánh một cái về phía trái tim và cỗ thi thể. Hình như là vỗ trúng một cái kẹo dính, khiến cho tay Diệp Phàm bị dính vào rồi. Hắn quính lên, khẩn trương dùng tay kia giật ra, nhưng tay kia cũng bị dính luôn vào. Bí quá, lại vội vàng dùng chân đá, chân cũng bị dính luôn vào. Chỉ còn lại miệng, cỗ thi thể kia vẫn chảy máu tươi đầm đìa trước mắt Diệp Phàm. Cứ như vậy, Diệp Phàm cũng không hiểu được mình đã giằng co với cỗ thi thể trong bao lâu rồi. Diệp Phàm cảm thấy không thể nóng vội được. Ăn đi, ăn no rồi chết tốt hơn so với chết mà đói. Người bồi bàn vừa gặm nhấm cái đùi đang chảy máu đầm đìa, vừa khuyên nhủ. Oa, trong dạ dày không có nhiều hàng rồi. Diệp Phàm cho toàn bộ đổ ra ngoài. Kiên trì được một lúc, Diệp Phàm mệt lả ra. Ăn. Diệp Phàm biết không ăn sẽ bị chết đói.
Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, miệng cắn một miếng, âm thanh lạo xạo vang lên, thật đúng như là đang ăn ngó sen, khi ăn còn thấy giòn giòn. Tinh thần Diệp Phàm rung lên, toàn bộ dây lưng người xuống bụng. Và khi Diệp Phàm ăn xong một đầu ngón chân, cảm giác trong cơ thể như muốn nổ tung. Diệp Phàm có thể cảm giác được, rõ ràng công lực của mình được tăng mạnh. Một tiếng động nữa vang lên, Diệp Phàm kinh ngạc thấy, hình như mình đang mơ một giấc mộng. Không ngờ đứng dưới một vầng thái dương sáng chói, mà không hề thấy bóng dáng nhân viên bồi bàn Hắc Thủy. Nhất định vừa rồi là ảo giác. Vừa ảo vừa thực, vạn vật lên tiếng, Diệp Phàm, chúc mừng anh đã qua cửa thứ nhất của âm quan, tiếp theo chính là dương quan, rồi. Cái anh vừa ăn đương nhiên không phải là chân người, nhưng cũng không phải là ảo ảnh, mà là hơn 1.000 năm trước tổ tiên của phái Lao Sơn dùng phương pháp nội tức hồn ba đem Hà Thủ Ô ngàn năm dung luyện thành. Đây là may mắn của anh, có bao nhiêu người mong muốn đó. Giọng nói của Quyền Thiên truyền đến. Như vậy chẳng phải là tôi vừa gặm một củ Hà Thủ Ô ngàn năm to như cơ thể một người sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, Hà Thủ Ô to như cơ thể một người này là lão tổ tiên để dành cho người có ý chí kiên cường, dành cho người dũng cảm và có tài năng. Cậu không ăn, người, cậu không thể chiến thắng được cả bản thân, làm sao có thể đạt được thành công? Tôi muốn cho cậu biết rằng, đó thật sự là thứ có thể gặp nhưng không thể muốn là được. Quyền Thiên tôi cũng nghĩ ra ý tưởng cho các đệ tử dùng, nhưng, lão tổ tiên đã lập mưu kế quá hay rồi, chính Quyền Thiên tôi cũng không có biện pháp phá giải. Hôm nay cậu có thể được, ông ấy, để ý đến đó là cơ duyên của cậu. Bây giờ cậu không phải là trình độ khai nguyên của cao thủ thập nhị đẳng nữa mà đã lên tới trình độ thứ ba rồi. Công hiệu của Hà Thủ Ô ngàn năm không phải chỉ có thế. Hiện tại ngay bây giờ cậu có thể tăng hai cấp bậc. Nhưng về sau công hiệu vẫn sẽ từ từ hiện ra đó. Quyền Thiên lại có chút đau xót. Cảm ơn. Diệp Phàm cúi đầu. Không cần phải cảm ơn tôi, đó là do cậu tự giành được cho mình đấy. Tuy nhiên, còn có điều. Nếu cậu không thể thành công trong quan trường, cậu cũng phải chết. Cho nên, phải cố gắng lên. Bằng không, tất cả mọi thứ đều trở nên uổng phí. Quyền Thiên nói ra vài câu sau đó im lặng. Nắng gắt như lửa thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh, cũng thiêu đốt cả thần kinh của Diệp Phàm. Dường như Diệp Phàm đang đi vào bát tiên trong lò luyện đan rồi. Phía trước hiện ra một con đường, cũng không hiểu được nó kéo dài đến tận đâu nữa. Diệp Phàm mặc kệ ánh nắng mặt trời, cẩn thận đi về phía trước. Chủ yếu là sợ có cái gì linh tinh đâm sau lưng. Hơn nghìn năm trước các lão tổ tiên đều là các cao thủ, một tiên thiên thời đó không bằng một nửa tiên thiên bây giờ. Vẫn còn tồn tại cao hơn cả cao thủ, căn bản Diệp Phàm cũng không phải chỉ nghĩ tới trình độ thứ ba của thập nhị đẳng. Những thứ này hình như không thể là đồ vật của cao thủ mà chỉ là đồ chơi cho con nít thôi. Đây chính là trình độ khác nhau cho nên cũng phải khác nhau rồi. Diệp Phàm dừng bước. Bởi vì, phía trước có 8 con đường để đi, trên mỗi con đường phía trước đều có khắc một chữ, theo thứ tự là càn, khôn, chấn, khảm, ly, cấn, đoái. Đây là mấy quẻ thông thường trong bát quái. Càn, đại diện cho trời, khôn, đại diện cho đất chấn, đại diện cho sấm, ngưỡng, đại diện cho nước ly, đại diện cho hỏa tốn, đại diện cho gió cấn, đại diện cho núi, đoái, đại diện cho đầm. Trời và đất, âm và dương là hai thế lực cơ bản hỗ trợ lẫn nhau sinh ra vạn vật. Trong tam quan được chia ra thành âm quan, dương quan, và thiên quan, phỏng chừng là có liên quan đến bát quái. Hơn nữa, vừa rồi đột phá âm quan, Diệp Phàm cảm giác cả âm quan giống như ở dưới địa phủ. Người đầu dẹt kia, từ từ ăn thịt người, thật ra cũng chỉ là hù dọa người. Còn trước, dương quan, không ngờ xuất hiện 8 con đường, khiến cho Diệp Phàm cảm thấy có chút lúng túng. Cuối cùng Diệp Phàm lựa chọn ly, bởi vì ly đại diện cho đất. Mà ở phía trên có một vòng thái dương, nhất định là có liên quan đến lửa. Mà bởi vì Diệp Phàm đã được lung người trong sao hỏa cho nên, trong thân thể có 10 phần dương khí, vậy là lấy độc trị độc, lấy mặt trời để đụng với mặt trời. Diệp Phàm kiên định dẫm chân vào con đường có chữ, ly, nói. Thật đúng là nóng, nóng giống như là cơ thể mình đang được nướng vậy. Lúc Diệp Phàm không chịu được nổi nữa là lúc, bên cạnh sắc lửa đỏ kia trên sơn nham lại có tiếng nước chảy róc rách. Diệp Phàm vui sướng nhìn sang bên một cái, tìm thấy một tảng đá trên sơn nham đang có rất nhiều giọt nước to chảy ra giống như những quả bóng nước. Dựa vào đây, giảm nóng sẽ rất tốt. Diệp Phàm hơi mở miệng để hứng những bọt nước đó. Đúng lúc này,
con rắn nhỏ trên cổ tay bay bắn ra không trung, con rắn nhỏ đứng trước bóng nước nhúc nhích tỏ vẻ lo lắng, như thể là đang khuyên ngăn Diệp Phàm không cần uống bọt nước nữa. Chẳng lẽ là bóng nước có vấn đề? Trong lòng Diệp Phàm đánh một dấu chấm hỏi, miệng tránh xa ra khỏi bọt nước một chút. Con rắn nhỏ vui mừng phe phẩy trở về trên cổ tay Diệp Phàm. Diệp Phàm lại tiếp cận bọt nước, con rắn lại bay ra. Xem ra, là có dự báo gì đó. Cảm thấy tê dại, sắp chết khát không ngờ lại không thể uống, chẳng phải muốn lấy mạng người sao. Diệp Phàm thè lưỡi ra liếm những giọt nước trên môi một cách khó khăn rồi tiến lên phía trước. Tuy nhiên, những giọt nước này có sức hấp dẫn quá lớn. Cách xa vài mét rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng giọt nước chảy róc rách. Mà trên đầu lại là cái nóng trên 100 độ của mặt trời, ở dưới đất là sự lạnh lẽo của giọt nước. Một thứ giống trên trời, một thứ giống dưới đất. Diệp Phàm cố nhịn, tiếp tục tiến lên phía trước, đi được một lúc bị ngất xỉu, còn không có chạm vào giọt nước. Đúng lúc này, quẹo vào một con đường trên núi. Trên bầu trời tiếng sấm sét vang lên điếc tai, dường như chấn động cả núi. Giống như sắp sụp đổ xuống, Diệp Phàm liều mình chạy về phía trước, trên đường chạy không có dừng lại. Cuối cùng, thật sự không thể chạy nổi liền té ngã, hắn còn chậm rãi bỏ tiến lên phía trước. Cứ như vậy, cũng không biết được cho đến khi nào thì tất cả mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Diệp Phàm không ngờ mình đang đứng ở dưới trời xanh. Diệp Phàm hiểu, bát quái ở đây chính là 8 quẻ trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, đầm. Trên đường, ly, là phải có hỏa, mà thủy lại khắc hỏa. Nếu như mình uống nước, nước lửa không thể dung hòa, phỏng chừng cuối cùng sẽ chết do chúng tương khắc sẽ gây sức ép lên cơ thể mình. Sấm chớp ở trên đụng phải núi di chuyển, đây là điều tất nhiên. Cuộc sống không ngừng, sự vận động không ngừng. Vừa rồi nếu cậu dừng lại, chính là cậu đã buông xuôi. Một khi tinh thần của con người bị giảm sút, cuối cùng, những người chọn như vậy sẽ phải nằm ngủ một giấc mãi mãi. Giống như chuyến đi qua núi tuyết của Hồng quân Liên Xô, có vài chiến sĩ mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ một chút vẫn không tỉnh lại. Giọng nói Quyền Thiên lại truyền đến, quay người dừng lại, cười nói. Sau khi tôi nhìn thấy cậu phá giải mới ngộ ra đấy, đó là những lời không dễ nghe. Quyền Thiên tôi cũng không thể vượt qua được tam quan. Năm đó khi Quyền Thiên tôi còn trẻ tự cho mình là tài giỏi, một mình tới đụng đến tam quan. Tuy nhiên, ngay ở cửa thứ nhất, ăn thịt người. Tâm lý của tôi đã thấy sợ hãi, còn sau này thế nào không cần phải nói nữa. Tuy nhiên, năm đó sư phụ đã cứu tôi, còn bây giờ, cậu sẽ không thể trở lại được, bởi vì, khả năng của Quyền Thiên tôi chưa đủ để có thể mở ra sự sống cho cậu. Cho nên, cửa thứ ba, thiên quan, cậu không có khả năng vượt qua, cậu cứ làm sẽ mất mạng đấy. Cảm ơn chú Thái đã nhắc nhở. Hai tay Diệp Phàm chắp lại đáp lễ. Chương 3025. Đột phá bán thần tiên. 500 năm, tôi cũng muốn nhìn thấy một người có thể đi qua tam quan. Đây cũng là tâm nguyện 500 năm qua của các trưởng lão. Trong 500 năm qua, trong phái cũng không có đỉnh cực thiên mới xuất hiện, đối với các trưởng lão trong phái mà nói, là một việc rất mất mặt, một chuyện rất tàn khốc. Hơn nữa, phái Lao Sơn đã mất 500 năm để chinh phục tam quan, vì cậu đi qua tam quan khiến nó không còn giá trị rồi. Bởi vì, chúng ta hiện tại đã không có khả năng khôi phục được tài liệu xây dựng tam quan. Chúng ta có cách thức, thủ tục và phong thủy. Nhưng, ở trong xã hội hiện đại này, không ai có thể thực hiện một kế hoạch như vậy chỉ với những tài liệu. Có thể người xây dựng tam quan là một cao thủ, đó là cao thủ ở giai đoạn 2 của thần tiên. Chính tôi cũng không có khả năng làm được. Mà ngay cả ngàn năm nữa chúng ta cũng không có thể lấy được. Cho nên, đối với tam quan, nếu cậu có thể vượt qua được, trong phái chúng tôi sẽ không còn tam quan nữa. Quyền Thiên thở dài, phỏng chừng trong lòng đang hết sức mâu thuẫn. Có thể giảm bớt một vài yêu cầu, ví dụ như, dùng hà thủ ô 100 năm thay thế cho hà thủ ô 1000 năm. Tôi nghĩ, vẫn có hiệu quả. Hơn nữa, có thể làm cho mình có động lực hơn. Khiến cho một số các đệ tử có ý chí kiên nghị tiến vào rèn luyện một chút, rất có lợi cho việc đột phá công lực ở tầng cao hơn. Nếu các học trò không nỗ lực quyết tâm, anh còn có thể cứu bọn họ ra ngoài, chẳng phải là một bước đột phá rất tốt để khống chế tam quan. Được, kiến nghị này của cậu thật không tệ, chúng ta có thể thử xem sao. Không ngờ Quyền Thiên đồng ý. Tuy nhiên, có một số điều tôi không rõ. Nếu như tôi đã vượt qua được tam quan, coi như là không ai có thể đi qua tam quan đấy. Chẳng lẽ hai cửa phía trước không thể khôi phục lại sao? Nếu như có thể tự khôi phục,
nhân tài đó sẽ từ nơi nào đến? Diệp Phàm hỏi. Tuy nhiên đã đi qua cửa thứ ba vĩnh viễn không còn. Nhưng, hai cửa phía trước đóng lại. Quyền Thiên nói. Hiểu rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, lại cảm ơn lần nữa. Rốt cuộc đây là cửa gì? Trong lòng Diệp Phàm hừ một tiếng, cảm giác cửa thứ ba này phỏng chừng mới là cửa khó khăn nhất. Đôi mắt ưng liếc nhìn xung quanh. Thấy một cái thung lũng ở phía dưới, xung quanh đều rậm rạp chỉ có một chục mét đất trống. Lá rụng dưới mặt đất cao đến 3 mét. Kỳ lạ là cũng không có một chút mùi nào, vốn đang lo lắng là có khí độc và những thứ khác, Diệp Phàm lại giả bộ hít một chút khí oxy. Tuy nhiên, sau khi gửi có thể cảm thấy là vô hại, Diệp Phàm liền thở lại bình thường. Những tầng lá rụng cũng không có thể ngăn cản được Diệp Phàm, hắn dùng khinh công nhẹ nhàng lướt qua trên lá. Ở phía trước có tiếng nước chảy róc rách, trong lòng Diệp Phàm vui vẻ, bởi vì miệng đang rất khát. Diệp Phàm đi men theo tiếng nước, đột nhiên, hắn dừng bước, bởi vì, có âm thanh du dương truyền đến. Nước xanh xanh, chi âm chi kỷ lưu luyến, tiếng khóc như kêu oan, rên rỉ, than là, đời người khó có được người chi kỷ. Nghìn đời khó nhất là tìm kiếm tri âm. Không ngờ, có một cô gái đang hát khúc tri âm. Hắn nghe theo tiếng hát mà đi, thấy ở phía trước có rất nhiều sương mù, nhìn cái gì cũng mơ hồ không rõ. Đi tới gần, Diệp Phàm ngẩn ngơ cả người. Bởi vì, phía trước có một đầm nước, bên trong đầm nước rất trong và gợn sóng, liếc mắt một cái có thể nhìn sâu đến tận 7-8 mét. Mà giờ khắc này, lại có một thiếu nữ đầu cài hoa với đôi chân thon thả nhẹ nhàng khoe sắc trong đầm nước. Nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ, Diệp Phàm lại ngẩn ngơ cả người, trong lòng tự nhủ đây không phải là cô gái thổi tiêu mình đã giúp trong đại sảnh sao. Trên đầu thiếu nữ cài hoa, còn trong đầm có một đóa hoa trắng trôi theo dòng nước. Tuy nhiên, hình như là cô gái này không mặc quần áo. Cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Diệp Phàm chấn động, đúng lúc này, cảm giác trên bầu trời càng ngày càng nhiều sương mù, cả mấy ngày cũng không trông thấy. Hay là thiếu nữ này cũng là một loại ảo giác? Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc đã nghĩ tới đi sang hướng khác. Chủ yếu là lo lắng bị cô gái quyến rũ khiến đôi chân của mình vấp ngã chẳng phải là rất oan. Tuy nhiên, tâm trạng đột nhiên thay đổi. Diệp Phàm cảm thấy trong người muốn nổ tung giống như kê tình. Có vẻ như kê tình di chuyển khắp nơi trong mạch máu, khiến cho Diệp Phàm muốn tấn công bằng mọi giá. Xong đời rồi, phỏng chừng sương mù này chính là độc hữu tình. Diệp Phàm nhanh chóng muốn đi đào mũi hút, tuy nhiên, đã quá chậm. Hai mắt muốn nhìn thiếu nữ trong đầm nước. Vừa nhìn thấy đã không thể thu ánh mắt lại được. Hình như cô gái cũng cảm thấy, không ngờ Diệp Phàm cười trong đầm, lập tức, trăm ngàn đóa bách hợp thuần khiết cùng nhau nở rộ, dường như Diệp Phàm ngửi thấy được mùi thơm tự nhiên. Không kìm nổi, có chết thì chết đi. Diệp Phàm hét to một tiếng rồi nhảy vào trong nước, bắt đầu hoàn vốn giống như là đang thi triển ngư long thập bát để đề phòng cô gái tấn công. Sau đó, toàn bộ tâm trí cảm xúc mạnh liệt mê loạn rồi. Nhất thời trong đầm nước, hai người cá mắc lại vào nhau trong nước. Lúc thì trên mặt nước lúc thì ở sâu dưới nước, như hai con rồng đang đùa nghịch nhau dưới nước. Mùi vị lần này không giống với mọi lần, từ đầu đến cuối Diệp Phàm cảm thấy hoa bách hợp thuần khiết cũng bình thường. Tình cảm mãnh liệt kia biến thành chút mùi vị thuần khiết. Thân thể cô gái giống như nước, rất mềm. Thật ra, Diệp Phàm có thể cảm giác được cơ thể cô gái giống như là nước. Khi Diệp Phàm sắp lên tới đỉnh, là lúc một sự lạnh lẽo truyền đến Diệp Phàm. Đi qua Diệp Phàm truyền trực tiếp vào kinh mạch Diệp Phàm, đánh thẳng vào kinh mạch chính, không lâu sau, là toàn bộ cơ thể. Lúc này, Diệp Phàm phóng xuất năng lượng lúc trước ăn hà thủ ô ngàn năm ra. Không lâu sau, dung hợp với cái lạnh giá đến kỳ lạ của không khí, hai mạch này chạy xung quanh thân thể. Ba ba ba. Dường như Diệp Phàm nghe được một âm thanh hơi yếu, hắn không có cảm giác đã đến được đỉnh của sự sung sướng. Hơn nữa, trong cơ thể có một vài sự ngăn cản trở nên thông suốt. Cảm giác bên trong hơi thở nhanh hơn vài lần so với bình thường. Chẳng lẽ tôi đã đạt được tới cảnh giới bán thần tiên rồi sao? Trong lòng Diệp Phàm thì thầm, dần dần sự mê loạn trôi qua. Cũng không hiểu được khi nào thì ngủ. Hắn đảo qua, lập tức mặt đỏ bừng. Bởi vì, không ngờ toàn thân của mình nằm ở trên bụi cỏ, mà không ngờ đạo trưởng Quyền Thiên ngồi bắt chéo chân ở trên cây nhìn mình. Lão tạp mao, chẳng lẽ là pha lê, trong lòng Diệp Phàm nghĩ xấu xa, khẩn trương tìm quần áo. Ha ha, người nào chẳng có da thịt, làm sao phải bối rối thế? Quyền Thiên cười cười tay vẽ một cái,
quần áo Diệp Phàm bay tới. Hắn khẩn trương mặc vào qua loa, ánh mắt ngắm vào trong đầm nước, thấy đầm nước vẫn đục rồi. Có phải muốn tìm cô gái đó không? Quyền Thiên cười nói. Ngại quá, vừa rồi tôi không có ý định đấy. Chắc là ở trong sương mù có thuốc kích dục. Vì thế, tâm trí của tôi không ngờ bị lạc. Thiên Quan, này tôi xem như đã thất bại. Diệp Phàm có chút buồn bực, cúi đầu xuống. Ha ha, cậu có biết cô gái đó là ai không? Quyền Thiên cười nói. Hình như chính là cô gái thổi sáo trong đại sảnh tôi đã giúp ông công kích đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, tuy nhiên, cô gái còn có một biệt hiệu là Hồng Phấn Thiên Yêu. Quyền Thiên nói một câu ra, Thạch Phá Thiên kinh sợ. Diệp Phàm thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hồng Phấn Thiên Yêu đúng thật là một người phụ nữ quỷ dị. Cứ 20 năm lại cướp đoạt một lần, Hồng Phấn Thiên Yêu không là đối tượng cho các đệ tử phái Lao Sơn. Trong lòng Diệp Phàm thấy thật sự mất mát, có cảm giác nhặt được chiếc giày mục nát. Cậu lại loạn tưởng rồi, Hồng Phấn Thiên Yêu đúng là con gái. Nhưng, được bồi dưỡng từ trong bụng mẹ, mãi đến năm 20 tuổi mới có thể thành đấy. Trong này chúng ta phải dùng rất nhiều nhâm sâm trăm năm. Có liên quan đến bí pháp lại càng phức tạp. Khi một ngày mới có người luyện công dung hợp cùng một chỗ với cô ấy, thân thể cô ấy liền rách. Hơn nữa, võ công toàn thân của cô gái từ đây sẽ bị phế. Mà cô gái cũng mất đi tư cách Hồng Phấn Thiên Yêu. Tuy nhiên, trong phái đã sớm có sắp xếp bồi dưỡng một Hồng Phấn Thiên Yêu khác rồi. Sẽ luân phiên nhau một cách tuần hoàn. Quyền Thiên nói. Tiền bối, cái này không phải là một tác dụng của nữ đỉnh, sao? Diệp Phàm hỏi. Cậu hỏi hay đang xác thực? Thật ra, bí pháp Hồng Phấn Thiên Yêu lấy từ thuật sum họp trai gái hợp hoan tông cổ xưa. Tuy nhiên, sau khi tổ tiên chúng tôi cải tiến đã không giống với hợp hoan tông hái mặt trời. Hơn nữa, hiệu quả của Hồng Phấn Thiên Yêu là rất rõ ràng. Hơn nữa, cô gái này là hồn của thiên nhiên tạo thành, rất thuần khiết tự nhiên. Hiệu quả chắc chắn sau này vẫn sẽ còn từ từ hiện ra. Bởi vì, Hồng Phấn Thiên Yêu tích tụ trong cơ thể đúng là khí âm. Nói chung người đàn ông luyện công đều là dương khí. Khí âm không có, khí dương không tự sinh ra, khí dương không tự sinh ra, khí âm không có. Giữa âm và dương, cũng không phải là không có liên quan với nhau, chúng tồn tại song song với nhau, sống nhờ vào nhau, có quan hệ với nhau. Mà loài người kết hôn với nhau là để tiếp tục giữ nòi giống, đó là một nguyên nhân quan trọng tại sao âm dương lại hài hòa. Giống như nam nữ độc thân, tính cách thường trở nên kỳ lạ, nóng nảy dễ bị kích thích. Điều này là do mất cân bằng về âm dương. Nếu như cậu có thể điều hòa được khí âm trong cơ thể người đàn ông, vậy cậu bắt đầu luyện công cứ như làm chơi ăn thật vậy. Quyền Thiên dày dạn kinh nghiệm nói. Nếu nói như vậy thì hai cửa, âm quan, và dương quan, có mối quan hệ âm dương sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, cậu đang qua âm quan thì phải có bước điều trị sơ bộ cho cơ thể. Mà sau khi cậu ăn hà thủ ô ngàn năm, âm khí trong cơ thể cậu đã nhiều đến mức cậu không thể tưởng tượng được. Mà lập tức cậu lại đụng phải dương quan. Cái này dương khí lại quá lớn. Hai phương diện đều đạt đến trạng thái bão hòa. Nếu lúc cậu có thể vượt qua ở cửa thứ ba, thiên quan, vậy thì có thể điều hòa âm dương rồi. Mà Hồng Phấn Thiên Yêu chính là sự hòa hợp âm dương tốt nhất. Tuy nhiên, ngay cả tôi cũng không nghĩ ra lần này Hồng Phấn Thiên Yêu lại ưu tú đến vậy, không ngờ có thể làm cho cậu đột phá vào cảnh giới, bán thần tiên. Việc này, ngay cả lão phu tôi cũng không dám tưởng tượng đến kết quả lại viên mãn đến vậy. Quyền Thiên cảm thán nói. Có điều tôi không hiểu, trước kia Hồng Phấn Thiên Yêu dường như có thể tuyệt vời cũng không có nghe nói bọn họ đã qua tam quan. Bởi vì, trưởng môn nói 500 năm qua không có ai vượt qua được tam quan. Các học trò kiệt xuất trước kia làm thế nào để điều hòa tốt âm dương? Ít nhất đã 500 năm trôi qua, phái Lao Sơn không thể nào tạo ra một đệ tử kiệt xuất. Diệp Phàm hỏi, tương đối tò mò. Chương 3026, trở mặt. Ha ha, bọn họ không có vận may như cậu. Không phải đệ tử nào cũng có thể đụng được vào tam quan. Bởi vì, đối thủ cạnh tranh Hồng Phấn Thiên Yêu cũng chưa tới 30 tuổi. Đệ tử dưới 30 tuổi công lực cũng không cao, có thể đạt được tới bát đẳng đã được gọi là thiên tài của thiên tài rồi. Nhưng, đệ tử trình độ bát đẳng đi vào âm dương quan, chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ chút nào rồi. Còn cậu may mắn đã đột phá tới cấp khai nguyên của thập nhị đẳng rồi. Mấy trăm năm nay cũng chưa có người nào lĩnh ngộ được, Trạc Tình Chỉ, vậy mà cậu lại may mắn lĩnh ngộ được nó. Việc này,
chỉ có thể nói đó là một may mắn. Đương nhiên, trước ngày thi đấu của các đệ tử Hồng Phấn Thiên Yêu chúng tôi cũng đã sắp xếp người tiến hành điều chỉnh âm dương quan. Tuy nhiên, không có hiệu quả tốt ngày âm dương, phỏng chừng vẫn chưa đạt được tới 2 phần hiệu quả. Nếu là có thể vượt qua tam quan mà được thiên tài Hồng Phấn Thiên Yêu giúp đỡ, tỷ lệ bọn họ đột phá lên thần tiên so với các đệ tử bình thường cao hơn gấp 10 lần. Cơ bản là đã đạt được một nửa chân vào thần tiên rồi. Đương nhiên, cũng không phải là cậu có thể lập tức đột phá được, mà đó chỉ là nền tảng để đạt được. Mà cậu là trường hợp đặc biệt, không ngờ sau khi bước vào tam quan đã đột phá được. Quyền Thiên nói, thì ra là như vậy, tuy nhiên, nếu tiền bối nói mấy trăm năm nay cũng chưa có người nào lĩnh ngộ được Trạc Tình chỉ trên vách đá. Hồng Phấn Thiên Yêu làm sao có thể cùng tôi tấn công? Họ cũng không có khả năng lĩnh ngộ à? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, cô gái đó chỉ là một loại cảm giác, khơi gợi cho cậu cảm giác ham muốn thôi. Cô ấy cũng không hiểu Trạc Tình chỉ, mà chỉ là tạo ra một môi trường cho cậu, giống như là việc tạo ra phương pháp dạy các tình huống. Quyền Thiên nói. Trong chuyện này vẫn có chút vấn đề, tiền bối sẽ không sống được mấy trăm năm đúng không? Diệp Phàm hỏi. Mấy trăm năm, đó là việc không thể. Tôi nhớ rằng người thọ nhất của phái Lao Sơn sống được tới 180 tuổi. Không ai có thể sống được quá 200 tuổi, công lực của vị tiền bối này cao không lường được, trong nháy mắt có thể giết người ở ngoài 5 dặm. Nội khí trong lúc nói chuyện ngưng tụ lại có thể thổi ngã một cây đại thụ. Đương nhiên, đó là chuyện cách đây mấy trăm năm trước rồi. Tôi cũng chỉ nghe sư phụ nói thôi, còn tôi, chỉ có thể sống hơn 100 tuổi một chút. Cậu muốn hỏi tôi về Trạc Tình chỉ. Nói thật với cậu, tôi cũng không biết, bởi vì, bản thân tôi cũng không hiểu rõ được nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ cậu có thể tìm hiểu trong lịch sử có nói về Trạc Tình chỉ. Quyền Thiên nói, đối với Lao Sơn, tôi sẽ phải truyền Trạc Tình chỉ cho đệ tử phái Lao Sơn như thế nào đây? Diệp Phàm nói, ha ha, Trạc Tình chỉ có thể lĩnh ngộ được ở trên phù điêu không thể truyền ra bên ngoài được. Không tin cậu cứ thử xem. Cậu cứ nói ra với mọi người nhưng không ai có thể hiểu được. Mấu chốt là ở chỗ lĩnh ngộ, không phải là chúng tôi không muốn học, mà học cũng không được. Quyền Thiên có chút buồn bực, lắc đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Nói, sau khi cậu và Hồng Phấn Thiên Yêu dung hợp âm dương, sau này cậu sử dụng Trạc Tình chỉ cần có thể tập trung tình cảm trong đó, uy lực của Trạc Tình chỉ sẽ tăng lên gấp bội. Ôi, tôi đã vô cớ chà đạp một người con gái trong sáng. Trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ quá. Diệp Phàm nói. Ha ha, đó là cuộc sống của cô ấy. Và cô ấy cũng có được nhiều thứ. Việc này, cậu không cần phải áy náy gì cả. Quyền Thiên rất cởi mở cười nói. Không phải Thái Sư Thúc đã nói sau khi âm dương dung hợp võ công luyện ban đầu của cô ấy đều bị phế đi, cô ấy đã trở thành một người tàn phế, còn đoạt được cái gì chứ? Việc này đối với một người luyện võ mà nói là một sự tàn khốc. Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có đoạt được, ít nhất là cậu đã để lại cho cô ấy một hậu duệ thiên tài cho sau này. Đối với một người mẹ mà nói, đây là một điều vinh quang nhất. Quyền Thiên nói, thiếu chút nữa Diệp Phàm ngây người ra. Mặt đỏ lên, ấp úng nói. Chính xác như vậy sao, chỉ cần một lần có thể có con sao? Ha ha, cậu thấy phái Lao Sơn chúng tôi bồi dưỡng ra được Phấn Hồng Thiên Yêu đúng với vai trò một người phụ nữ sao? Ha ha. Thực ra các cô ấy là một sự kết hợp tuyệt vời. Huyết thống của cậu truyền lại, chúng tôi sẽ lại bồi dưỡng con cháu của cô ấy. Hơn nữa, vị trí của cô ấy ở trong phái Lao Sơn được tôn sùng. Đối với một người phụ nữ, đó coi như là một điều hạnh phúc rồi. Nghĩ lại những ngày làm việc bận rộn, cực khổ mà một tháng cũng chỉ được có 1 đến 2 ngàn đồng. Cuộc sống của Phấn Hồng Thiên Yêu đã xem như là ở trên trời rồi. Bởi vì... mỗi tháng chúng tôi sẽ cung cấp cho cô ấy 100.000 tiền phí sinh hoạt. Hơn nữa, sẽ cho cô ấy môi trường và phòng ở tốt nhất. Đứa nhỏ cũng sẽ được giáo dục một cách tốt nhất. Sau này đứa trẻ có thể học tập thành người, cô ấy còn mong muốn gì hơn nữa? Quyền Thiên nói. Hai, đối với cô ấy mà nói vẫn là không công bằng. Tuy nói mẹ cho con, nhưng họ vẫn không có được một gia đình đầy đủ. Diệp Phàm thở dài. Có được tất sẽ có mất. Không thể nào chuyện gì cũng đều vừa ý cậu được đúng không? Quyền Thiên nói suy nghĩ của mình. Hơn nữa, đều là họ tự nguyện, chúng tôi cũng không có ép bọn họ. Không ép mới là lạ, ngay từ trong bụng mẹ anh đã nuôi dưỡng, khi đó họ sẽ không thể nào tự nguyện được. Sau đó, gỗ đã đóng thành thuyền,
đương nhiên, danh môn đại phái các anh cũng khiêng rồi. Trong lòng Diệp Phàm khinh bỉ Quyền Thiên một câu, miệng cũng nói ra. Cô ấy sinh đứa con đó, có tính là con của Diệp Phàm tôi không? Không tính, chuyện này không có một chút quan hệ nào với cậu. Cậu được coi như là người tặng tinh trùng thôi. Đây là tập quán của phái Lao Sơn, chúng tôi sẽ không để cậu nhìn thấy con cháu của cậu. Cho dù là chạm mặt có lẽ cũng không biết được. Hơn nữa, sau khi Phấn Hồng Thiên Yêu đã kiệt sức rút lui, cô ấy cũng sẽ không được gặp lại cậu. Ví như, cô gái vừa rồi với cậu, hiện tại cô ấy đã đi đến một nơi bí mật, chỉ trừ một vài người trong phái chúng tôi sẽ biết được nơi ở của cô ấy, ngoài ra những người khác sẽ không biết được. Hơn nữa, tôi hy vọng cậu sẽ quên cô ấy, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Điều này đối với cậu mà nói là công bằng đấy. Bởi vì, cậu đã chiếm được những gì cậu mong muốn. Ví dụ như, hiện tại cậu đã đột phá được đến bán thần tiên. Đây là thu hoạch lớn nhất của cậu. Cậu cũng không có mất đi cái gì cả. Nếu như cậu vẫn vướng bận về chuyện này, phái Lao Sơn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cậu cần phải nghĩ cho kỹ, không nên suy nghĩ nhiều tới những chuyện không cần thiết. Hơn nữa, tướng quân Lý đã xem chứng minh của cậu, cậu cũng là người có chức vụ. Phỏng chừng cậu vẫn là lãnh đạo của một đơn vị. Chẳng lẽ cậu mong muốn có chuyện phiền toái sao? Trong lời nói của Quyền Thiên có hàm ý muốn cảnh cáo. Ha ha! Nếu Diệp Phàm tôi thật sự muốn gặp con gái của mình, Thái Sư Thúc cũng không ngăn được đâu. Đột nhiên Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn. Thật sao, nếu cậu thật sự muốn như vậy, trên đời này, cũng không còn có thiên tài Diệp Phàm rồi. Cho nên, khi cậu vẫn là một thiên tài, đừng suy nghĩ về những thứ khác, tôi không hy vọng chính mình lại là người hủy hoại thiên tài mà chúng tôi đã tạo ra. Tuy rằng cậu không phải là đệ tử của Phí Đống, nhưng, cậu là đệ tử của cháu họ Phí Đống. Coi như bên ngoài phái Lao Sơn chúng tôi có đệ tử. Sắc mặt Quyền Thiên nghiêm túc, bởi vì, lần này ông ấy đã thể hiện rõ bộ mặt thật của mình. Ha ha ha! Đột nhiên Diệp Phàm lại cười hô hố vài tiếng, đột nhiên động một cái, con rơi trên trán bay vút lên vào không trung. Sau khi đột phá bán thần tiên, không ngờ con rơi kia đã có sự thay đổi. Miệng của nó rõ ràng thay đổi, có điểm giống như là mỏ của chim ưng, nhọn nhọn, quặp vào trong. Lúc trước con rơi chỉ bằng lòng bàn tay, bây giờ đã tăng thêm một thước. Không ngờ đôi cánh dang rộng ra dài đến hơn ba thước. Hai mắt nhìn trừng trừng vào Quyền Thiên, đầy giận dữ và uy lực. Đây là cái gì? Quyền Thiên sửng sốt, lập tức mặt trầm xuống. Thái Sư Thúc chưa gặp qua nó đúng không? Diệp Phàm hỏi. Nó là gì của cậu? Quyền Thiên hỏi. Có là sư phụ thứ hai của tôi, cho nên, Thái Sư Thúc bảo là muốn thu nhận tôi làm đồ đệ. Thật sự tôi không thể nhận lời, cũng là bởi vì nó. Diệp Phàm nói. Hai. Vẻ mặt Quyền Thiên tỏ vẻ khó chịu, khoát tay áo, nói. Cậu là đệ tử của nó, thôi vậy, phái Lao Sơn cho cậu phá lệ một lần. Cậu có thể nhìn thấy Hồng Phấn Thiên Yêu đã dung hợp với cậu. Còn đứa nhỏ, tôi hy vọng nó vẫn là đệ tử của phái Lao Sơn chúng tôi. Yên tâm, trong phái sẽ chú trọng bồi dưỡng nó. Hơn nữa. Sau này rất có thể sẽ trở thành trưởng môn trong phái Lao Sơn. Quyền Thiên tôi có thể thu nhận nó làm đệ tử, đây là đệ tử cuối cùng mà Quyền Thiên tôi thu nhận. Hơn nữa, phái Lao Sơn cũng không có yêu cầu các đệ tử không được kết hôn, bởi vì, chúng tôi cũng không phải là đạo sĩ. Cảm ơn, tôi chỉ muốn gặp lại cô ấy, nói với cô ấy những lời ấy náy này. Còn đứa con, tôi yên tâm giao cho ông. Tuy nhiên, khi tôi muốn gặp nó tôi có quyền được gặp nó, hy vọng mọi người thông cảm. Hơn nữa, đối với mọi người mà nói, đó cũng không phải là một chuyện xấu. Diệp Phàm nói. Được rồi, không có gì. Quyền Thiên rất buồn bực, cả người như một con chim, muốn bay ra, mất hết cả hình tượng. Không lâu sau, quyết tâm đi vào, dẫn Diệp Phàm tới bên ngoài chân núi phái Lao Sơn. Hình như đó là một thị trấn lớn, phỏng chừng cũng có đến mấy vạn người. Thị trấn lớn này nằm ở một nơi hẻo lánh, bên trong có một tòa nhà cổ xưa rất rộng lớn. Ngôi nhà ba tầng, xung quanh rộng chừng 300 thước. Bên trong cây cối xanh tươi, cảnh vật chung quanh không khác với ở trong công viên là mấy. Cửa ra vào có đệ tử mặc quần áo Lao Sơn trông coi, thật ra, phái Lao Sơn cũng không phải toàn bộ là giả dạng đạo sĩ. Mà là nửa đạo sĩ. Trong phái Lao Sơn cho phép đệ tử kết hôn sinh con, cho nên, không thể xem như hoàn toàn là đạo sĩ được. Vượt qua cầu nhỏ, không ngờ bên trong nghe thất được tiếng Tiêu có chút ưu oán. Cậu gọi cô ấy là Như Cầm là được rồi, tôi đi ra ngoài đã.
cậu đến gặp mặt đi, sau này tốt nhất cậu đừng tới nữa. Vẻ mặt quyết tâm nghiêm túc, nói xong xoay người đi ra ngoài. Đây là quyền của tôi, tuy nhiên, tôi cũng không có rảnh rỗi để ngày nào cũng đến. Yên tâm, trong vòng vài năm sẽ đến một hai lần đấy. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Hai, đệ tử của Bức Vương Nam Lăng, Lao Sơn chúng tôi không có cách nào bắt cậu thực hiện theo. Tuy nhiên, cậu đừng có làm quá đáng. Tuy nói uy danh Bức Vương lan ra khắp mọi nơi, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng, Lao Sơn chúng tôi cũng là phái lớn có từ ngàn năm nay. Nếu cậu quá mức, chúng tôi cũng có biện pháp để đối phó cậu. Tôi hy vọng hai bên chúng ta cùng chung sống hòa bình. Nếu không, hậu quả như thế nào, cậu cứ nghĩ kỹ. Quyết tâm xoay người một cái, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chương 3027, tan gâu chuyên lơn. Thái sư thúc muôn thế nào? Diệp Phàm không sợ ông ấy, thản nhiên hừ một tiếng. Chúng tôi không đôi phó được câu, nhưng từ chúng tôi sang tao ra Hồng Phấn Thiên, chúng tôi có quyền huy cô ta. Mà đưa nho, ha ha, chúng ta còn dư hăn có cách sao? Thiệt tâm cười lanh nói. Hiện giờ cô ta không thuốc về các ông, cô ấy thuốc về tôi. Tôi nói một cách túc tiêu, thì các ông uy hiếp chúng tôi thì trước mắt chúng ta đều là dây lôn. Tôi cảnh cáo các ông, nếu các ông đam làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chát, phải Lao Sơn từ nay về sau không còn nữa. Diệp Phàm tôi có thể đốt pha đến ban thần tiên trước 30 tuổi, ông cũng cần phải nghi cho kỳ. Bạn bè của tôi đây thiên hà. Chỉ cần Diệp Phàm tôi kêu gọi một tiếng, san bằng phải Lao Sơn các ông không phải chuyên rất dài. Xong Diệp Phàm lanh lung, hai người mặt như gà trôi. San bằng phải Lao Sơn, cậu cùng quả điên, cậu cho là Lao Sơn chi là nhưng người cậu nhìn thấy này sao? Chê cười, thiệt tâm cười. Hư, phải Lao Sơn lớn hơn nửa có thể hơn tổ à sao? Tôi chính là thành viên quan trọng nhất của tổ. San bằng phải Lao Sơn của các ông không phải ăn nói lung tung, không tin ông cứ thử xem. Mà ặc dù là không sử dụng lư xê lương của tổ, dù chỉ một mình Diệp Phàm tôi cũng hoàn toàn có thể làm được. Nói đến thế thôi, ông cứ suy nghĩ cho kỹ. Diệp Phàm nói xong không hề để ý đến người này, xoay người lên câu nho. Câu tư xê chê tôi. Trương môn thiệt tâm tư xê dân đền mư xê một quyển khiến ghê đa năng đền mây trăm cân đa bay đền hơn 10 mét, nền xuồng đâm nước bùm một cai, làm mây còn chìm sơ hai. Trương môn, tôi thấy, người này rất có tài, có thể nuôi dưỡng nước một thiên tài như thế chắc chắn là rất hiếm. Tôi thấy, chỉ cần hắn như thế, chúng ta chung sống hòa bình thì tốt. Nếu không, tư dưng không vì lý do gì mà vì một cao thủ bản thần tiên trẻ tuổi lại bát lời cho phai ta. Lúc này Nghiêu Ly đi ra khuyên nhu. Bức Vương Nam Lăng hậu, câu nói đang sơ hay không? Thiệt tâm buồn bư xê hư một tiếng. Đúng là hắn, Nghiêu Ly không ngờ rất mình một chát, vẻ mắt trở nên khó coi, ngầm nghi một chát nói tôi thầy hay là thôi đi. Việc này chúng ta thương lượng một chát với sư ba Phi Đông. Diệp Phàm dù cuồng ngao thế nào, tin tưởng hắn sẽ tôn trọng phi sư ba. Tin tưởng phi sư ba cùng sẽ nói chuyện tốt với hắn. Đây là quỷ cụ của phái Lao Sơn. Không thể làm loan. Cùng tốt, cầu lấp thư xê đến Bắc Kinh gặp phi sư ba, kể mọi chuyện cho ông ấy nghe. Chỉ cần Diệp Phàm không quá mức thì chúng ta cùng bình an vô sư. Nếu không, dù là ca chê lười rách chúng ta cùng phải bò một phen. Phải Lao Sơn chúng ta là phải lớn ngàn năm nay không thể để người khác khinh thương. Thiệt tâm lô mang nói xong xoay người thờ phi phi đi. Ôi, không thể tưởng nước lần này Hồng Phấn Thiên Yêu lại đưa đến một con soi. Nghiêu Ly buồn bư xê lắc đầu bỏ đi. Cô rất đau lòng, Diệp Phàm đứng trước mắt cô gái, thở dài một tiếng. Vâng, anh làm sao có thể thề. Hồng Phấn Thiên Yêu như cầm bỏ chiếc tiêu xuống, đột nhiên, mặt cô đỏ lên. Trước mặt tôi, không gì là không thể nào. Diệp Phàm đến gần cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, một mùi hương quyến rũ chuyển đến. Ôi như cầm nhẹ nhàng dựa sát vào ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm giơ tay ôm lấy cô. Ở tầng 3. Như cầm nhẹ nhàng nó. Lần này mới chính thức là âm dương kết hợp, nhẹ nhàng bỏ áo choàng rộng thùng thình, lộ ra hai bên ngực cao. Khi tắm em dùng sữa tắm gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng ngửi người như cầm hỏi. Hồng Phấn Thiên Yêu chúng tôi từ nhỏ ăn hoa lá, lấy hoa lá làm thức ăn, cho nên, cơ thể chứa hương thơm của thiên nhiên, không dùng bất kỳ loại nước hoa nào. Diệp Phàm, để Như Cầm hầu hạ anh một hồi đi. Sau này, khó gặp mặt, Như Cầm nhẹ nhàng cởi đồ. Để lộ ra một thân hình như ngọc.
như cầm chỉ có thể coi là thượng phẩm chứ cũng không được tính là hàng đặc biệt. Mùi hương trên người cô rất đặc biệt, làm Diệp Phàm điên cuồng lên. Dù một ngày trước vào phá vẫn đây, hiện giờ vết thương còn chưa khỏe, nhưng như cầm biết khó có cơ hội nên cô dùng toàn thân đấy. Hai người đều như say như dại. Tôi phải đi, Diệp Phàm nhìn như cầm trên giường, tiếc nuối. Cô gái này, thật là khiến người ta ăn đến tủy xương vẫn thèm. Có lẽ là do từ nhỏ các cô được ăn cái gì đó. Tôi tiễn anh, như cầm bò lên. Không cần tiễn, đây là tôi cho hai người. Diệp Phàm lấy ra tấm chi phiếu 50 triệu nhẹ nhàng đặt ở đầu giường rồi xoay người đi nhanh. Hơn nữa, điện thoại cũng không lưu, bởi vì Diệp Phàm cũng không muốn kích động mâu thuẫn với phái Lao Sơn. Dù sao, phái Lao Sơn là sư môn của Phí lão. Ông xã đời này anh là người đàn ông duy nhất của em. Như cầm không thấy chi phiếu ở đầu giường, nhìn Diệp Phàm bước đi xa, như cầm biết, phái Lao Sơn chắc sẽ không cho cô đến gần một người đàn ông khác. Bởi vì, phải duy trì tính thuần khiết của đứa bé trong bụng cô. Mặc dù là về sau nhưng một người mẹ thuần khiết quan trọng hơn. Việc này, sau này cũng hết sức tàn khốc, tuy nhiên, khí phách của Diệp Phàm lại để cho Như Cầm một tia hy vọng. Cô biết, hắn thi thoảng có thể đến đây đấy. Như Cầm tin tưởng mình có thể làm cho Diệp Phàm không quên được. Như Cầm vẫn mong đợi lần đến tiếp theo của Diệp Phàm. Như Cầm cũng có chút may mắn, ít nhất cô so với mấy đời Hồng Phấn Thiên Yêu may mắn hơn nhiều. Bởi vì, Như Cầm đã nhìn thấy ba Hồng Phấn Thiên Yêu già đi trong cô độc. Như Cầm là may mắn đấy, bởi vì cô gặp được Diệp Phàm. Như Cầm cũng là bất hạnh, bởi vì cô gặp được Diệp Phàm. Trở lại Hồng Diệp Bảo, Kiều Viên Viên vì cơ thể qua luyện võ không ngờ có thể đi lại trên bãi cỏ rồi. Cô nói nằm quá lâu, nhất định phải đi ra ngoài một chút. Mà hai đứa bé là của Quý, Tuyết Gia, Phí Gia, Kiều Gia đều lựa chọn mấy người mẹ trẻ đến chăm sóc chúng. Quả thực có thể gọi là một đoàn sữa mẹ. Việc này không cần lo lắng cái gì, bởi vì, Diệp Phàm còn đưa về một chuyên gia khoa phụ sản chỉ huy những người này làm việc. Thế nào, có thu hoạch không? Diệp Phàm đi đến cánh rừng phía sau, Phí Đống ngồi dưới gốc cây đại thụ vừa thấy Diệp Phàm liền cười hỏi. Đúng vậy, có thu hoạch lớn. Diệp Phàm cười nói. Không phải là đột phá đến giai đoạn cao của thập nhị đẳng, thật đúng là thu hoạch lớn rồi. Phí Đống nhíu mày cười. Không phải thế, là bán tiên thiên. Hơn nữa, cháu còn được gặp Quyền Thiên Thái sư thúc. Diệp Phàm nói, Phí Đống sửng sốt, thở dài nói thiên tài, cậu thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Phí Đống tôi vẫn không thể nhìn thấu cậu. Tuy nhiên, Thái sư thúc cũng là người khó gặp, cậu có thể gặp ông ấy, coi như là cơ duyên của cậu. Thái sư thúc hẳn đã đạt đến thần tiên chi cảnh rồi đúng không? Vâng, hẳn là thế, có vẻ không sai khác Tuyết Nha Nha của nhà họ Tuyết. Diệp Phàm gật đầu nói. Ôi, Thái sư thúc già rồi. Tôi đều đã sắp 100 tuổi, ông ấy lớn tuổi hơn tôi. Có lẽ còn không thể sống được bao nhiêu năm nữa, khó nói, Phí Đống lắc đầu, thở dài. Có lẽ ông ấy cũng một đột phá đến tầng cao hơn, nghe nói có thể thần tiên trình tự người thứ hai, gọi là niệm khí. Mà thần tiên có 4 bậc nhỏ, theo thứ tự là nhân quan, địa quan, thiên qua, đại viên mãn. Đến đại viên mãn sau đó có thể đột phá đến giai đoạn niệm khí cơ thể lại bị gột rửa. Mới có thể làm cho người ta ngăn được sự lão hóa, do đó gia tăng thời gian sống. Nghe Thái sư thúc nói, trong sư môn có vị bề trên sống được 180 tuổi. Tuy nhiên, cho đến giờ không ai có thể sống qua được 200 tuổi. Diệp Phàm nói, 180 tuổi, đối với tôi mà nói chỉ có thể là một giấc mơ. Cho Phí Đống tôi thêm 20 năm tôi đã thấy đủ rồi. Ít nhất, trong thời gian này có thể làm cho nhà họ Phí xuất hiện 3 đệ tử kiệt xuất. Lòng tôi cũng yên tâm. Phí Đống nói. Ha ha, lão Phí không cần nghĩ quá nhiều. Người thường thọ nhất nghe nói đến trên 150 tuổi. Ông hiện giờ mới trên 100 tuổi, sống thêm 20 năm mới là 120 tuổi. Đối với cao thủ như ông mà nói không là gì. Diệp Phàm cười nói. Cứ mong đi, Phí Đống khẽ gật đầu. Phí lão, cái con quỷ biển hiện giờ thế nào? Diệp Phàm hỏi, vì con vừa sinh, kế hoạch chính là kiếm quỷ biến để con chơi đùa. Việc này cũng là tâm nguyện của Diệp Phàm. Ha ha, chúng tôi đang điều trị, hiện giờ ngoan hơn nhiều, có lẽ gặp chúng ta sẽ không thù địch. Thi thoảng còn có thể đem nó lên xe lăn của tôi. Tin rằng khi tiểu Diệp Phàm có thể đi lại, quỷ biển cũng sẽ phục tùng. Hơn nữa, chúng tôi mời được chuyên gia huấn luyện thú đến đây giúp đỡ. Tiến triển vô cùng khả quan,
Phí Đống cười nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm mừng rỡ, việc này chỉ nói đùa một chút không ngờ có thể thực hiện, cũng vui. Ôi, Thanh Sơn nếu có thể còn sống trở về, có lẽ sẽ thực hiện lời hứa với gia tộc Hoành Đoạn. Nghe nói gia tộc Hoành Đoạn tăng cường chuẩn bị cho trận chiến rồi. Đã phát giấy mời các cao thủ, đã hẹn khá nhiều cao thủ, lấy lại thể diện lần trước. Phí Đống nói. Chúng ta chúng thế, sợ họ thôi. Quỷ Đông Dương, đến một người cũng đánh hàng đống người. Diệp Phàm khí phách nói. Ha ha, cậu có thể đột phá đến bán tiên thiên, đây là bảo đảm lớn nhất. Võ công của cậu nhất định phải giữ bí mật, nếu không, vốn không có hiệu quả. Tin rằng đến lúc đó chắc chắn khiến gia tộc Hoành Đoạn rớt kính mắt đấy. Tuy nhiên, tôi hy vọng Thanh Sơn có thể nâng cao một bước. Dù sao, đây là việc của nhà họ Phí chúng tôi. Phí Đống cười thoải mái. Nghe nói lúc đương thời người anh cũng khiêu chiến với cậu, cậu có nhận lời không? Tuy nhiên, đám người anh kia không đơn giản. Theo tôi có lẽ có liên quan đến 10 cao thủ trong anh Kiều Kiều Y Huyết Tiên. Phí Đống có chút u buồn. Chương 3028, Đông Tri Cung khai ha theo dõi. Ừ, tên kia là Đê Đư Sê, nghe nói Trinh là con cháu của Y Huyết Tiên. Năm đó người đứng thứ hai trong 10 đài cao thủ phi linh đang tuyên nhà đều đét đền canh rơi tiên thiên đài viên man rồi. Y Huyết Tiên xếp hàng thư bôn hăn công lư xê cung không kem. Tuy nhiên, chỉ cần không phải Y Huyết Tiên tự mình ra tay, tôi còn không sơ. Tôi tin tưởng, gia tộc Y Huyết Tiên cung không có nhiều khả năng như vậy, ban tiên thiên cương nhân. Diệp Phàm rất là tự tin. Mèo có lồi cua mèo, cho có lồi cua cho. Chúng ta có thể thanh, vì sao người khác không thể thanh? Thế gian này cũng không chỉ có một mình Diệp Phàm cậu. Hơn nữa, võ công của cậu gia tăng đa số đều dựa vào may mắn mà có được. Diệp Phàm, ngàn vạn lần cùng đừng khinh địch. Ví dụ như Hải Lang ra đường của nước Mỹ người ta chỉ là một cô gái, nghe nói tuổi tác cùng không sai khác cậu, người ta không phải là bàn tiên thiên trước cậu sao. Còn có Nam Vân Thiên Mi, nhiều nhát là lớn hơn cậu 2 tuổi, người ta năm kia đã là bàn tiên thiên. Cho nên, hê là gia tộc có năng lư xê, con cháu của họ thường thường có thể có một hai người kia soát có thể bồi dưỡng. Có cao thủ tiên thiên tương trợ, trong gia tộc có một bàn tiên thiên là chuyên có thể. Bởi vì cao thủ tiên thiên có rất nhiều bí thuật có thể dùng. Đối với chúng ta tuyệt đối là không thể nhưng trong tay họ liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Phi Đông nói, tôi bia rồi, hơn nữa, bàn tiên thiên như tôi vẫn có thể lấy được hồng phân thiên yêu. Cho nên, cơ sở còn không vững chắc. Cần phải tăng cường tập luyện mới được. Phải làm cho cảnh giới thật sự ổn định ở bàn tiên thiên mới được. Diệp Phàm gật đầu nói. Đúng rồi, hồng phân thiên yêu rốt cuộc là cái gì? Phi Đông không ngờ cùng hề sư xê tò mò. Ha ha, tuy nói phải Lao Sơn có quy định không được phép truyền ra ngoài. Nhưng, tôi sẽ nói cho ông, hồng phân thiên yêu chỉ là một cô gái 20 tuổi đã được bồi dưỡng trong bụng mẹ tôi. Diệp Phàm cười nói. Cô gái, làm sao có thể thế? Phi Đông lấp tư xê bám vào bánh xe đứng lên, có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm. Thật sự là một cô gái Diệp Phàm đem truyền phân hồng thiên yêu kê qua một lần. Y chơi, thật đúng là y chơi như thế. Không thể tưởng tượng được hồng phân thiên yêu chỉ giống với một cô gái của hớp hoàn tông. Chẳng qua trình tư cao hơn một tí, bồi dưỡng khó khăn thêm nhiều thôi. Có lẽ người con gái này cũng rất khó bồi dưỡng. Nếu không, sư môn bồi dưỡng nhiều hồng phân thiên yêu ra. Thì phải Lao Sơn chẳng phải là nhiều đệ tử kia soát rồi sao? Phi Đông cảm thán nói. Tôi cũng nghĩ thế, bọn họ 20 năm mới có thể ra một người, có lẽ là hoàn cảnh điều kiện hạn chế. Đây là trời cho phải Lao Sơn một bí pháp tôi nhất định cùng phải cấp cho họ một hạn chế. Nếu không, thiên hà này chẳng phải bị phải Lao Sơn chiêm hề sao? Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha, nói cùng đúng. Võ quyệt dày có mong tay nhon, một vật sinh chắc chắn có vật khắc chế sinh. Đây là ông trời an bài. Thật ra, các đài môn phái đều có bí pháp của mình để hỗ trợ các đệ tử kia soát nâng công lư xê không theo các thông thường. Nếu không, đều từng bước tăng lên, thì cao thủ của các phái đều là ông gia hê. Tại sao có đệ tử thiên tài? Phi Đông cười nói. Ừ, đây cũng là một phương pháp luyện công. Phái Lao Sơn chỉ dùng âm dương kê hợp để lý giải, đó cùng hợp với lẽ tự nhiên. Có môn phái dùng phương pháp thâu công để luyện đệ tử. Đây là dùng sư xê mạnh để cường chế rồi. Không cao minh bằng phương pháp của phái Lao Sơn. Tuy nhiên, bọn họ trừ xê tiếp hơn. Diệp Phàm nói. Tình hình tập đoàn của các cầu hiền giờ thế nào? Diệp Phàm, luyện công không thể ngưng,
nhưng công việc không thể bỏ, hai bên đều phải quan tâm. Đây đều là việc vì nước vì dân. Hơn nữa, tôi biết, cậu là người có trách nhiệm. Nhân dân và đất nước quan trọng lòng cậu. Đây cũng là chuyện mà một cán bộ nên làm. Không yêu nước thường dân làm quan chỉ vì kiếm lời cho mình là cán bộ không tốt. Cậu không thể làm cán bộ thấp kém như vậy. Đương nhiên, yêu nước yêu dân cũng phải quan tâm đến mình. Công tư tròn vẹn đổi đường là tốt nhạt. Phi Đông sau đó nói. Không tôi, mấy thằng mở đầu liền khắc phục khó khăn. Chẳng qua còn có một chất vấn đề nhỏ không giải quyết tốt. Diệp Phàm nói. Cái vấn đề gì nhỏ, nói nghe một chất, dù sao cũng là trong lúc rảnh rồi. Phi Đông cười nói hai chúng ta rất khó có cơ hội tâm sự với nhau, mà tôi vừa lúc đang rảnh rồi. Chính là việc khai thác, phát triển khu du lịch núi Thông Thiên. Diệp Phàm đem mâu thuẫn của Mộc Nguyệt Nhi nói ra. Mộc Nguyệt Nhi đây là đang tư xê dần với cậu rồi. Phi Đông nói, tư xê dần với tôi cái gì, tôi cũng không có quan hệ gì với tôi. Diệp Phàm lắc đầu nói, thằng này kỳ thát trong lòng có chắt chốt ra. Thát sao, Phi Đông ánh mắt quài gì nghiêng người nhìn Diệp Phàm một cái. Ha ha, Diệp Phàm cười khàn hai tiếng. Tôi nghi, Mộc Nguyệt Nhi tùy nói đang dần lây với cậu, nhưng, nói một cách chính xác, cô đã tha thư cho Vân Hung. Cậu nghĩ xem, nếu Mộc Nguyệt Nhi là con trao duy nhất của Vân Hung. Mộc Nguyệt Nhi đương nhiên không muốn thấy ông ấy cư như vây ma chê. Có thể sống lâu một ngày cũng có thể nối tiếp duyên phần ông trao. Mộc Nguyệt Nhi không phải người coi trọng đồng tiền, cô thật ra rất năng tinh. Cô gái như thế rất khó có được đây, Phi Đông nói. Tôi cũng nghĩ đến, tuy nhiên, chúng ta chỉ có điều vào công cao một chất, cũng không thể luyện nước cửu truyền kim đàn làm cho người ta trương thọ. Thuật luyện đàn thời xưa, ôi mẹ nó tất cả đều là dối gắt người khác. Diệp Phàm nói. Ha ha, theo tình hình của Vân Hùng mà cậu đã nói, chỉ có điều cơ thể yêu, tinh khi không đủ, hơn nửa do đau buồn gây nên. Hiện giờ Mộc Nguyệt Nhi đã bị ông ấy, tin tưởng Vân Hùng nguyên vòng muôn sông cao hơn một chất. Nếu như có thể tìm được đồ như nhân sâm mây trăm năm tuổi. Qua phôi chê, nhát đình xe kích hốt cơ thể già nùa của Vân Hùng. Do đó làm cho ông ấy có thể sông thêm 2-3 năm. Phi Đông cười nói, sâm mây trăm năm tuổi, tìm ở đâu? Hiện nay, không cần nói mấy trăm năm, dù là mấy xúc năm cùng không thể thấy trên thị trường. Ngẫu nhiên gặp có lẽ ra cùng trên chơi. Quan trọng là năm, người hiện giờ không chờ được rồi. Diệp Phàm nói. Cậu đo, của quỷ trước mắt không bia lời dung. Phi Đông cười thân bi. Của quỷ gì? Diệp Phàm hưng thu, Mộc Nguyệt Nhi không chịu đầu tư thát đùng là khiến hắn đau đầu. Phát Liên Trinh là bảo bối, mặc dù là chưa trưởng thành nhưng mấy hôm trước tôi sơi đát cho Phát Liên phát hiện. Ở gốc của Phát Liên không ngờ cùng có ba cái gì đó dài ra. Chỉ nhỏ cơ nằm tay, mau lúc đó tôi nghe, phát hiện một vật đắc dinh dương, vốn muốn cắt một miếng đem đi xế nghiêm, chỉ sợ làm bị thương Phát Liên nên thôi. Tuy nhiên, tôi đại khai cùng có thể đánh ra được. Phát Liên này lớn lên không phải ba cái nằm đâm này. Hẳn là khác với quà trên của Phát Liên nhưng kề quà lại giống nhau đến kỳ diêu. Không chừng hiệu quả tốt hơn, Phi Đông cười nói. Hơn nữa, Phát Liên này là Phát Chi Liên, không có bất kỳ độc tố nào. Dù nói thế nào cũng không thể nào cũng không thể ra một loài qua được. Hơn nữa, Diệp Phàm, câu là nửa người độc. Xem thử xem có phát hiện gì không. Nếu qua thư xê có hiệu quả, hơn nữa tôi dùng nồi thư xê xoa bóp, dắp Vân Hùng mấy lần, khiến ông ấy sông thêm 2-3 năm là có thể làm được. Dù sao tôi đã bị mất kiểm tra, cơ thể Vân Hùng cùng không đền mư xê đèn càn dầu tạt. Diệp Phàm gật đầu, tất nhiên là đi xem qua kia rồi. Hắn cẩn thận đào ra một qua, phát hiện nhìn rồng cài cù màu tim. Ngươi, Diệp Phàm cảm giác nồi khí độc không có phản ứng, chừng tỏ qua này không có độc. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không đàm khinh thường. Dù mình độc công rất cao, nhưng trên thế giới độc tổ đâu chỉ có thể, có những độc tốt không màu không mùi, không vi, căn bản không thể nhìn thấy. Bởi vậy, Diệp Phàm cắt một ít dàn đường thành đưa đến tông bồ tổ đắc nhiệm A. 2 giờ sau có kê qua xê nghiêm. Đường thành vẻ mắt vui mừng cười nói anh Diệp, thứ này thật là đồ tốt. Theo các chuyên gia của tổ khoa học năng lượng, vật này thuốc vào vật đài bồ. Hơn nữa, hẳn là thiên nhiên tạo ra, có thể so sánh với nhân sâm hàng trăm năm tuổi. Nếu như có thể thì làm thêm nhiên, dùng cho việc bồi dưỡng dinh dưỡng cho cao thủ trong tổ sẽ có hiệu quả trong việc nâng cao công lực xê. Làm ra nhiều, cậu giành lấy A, tôi cùng vô tình có được mốt, chỉ như nắm tay.
Diệp Phàm từ xê dân hư nói. Quả nhiên, Đường Thành đang nói chuyện thì cùng Khai Hà gọi điện thoại đến, bao Diệp Phàm lấp từ xê đến tông bô, có lẽ liên quan đến quả phát này rồi. Diệp Phàm không có cách nào đành buồn bư xê đến tông bô. Phát hiện tường quân kề viên đã ở đây, quả nhiên cùng Khai Hà đầu tiên là hỏi đến quả phát này, Diệp Phàm đương nhiên thay đổi đi một ít. Nói nghiêm túc với cầu cầu lại nói rồi. Cùng Khai Hà chẳng dễ bị lừa. Thư xê sư là như vậy, tôi sao đam lừa rồi lành đào. Diệp Phàm kêu lên. Kêu gì, cầu không đam lừa gát lành đào thì ai đam. Trong tổ chỉ có cầu có càn đam này, nhưng đồng chí khác thì không. Đây là bởi vì cầu có tiền lệ từ trước. Nếu có được vớt gì tốt, cầu chắc chắn giàu đi một chắt, sau đó thừa mời lấy ra cho tô. Đừng cho là tôi không bìa tình của cầu cầu không có cách nào mời để dư ra một ít cho tô. Chủ yếu là, thư lần này của cầu rất hữu dung. Hơn nữa, trong tổ quy định lần này lấy ra thư tốt dùng cho ba nhân viên đi hoàng đào lần này. Ba nhân viên này do cầu đứng đầu đây. Nếu đội viên xảy ra điều gì, tôi và cầu đều không chịu trách nhiệm nổi. Cung Khai Hà nói đúng rồi, cầu đền Lào Sơn có lấy được phần hồng thiền yêu không? Việc này ông cung bia, nhát đình là Lào Lý nói. Diệp Phàm hư một tiếng. Mắc kệ tin từ xê ở đầu đền, trong tổ cung là vì tốt cho cầu có phải không? Cung Khai Hà nói. Bia rồi, trong tổ cung là vì tốt cho tôi. Yêu cầu tôi đem thứ tốt này ra cùng vì tốt cho tôi. Diệp Phàm tôi cảm giác thành thiết đường tăng cho tổ đắc nhiệm à rồi. Diệp Phàm từ xê dân hư nói. Ha ha, có thể làm đường tăng cung không tê, ít nhát có người thích. Cung Khai Hà không ngờ cười. Chương 3029, chơi đùa phụ nữ cũng là vì đất nước. Gặp yêu chơi cả yêu luôn, loại người gì vậy? Diệp Phàm hừ nói. Yêu thì yêu, yêu cũng là người đó. Cung Khai Hà nói đúng rồi, cậu đã lựa chọn đội viên chưa? Có lẽ trong tổ đội viên cũng không nhiều đúng không? Diệp Phàm nghiêm túc. Ôi, ngoại trừ thường chú không thể rời khỏi đây. Đồng chí Tây Môn Đông Hồng đã dẫn đi 6 đội viên chính thức, mà núi Sương Bối sắp xếp ở đó 3 đội viên. Hiện giờ trong tổ thật đúng là trứng trọi đá rồi. Lần này cậu đi trong tổ nhiều nhất có thể cung cấp 5 đội viên rồi. Diệp Phàm, đây là những người cuối cùng của tổ đặc nhiệm A có thể đi ra ngoài. Cậu phải thận trọng, nhất định cậu phải đưa họ còn sống trở về. Nếu không, tổ đặc nhiệm A chúng ta liền nguy hiểm. Hoàng đảo này cũng không hiểu đúng hay sai. Vẻ mặt Cung Khai Hà u buồn. Hoàng đảo chắc chắn lấy được. Vì sao nước khác đều có người đi, có tổn thất thì cùng nhau tổn thất, tôi không tin họ không tổn thất về người. Nếu chúng ta không đi, thứ tốt này cho bọn hắn chẳng phải là mất lớn sao? Đương nhiên, lần này thực không nghĩ đến. Một hoàng đảo, không ngờ vui lấp của chúng ta một nửa đội viên. Tổ đặc nhiệm A chúng ta thiếu chút nữa phải dốc toàn bộ lực lượng rồi. Kế viên nhìn Diệp Phàm một cái đột nhiên cười nói nhìn sắc mặt của đồng chí Diệp Phàm, đi phái Lao Sơn hẳn là lấy được hồng phấn thiên yêu rồi. Đó là đương nhiên, Diệp Phàm tôi là người nào, phấn hồng thiên yêu, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Diệp Phàm tự cao rồi. Đúng vậy, không thể tưởng tượng được Cung Khai Hà cũng nịnh bợ rồi. Tuy nhiên, lão cung sau đó hỏi, đồng chí Diệp Phàm, hồng phấn thiên yêu này rốt cuộc là cái gì? Việc này... Ha ha, Diệp Phàm hơi xấu hổ. Khi nào thì cậu trở thành phụ nữ vậy? Kế Viễn cười nói. Muốn giữ bí mật có phải không? Tuy nhiên, Diệp Phàm, đối với đất nước mà nói, không có bí mật gì phải bảo vệ đấy. Cung Khai Hà sắc mặt trở nên nghiêm túc. Xem ra, ông ta có lẽ đã có tính toán gì đó rồi. Một cô gái, Diệp Phàm nói. Một cô gái, hai người bốn mắt thiếu chút nữa trừng thành chuông đồng rồi. Sau đó hai người này cười vang. Có gì kỳ lạ, thật ra chính là một cô gái còn trinh. Diệp Phàm trừng mắt nhìn hai lão già một cái, hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu đúng thật là có phúc. Kế Viễn cảm thán nói, có vẻ như lão kế cũng có chút hâm mộ. Phúc cái gì, còn không phải vì đất nước sao? Diệp Phàm nói. Vì đất nước, cậu chơi đùa con gái là vì đất nước. Đây là đạo lý gì vậy? Cung Khai Hà châm chọc nói. Đúng vậy. Chơi đùa phụ nữ cũng là vì đất nước thì đồng chí Diệp Phàm đúng là thiên hạ đệ nhất. Tiếp tục chơi, tiếp tục, Kế Viễn cũng phối hợp cười nói. Sao lại không phải, chơi đùa phụ nữ là vì để nâng công lực không phải vì tổ sao? Vì tổ không phải là vì đất nước sao? Lần này tôi không có cách nào, nếu không là không yêu nước. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha 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 có lý, Kế Viễn cười. Nâng công lực,
đúng rồi, nói về nâng công lực, cậu đã chiếm được hồng phấn thiên yêu. Mà phái Lao Sơn lại coi trọng cô ấy như thế, vậy lần này chắc chắn cậu có thu hoạch rồi đúng không? Cung Khai Hà đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đó là đương nhiên, Diệp Phàm nhìn hai người vẻ mặt khao khát muốn biết kết quả. Tăng lên nhiều hay ít, Cung Khai Hà giọng có chút run sợ. Ha ha, Diệp Phàm cười thần bí, không đáp, phải để hai lão già này nghẹn một hồi mới được. Đồng chí Diệp Phàm, công lực của cậu cao hay thấp liên quan đến việc lần này đi hoang đảo có thành công hay không? Liên quan trực tiếp đến việc điều phối nhân viên trong tổ. Tôi hy vọng cậu không cần nói dối. Cung Khai Hà lôi đại nghĩa ra. Đúng vậy rồi, mau nói đi, đừng gây sức ép hai lão già chúng tôi. Người già không chịu được áp lực giấy. Kế Viễn nói trắng ra. Ha ha, cao hơn đồng chí xa nhất đao một chút. Đùa hai lão già này đủ rồi, Diệp Phàm cũng liền mở miệng. Cao hơn một chút, không thể tưởng tượng được Cung Khai Hà và Kế Viễn hai người đột nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, bốn mắt lộ vẻ không thể tin. Cậu chắc chắn, Cung Khai Hà còn muốn xác nhận một chút. Đó là đương nhiên, Diệp Phàm nghiêm chỉnh gật đầu. Việc này, Cung Khai Hà run rẩy môi, nửa ngày nghẹn không nói nên lời. Hơn nữa, Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện, mắt Cung Khai Hà không ngờ ngân ngấn nước. Kế Viễn không ngờ cầm giấy lau trên bàn chấm nước mắt. Ngại quá, bụi bay vào mắt rồi. Cung Khai Hà còn muốn che giấu. Khóc cứ khóc đi, giấu gì lão cung. Ông xúc động vì đất nước, đồng chí Diệp Phàm có thể đột phá đến bán tiên thiên. Đây là chuyện may mắn, cũng là vinh quang của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Rất vui, rất vui. Kế Viễn kích động nói. Đúng là tôi xúc động rơi nước mắt. Tổ đặc nhiệm A chúng ta cuối cùng cũng có cao thủ bán tiên thiên rồi. Sẽ không còn chịu sự tức giận của sói biển. Vui quá. Hôm nay thật vui, lão tính, mang đến một chai mao đài thì sao? Cung Khai Hà kích động nói, đi lòng vòng trong phòng sau đó nói. Còn nữa, cho Diệp Phàm một hòm thuốc lá, một hòm rượu, xem như là phần thưởng, phần thưởng. Bộp Kế Viễn cũng vui vẻ gật đầu, sau đó cũng là vẻ mặt cay đắng nói lão cung, đây là vui hơi quá, nhưng kho không có chữ hàng hả? Một chút cũng không có, Cung Khai Hà nhíu mày. Tôi lừa anh làm gì? Không tin anh gọi đồng chí Diệp Phàm đến kho xem, lão kế tôi lần này cũng không phải là tiểu nhân, thật sự là không có. Kế Viễn thiếu chút nữa trợn mắt. Đã không có thuốc lá thì rượu cũng phải cấp, như vậy dù sao cũng để cho tôi đến chỗ chủ tịch báo cáo chuyện này, thuận miệng mang một chút về là được. Cung Khai Hà khoát tay áo. Bước tiếp theo cậu định làm gì, khi nào thì xuất phát. Bên chỗ tập đoàn Hoành Không tôi có thể sắp xếp cho cậu lý do để nghỉ. Cung Khai Hà nói. Trận chiến hoang đảo đáng sợ nhất là hang dưới lòng đất rất thần bí, cũng không biết có tồn tại nhân tố gì không. Bởi vậy tôi muốn trang bị vũ khí lạnh tốt nhất, tôi muốn lấy can tương phi đao về, còn có huyết trích tử cũng muốn mang về. Mấy ngày nay tôi muốn đi làm vài chuyện, một khi chuẩn bị tốt liền xuất phát. Còn chuyện nhân viên, tôi thấy, Trương Ẩn Hào ở tổ khoa học năng lượng tránh không được. Bởi vì cậu ta xuất thân trên đảo, kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta một chút. Người khác chính là đồng chí Nhân Bàng, công việc của anh ta tạm thời do đồng chí Phá Thiên thay mặt. Tôi và Vương Nhân Bàng phối hợp vẫn rất ăn ý, cuối cùng chính là đồng chí Bao Nghị ở Cục Công an Hoành Không. Đồng chí đó tuy nói không phải là đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A nhưng năng lực trinh sát rất mạnh. Diệp Phàm nói, được, cứ làm theo cậu, còn bọn họ, tôi cho người liên hệ là được, Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Diệp Phàm đi nhanh về Hồng Diệp Bảo. Hắn phải về chơi với Viên Viên và hai đứa bé. Đến đây, để cha bế một chút. Diệp Phàm về Hồng Diệp Bảo chơi với con gái một chút. Đừng lóng ngóng chân tay dọa cục cưng của chúng ta. Dâu anh dậm không thể làm thế, con còn nhỏ, da hỏng thì làm sao? Kiều Viên Viên tức giận giơ tay ngăn Diệp Phàm. Không thể chơi với con thì anh chơi với bà xã vậy. Diệp Phàm nháy mắt cười hôn tiểu thư Viên Viên một cái. Mặt Kiều Viên Viên đỏ lên. Oán trách đẩy tên không biết lễ nghĩa, vô liêu sỉ sang một bên. Vì em và con, anh nhất định phải sống trở về. Lúc này Diệp Phàm đang nghĩ thầm trong lòng. Lão kế, có lẽ tôi và ông có thể nhìn thấy một cao thủ tiên thiên ở tổ đặc nhiệm A chúng ta. Cung Khai Hà xúc động nói. Ừ, với tốc độ tăng lên kinh khủng của hắn, tôi thấy tiến vào cảnh giới tiên thiên là chuyện sớm hay muộn thôi. Có lẽ thời gian không còn xa, trước 40 tuổi hắn tất sẽ tiến vào cảnh giới tiên thiên. Tuy nhiên, dù là 10 năm, chúng ta chẳng lẽ không thể sống đến. Kế Viễn cười nói.
Ha ha, không khó lắm, Cung Khai Hà gật đầu. Tổ trưởng Cung, lần này anh báo cáo với chủ tịch không thể không nhắc tới rồi. Đồng chí Diệp Phàm tuy nói trẻ tuổi nhưng hắn rất có năng lực. Có thể hay không đặc biệt một lần, cấp bậc này có phải cũng phải thay đổi rồi không? Nếu không năng lực người ta cao lên, chúng ta không thể cho hắn đổ vật này nọ, cứ như vậy sẽ làm cho các đồng chí tức giận. Kế Viễn đề nghị. Tôi cũng có ý này, chỉ có điều, ôi, tuổi của hắn là điểm quyết định quan trọng, nếu tính năm sinh hắn mới 30 tuổi. 30 tuổi là trung tướng kia chẳng phải khiến tất cả các tướng quân đều xấu hổ sao? Cung Khai Hà cũng khá buồn bực. Cứ để cho bọn họ như thế đi, dựa vào cái gì không cho Diệp Phàm trung ướng. Với năng lực của hắn, với cống hiến của hắn với đất nước thì phải sớm được phong rồi. Bản thân hắn không cần những cái này, nhưng cũng không có nghĩa là đồng chí Diệp Phàm không nghĩ đến việc lên trung tướng. Đối với hắn mà nói, thật không công bằng đấy. Ông xem, dù là bên chính quyền, hiện giờ hắn cũng là cán bộ cấp thứ trưởng. Tổ chúng ta có phải cũng phải đuổi kịp điểm này không? Kế Viễn có chút không phục. Lão Kế, đừng nhìn những cái đó, đôi khi so với đao chém trực tiếp anh còn hung hăng hơn rồi. Cái gì nói là lời nói đáng sợ, trong lịch sử nhiều cô gái xinh đẹp chết vì lời nói. Nhiều đồng chí không rõ chân tướng, bọn họ không thể biết được cống hiến của đồng chí Diệp Phàm đối với đất nước. Bởi vì, chúng ta làm việc không nói ra ngoài, Cung Khai Hà thở dài. Đa số đồng chí không biết nhưng, vài đồng chí quan trọng nên biết có phải khi. Chẳng lẽ bọn họ cũng sợ lời nói? Kế Viễn ngôn từ sắc bén. Chương 3030, xem có được trung tướng không? Thôi vậy lần này nếu có cơ hội tôi sẽ nhắc đến với lãnh đạo. Tuy nhiên, hy vọng không cần ôm quá lớn, có lẽ có 50% cũng không tệ rồi. Bởi vì, dù là Cung Khai Hà tôi cũng không thể ăn Tết ở tuổi này. Cấp trên tuy luôn nói là trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Nhưng, Diệp Phàm là một người quá trẻ. Nếu hiện giờ hắn 37-38 tuổi, thì Cung Khai Hà tôi khẩu chiến với các ủy viên quân ủy cũng phải nắm được cái trung tướng này. Nhưng ngay cả cơ sở khẩu chiến tôi cũng không có, Cung Khai Hà nói. Con mẹ nó Kế Viễn cũng văng tục rồi, đó là không thể nhịn được nữa. Lập tức thông báo Trương Ẩn Hào, Vương Nhân Bàng và Bao Nghị Cung Khai Hà vừa chạy đến chỗ tránh văn phòng vừa nói. Mục tiêu thứ nhất, Kim Lăng Nam Vân. Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm không lịch sự đứng trước cửa nhà của nhà Nam Vân. Sao cậu lại đến đây? Vừa thấy Diệp Phàm đứng trước cửa, lão quản gia của nhà Nam Vân sợ tới mức hoảng hồn, rầu môi hỏi. Lão quản gia, ông lập tức thông báo cho nhà Nam Vân một tiếng, nói Diệp Phàm đến muốn lấy lại đồ đạc của mình rồi. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nam Vân Chu. Ti gì đi, cậu đừng đến quấy rối nữa. Ông chủ đã nói, nếu làm loạn lần nữa, sẽ không có may mắn như lần trước rồi. Nam Vân Chu bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hãy bớt nói nhảm đi, Nam Vân Cương không ra tôi sẽ không khách khí. Diệp Phàm cũng hừ lạnh một tiếng. Không khách khí, không khách khí cậu muốn làm gì? Lúc này Nam Vân Cương đi ra. Tôi lần này dám đến là có lý do. Diệp Phàm thản nhiên nói. Ha ha ha, đột nhiên một tiếng cười cuồng ngạo truyền đến từ đường nhỏ. Không lâu Nam Vân Tiếu đến trước mặt Diệp Phàm nói người thanh niên, lời này không phải cậu nói. Mấy lần trước nhà Nam Vân tha cho cậu, đã là tốt bụng rồi. Không thể tưởng được cậu thật đúng là không biết phân biệt, một lần nữa đến đây quấy rầy. Lần này tôi nhất định phải lấy hai chân của cậu, tránh việc cậu lần sau đến đây quấy rối. Vẫn là ông cụ nói đúng, đối với đồ chó không biết phân biệt này, hai đùi xem như đã nhẹ rồi. Lời tôi muốn nói với ông cũng không khác mấy. Đến, trước tiên ăn một bạt tai của tôi rồi nói sau. Diệp Phàm hừ nói quăng một cái tát đến. Bởi vì Nam Lăng Hậu có nói ua, thời điểm thích hợp cho Nam Vân ra một ít áp lực là chuyện tốt. Ngày ngày trôi qua an nhàn các đệ tử hậu bối không chịu khổ được rồi. Một tiếng tát trong trẻo vang lên, tuy nói Nam Vân Tiếu đẳng cấp 12 đưa tay kéo con trai ra nhưng vẫn không nhanh tay bằng Diệp Phàm. Nam Vân Hồng kêu lên thảm thiết một tiếng, bị cái tát của Diệp Phàm quăng xa hơn 10 mét, lập tức hai má trong nháy mắt liền sưng to lên gấp đôi, nhìn qua giống như bánh mì được thổi phồng vậy. Thằng nhóc, dám đánh người của nhà Nam Vân. Nam Vân Tiếu tức giận rồi, tung người lên, một quyền Nam Đảo Hoàng Long hướng về phía tim của Diệp Phàm. Đánh tiểu nhân tôi tiếp tục đánh. Diệp Phàm khí thế cao ngất, lại vung tay tát một cái về phía mặt của Nam Vân Tiếu. Bốp một tiếng giòn tan vang lên. Cả người Nam Vân Tiếu trên không trung muốn đứng yên nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng yên.
bị Diệp Phàm tát một cái từ trên không trung lăn quay trên bãi cỏ. Nam Vân Tiếu nghiêng lệch vài bước. Tuy nhiên, Diệp Phàm tát quá mạnh, làm cho đầu lão chúi vào cỏ, giống như một con đà điểu không đầu. Lão gia, Nam Vân Cương tức giận đến mức bổ nhào cả người vào phía trước, một cước đá hướng Diệp Phàm. Dầm một tiếng giòn tan. Ba đời của nhà Nam Vân đều bị Diệp Phàm tát lăn ra đất rồi. Lập tức những người nhà Nam Vân tất cả đều sợ ngây người. Có lẽ đều khiếp sợ vì đã nhiều năm không gặp người lợi hại như vậy. Lên đánh chết tạp chủng, tiểu thư lập tức tới ngay rồi. Người nhà Nam Vân hét lớn, một đám kén côn bổng vây về phía Diệp Phàm. Ha ha ha, đến thật tốt, đánh cho sảng khoái. Diệp Phàm cười vang, tay năm tay mười, tiếng bốp 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 vang lên. Không lâu, mấy đồng chí nhà Nam Vân ngã xuống đất kêu lên thảm thiết. Ai khóc lóc om sòm ở nhà Nam Vân thế? Lúc này một bóng trắng lao ra, vời đến phía Diệp Phàm. Cút đi, Diệp Phàm không nói hai lời, cả người tên này bay đập vào núi giả, tiếp tục bắn xuống đất. Mày là đồ khốn khiếp, dám đánh nó. Lúc này một giọng nữ vang lên, một người con gái mặc y phục màu xanh bay ra về phía Diệp Phàm. Em gái, dữ dội như vậy mong manh để làm gì? Diệp Phàm cười khan một tiếng, níu roi lại. Cô gái kia không hề nhúc nhích, tức giận đến mức nhìn, người áo trắng nằm dưới đất kêu lên hả, anh không phải anh Diệp sao? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn, lập tức cũng trợn tròn mắt. Cảm giác như vừa rồi đánh vào chính mình làm mông đập và núi giả. Người thanh niên áo trắng là người đàn ông si tình gặp ở thôn Cát Gia nhà họ Tuyết tên là Nam Vân Hậu. Lúc ấy người này rất thích em gái Tuyết Thanh của Tuyết Hồng, có biệt hiệu là Nữ Hoàng Bướng Bỉnh. Không thể tưởng tượng được hai người này lúc này thật đúng là tốt lên. Thật là cậu, chị dâu tôi rồi, đồ háo sắc. Tuyết Thanh tức giận ném roi, chỉ vào Diệp Phàm mắng. Nói chuyện đứng đắn chút, Diệp Phàm tôi khi nào thì háo sắc. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Còn không phải sao, tôi nghe chị nói qua rồi. Hồng Diệp Bảo của anh đều thành ổ mỹ nhân rồi. Ngay cả người quét rác dọn nhà vệ sinh cũng là tiểu thư khuê các đi ra từ các gia tộc lớn. Chị nói Diệp Phàm anh là nhiều năng lực, là đại quan, gác cửa đều là cao thủ, ngay cả cảnh sát cũng không dám vào. Anh là phần tử háo sắc điển hình, Tuyết Thanh thật đúng là lợi hại, thiếu chút nữa phê bình Diệp Phàm thành ma háo sắc rồi. Tuyết Thanh, nói ít một chút, tôi tin anh Diệp không phải là người như thế. Lúc này Nam Vân Hầu chân thấp chân cao đã đi đến, nhìn Diệp Phàm hỏi anh Diệp, đây là anh có ý gì? Sao lại cùng người nhà tôi thành cái dạng này? Ân oán trong chuyện này nhất thời cũng không thể nói rõ ràng. Tuy nhiên, Diệp Phàm tôi làm việc tuyệt đối là không phải cố tình gây sự, tôi đến lấy lại đồ đạc của mình. Diệp Phàm nói, sau đó nhìn Nam Vân Tiếu một cái nói tiếp đây là báo thù cho việc mấy lần trước mấy người làm nhục tôi, hiện giờ ân oán của chúng ta. Ông trả thanh tiểu kiếm cho tôi không nói hai lời lập tức chạy lấy người, từ nay về sau trừ phi nhà Nam Vân các ông cầu tôi, nếu không Diệp Phàm tôi sẽ không đến. Cha, nếu cầm thì trả cho họ đi, Nam Vân Hậu hỏi. Dầm một tiếng, Nam Vân Hậu bị Nam Vân Tiếu tát một cái mày ăn cây táo rào cây sung, mấy năm đều điên khùng bên ngoài. Hiện giờ vừa về đến chính là giúp người ngoài, mày có phải người nhà Nam Vân không? Một chút liên sỉ đều không có. Xấu hổ cho mày đi du học nước ngoài, não bị rác rưởi giặt sạch đúng không? Con tin anh Diệp là quân tử, nhà Nam Vân chúng ta là đại gia tộc. Lấy đồ đạc của người ta làm gì? Nam Vân Hậu vuốt hai má phản bác. Mày còn nói, tao đánh chết người con bất hiếu như mày. Nam Vân Thiếu cực kỳ tức giận, lại vung tay lên. Lão già kia, ông hung ác gì thế, ông còn dám đánh anh ta, tôi với ông bỏ rồi. Lúc này Tuyết Thanh trừng mắt ngăn trước mặt Nam Vân Hậu. Cô bé đây là việc của nhà Nam Vân chúng ta, tránh ra cho tôi. Nam Vân Tiếu biết thân phận của Tuyết Thanh cho nên, thái độ không tệ. Ít nói lời vô nghĩa thôi, nếu không lấy đồ của tôi ra đây, Diệp Phàm tôi không ngại làm ác nhân hủy đi nhà Nam Vân các ông. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Họ Diệp kia, thật là uy phong. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, không phải Nam Vân Thiên Mi còn ai nữa. Cô mặc bộ đồ trắng đứng trên một tảng đá trên núi giả. Khinh thường nhìn Diệp Phàm một cái. Sau đó hừ nói lần trước bị đánh còn chưa đủ sao. Bây giờ còn muốn đến tìm vạ. Cậu muốn tìm vạ cũng đúng. Lần này cũng không thể có may mắn như lần trước rồi. Lần này ai tìm vạ cũng không nhất định. Tôi rất thích đánh lỗ đít đấy. Đến lúc đó đàn bà như bà có lẽ phải xấu hổ. Diệp Phàm hừ lạnh một cái. Lần này nhất định phải hãnh diện một hồi.
bởi vì bị Nam Vân Thiên Mỹ ức hiếp đã rất thảm rồi. Họ Diệp kia, loại vô sỉ này cậu cũng dám nói ra, đến đây đi, lần này tôi nhất định lột hết quần áo của cậu ném trên đường cái Kim Lăng để mọi người dân thành phố đều có thể đến xem Chủ tịch Hoành không trần truồng. Nam Vân Thiên Mi nhướng mày chọc tức. Đúng vậy, Thiên Mi, ném trên đường cái rất tốt. Đến lúc đó tôi tìm đám chó đến chụp hình tuyên truyền một chút. Nam Vân Thiếu không ngờ cũng nói những lời này. Nam Vân Thiên Mi vừa động, một dải lụa ngũ sắc bay ra bốn phía hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không nhúc nhích, con rơi phát triển lớn hơn không ít nhẹ nhàng động cánh bay lên không trung. Một cỗ mạnh mẽ phát ra lập tức đem dải lụa của Nam Vân Thiên Mi quạt nghiêng về một bên đến chỗ Nam Vân Thiếu. A, à, sao anh lại có cái này? Mấy người biết con rơi kế thừa lão nhân đều khiếp sợ kêu lên. Bởi vì, lần này con rơi là Diệp Phàm cố ý muốn cho người nhà Nam Vân lay động, cho nên con rơi hiện nguyên hình rồi. Nam Vân Thiên Mi cũng sững sờ, rụt tay thu hồi giải lụa lại nhìn chằm chằm con rơi của Diệp Phàm. Thật ra, cô sớm thấy chỉ là không phải như hôm nay, hơn nữa cái đầu cũng lớn hơn không ít. Không lâu, Nam Vân Thiên Mi duỗi tay ra, một con rơi giống như con chim cũng dương cánh bay về phía con rơi của Diệp Phàm trên không trung. Hai con rơi nội tức trên không trung đều há mồm thổi về phía đối phương. Lập tức quay mình nổi lên một trận gió mạnh, hình thành một cơn lốc nhỏ, người nhà Nam Vân nhanh chóng lui về phía sau hơn 100 mét. Hoa cỏ quanh núi giả như gặp hại, ngay cả cây to cỡ miệng chén đều bị gió lốc kéo đến cuốn ra xa 10 mét bay tứ tung. Hồ nước dưới hòn non bộ cũng lập tức như thác nước bắn lên không trung. May mắn nhà ở của nhà Nam Vân cách xa, hơn nữa trong khu nhà có rất nhiều cây to che tầm mắt, nếu không, thật đúng là sẽ dọa hỏng hàng xóm rồi. Diệp Phàm khống chế được nội tức con rơi một cánh, thi triển thủy công. Nước trong ao lập tức như bị cái gì đó hấp thu bị Diệp Phàm kéo lên không trung. Hình thành bức tường nước dày đến nửa mét, một bức tường nước lớn như tường đá đi về phía Nam Vân Thiên Mi. Chương 3031, một đôi vương bát. Nam Vân Thiên Mi vừa động tay, con rơi hướng lên trên muốn chui qua bức tường. Tuy nhiên, Diệp Phàm khống chế tốc độ của bức tường không chậm theo sát phía sau. Nam Vân Thiên Mi trợn mắt tức giận. Con rơi đột nhiên phát triển lớn thêm không ít, cánh vỗ vào bức tường một cái. Diệp Phàm cảm giác một cỗ lực cực lớn truyền đến, đùng một tiếng giòn tan, bức tường lớn không ngờ bị vỗ vỡ rồi. Biết mình vừa mới đột phát trong lúc này khí lực so với Nam Vân Thiên Mi vẫn yếu hơn một ít. May mắn con rơi của hắn biến đổi, linh hoạt hơn so với Thiên Mi, nếu không cú vỗ cánh này không phải là hắn có thể chịu đựng được. Diệp Phàm xoay người trượt văng ra xa hơn 10 mét, còn muốn trốn, Nam Vân Thiên Mi đuổi theo. Lúc này trời cũng đã tối, Diệp Phàm thi triển ra bức công như một con chim lớn bắn ra khoảng 100 mét, Nam Vân Thiên Mi khinh thân cũng được, đuổi sát theo sau. Hai người bay nhanh đuổi đến 1 giờ, cuối cùng đến cầu Nam Kinh ở Trường Giang. Diệp Phàm xuống đi một hồi, sau đó phát hiện chỗ không có nhiều người liền lặn xuống sông. Nam Vân Thiên Mi đoán chừng là cực kỳ tức giận không ngờ không có nghĩ nhiều cũng đi theo xuống. Sông chính là thiên hạ của Diệp Phàm, ngư long thập bát biến thi triển ra, hơn nữa kết hợp với con rơi vương thủy công. Nam Vân Thiên Mi vừa mới lặn xuống sông, đột nhiên cảm giác phía trước có một vòng xoáy truyền đến. Chưa kịp phòng bị đã bị lực mạnh mẽ kia kéo cả người bổ nhào về phía trước, trước mặt không ngờ nhìn thấy nụ cười nhạt của Diệp Phàm. Nam Vân Thiên Mi thầm nghĩ hỏng rồi. Đang muốn tránh ra, tuy nhiên, quá muộn, cảm giác môi bị cái gì lướt qua. Cậu là đồ khốn khiếp. Nam Vân Thiên Mi biết nụ hôn đầu tiên bị đồ lưu manh nào đó cướp đi mất, không hề nghĩ ngợi mắng. Tuy nhiên, cô nhất thời đã quên mình đang ở dưới nước, lập tức bị sặc nước phải nổi lên mặt nước ngay lập tức. Không tệ, không tệ, chiếc môi nhỏ nhắn này vẫn rất ngọt đấy. Diệp Phàm giống như một con cá lớn dài hơn 10 mét ló đầu ra đùa bỡn. Tôi sẽ giết anh, Nam Vân Thiên Mi tức giận, thân mình quét ngang, không ngờ giống như một quả ngư lôi nhanh chóng phóng đạn về phía Diệp Phàm. Hơn nữa một bàn tay vẽ một cái, một đường nước chém thẳng về phía Diệp Phàm. Bye bye, Diệp Phàm đi xuống nước mất bóng dáng, tức giận đến mức Nam Vân Thiên Mi cắn răng, không nói hai lời theo thủy tiễn đuổi tới phía sau Diệp Phàm. Tuy nhiên, trong đêm đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát huy tác dụng, thị lực rõ ràng tốt hơn Nam Vân Thiên Mi nhiều. Nam Vân Thiên Mi còn chưa xoay người lại, cảm giác mông bị cái gì cứng đạp một cái, cả người rơi xuống dưới nước. Nam Vân Thiên Mi vừa thẹn vừa giận, phát hiện bóng Diệp Phàm phía trước. Cô gái này cũng rất thông minh, cố ý đem con rơi bắn ra phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm sau khi phát hiện con rơi nhanh chóng muốn tránh. Tuy nhiên, cũng đã chậm. Nam Vân Thiên Mi đến tàn nhẫn rồi, cả người như tên rời cung trong nháy mắt đến trước mặt Diệp Phàm. Một phen liền bắt được một trâu của Diệp Phàm. Hắn nhanh chóng muốn trượt ra, tuy nhiên, trượng không ra. Hắn nóng nảy, đầu đảo qua luống cuống tay chân chộp đến. Một chảo này đã có thể mang đến phiền toái, không ngờ chó ngáp phải ruồi, một phen đã nắm được một ngọn núi của cô nàng. Tính đàn hồi thật tốt quá, Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, vội vàng buông tay. Nam Vân Thiên Mi cực kỳ tức giận, một quyền đánh cho Diệp Phàm rơi xuống nước. Mà Diệp Phàm cũng nảy sinh ác độc, phát hiện chân của Nam Vân Thiên Mi ngay trên đầu, giơ tay nắm lấy. Cứ như vậy hai người kéo thành một đoàn trên sông. Hai bên như là hai tên du côn đánh nhau vậy, từng quyền đánh về phía đối phương. Tuy nhiên, thường thường không đánh đến người đối phương mà bị mắc lại với nhau. Ngay lúc hai người đều cảm giác khó thở muốn nổi lên lấy hơi, đáy nước một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, biết gặp người có thân thủ lớn. Hai người đều ra sức muốn nhảy lên, lúc này thật ra chung sức hợp tác rồi. Tuy nhiên, hiển nhiên muộn một chút. Cảm giác trước mắt tối sầm, vòng xoáy sẽ xuống ngay rồi. Hơn nữa, hai người là ôm chặt lấy đối phương, đây là bản năng khi gặp nguy hiểm thôi. Lúc này Diệp Phàm cũng không kịp thưởng thức bộ ngực đang bị ép lại. Có chút hỗn loạn, dù cả hai đều là cao thủ, nhưng đối mặt với vòng xoáy uy lực vô cùng lớn của thiên nhiên hai người cũng chỉ có thể liều mình giãy giụa. Uống vào nhiều ít nước cũng không biết. Hai người cảm giác hình như là rơi vào một hố bẫy vậy, đi thẳng xuống dưới. Không lâu sau rầm một tiếng, hai người bị nước cuốn trôi đến một chỗ nào đó. Đây thật ra không nhiều nước lắm, hơn nữa có vẻ còn có không khí. Tuy nhiên, tối om. Thấy không, còn đánh nữa, hai chúng ta hiện giờ cũng sắp mất mạng rồi. Diệp Phàm oán giận nói. Ai bảo anh đùa giỡn lưu manh? Nam Vân Thiên Mi hừ nói, đây tay cút ngay. Diệp Phàm không phòng bị lập tức bị Nam Vân Thiên Mi đẩy ngã lăn quay, giơ tay vừa sờ, phát hiện ở đây vô cùng ẩm, nhưng hình như không có nước. Đây là đâu, chẳng lẽ là Long Cung sao? Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn ra bốn phía, phát hiện đôi mắt ưng cũng không thể nào dễ dùng. Đúng, chính là Long Cung, đem đồ con rùa như anh chết đi. Nam Vân Thiên Mi mắng. Chúng tôi là một đôi rùa. Diệp Phàm cười khổ một tiếng ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi. Anh nghĩ hay quá nhỉ? Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Cô có đèn pin hay cái gì không? Diệp Phàm hỏi. Ăn cơm no không có chuyện gì mang ra để làm gì? Nam Vân Thiên Mi tức giận hừ nói. Cô không có thì tôi có. Diệp Phàm đắc chí cười, lấy từ trong túi bên hông ra một đèn pin nhỏ, mở ra, ngọn đèn con rất sáng đấy. Chiếu bốn phía, hai người đều ngây người. Đây là cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi, bởi vì trên vách tường bốn phía đều được vẽ bằng bút lực cứng cáp. Tuy nhiên, hình như là chữ viết. Thất học, Nam Vân Thiên Mi khinh thường hừ một tiếng. Tôi tốt nghiệp Đại học Hải Giang, còn có thể là thất học sao? Diệp Phàm phản bác. Nói anh là thất học còn không tin, trước kia không biết chữ gọi là thất học tuy nhiên, hiện giờ thời đại không giống, đều đã đến năm 2000 rồi. Tất nhiên, đối với một số người biết vài chữ to cũng có thể gọi là thất học rồi. Như anh đấy, chữ viết trên vách đá chính là chữ Tây Hạ. Nam Vân Thiên Mi đắc chí. Tây Hạ, thì ra là vậy. Tuy nhiên, cô cũng có thể biết chữ Tây Hạ, cũng không thể chứng minh là tôi thất học. Chỉ có điều, cô nói nhanh trên vách đá viết gì? Diệp Phàm hỏi. Đây là chữ Tây Hạ, văn cổ đặc biệt đời Đường, là bản ghi chép của người Tây Hạ. Thuộc hệ thống chữ viết ngoài tiếng Hán, Tạng, ngôn ngữ Tây Hạ đã thất truyền, liên quan mật thiết đến chữ Khương và Mộc Nhã thời hiện đại. Năm Đại Khánh Nguyên, trước khi Tây Hạ Cảnh Tông Lý Nguyên Hạo xưng đế, mệnh đại thần Giã Lợi Quang Vinh sáng chế ra. Trong 3 năm đầu, có tất cả hơn 5.000 chữ, kết cấu như chữ Hán, nhưng cũng có đặc điểm riêng của nó. Loại chữ này thịnh hành khoảng 2 thế kỷ. Chữ trên vách đá có ý là Nam Vân Thiên Mi khoe khoang một phen sau đó đi sát vào vách tường cẩn thận suy nghĩ. Khoe khoang gì, xem bộ dạng của cô hình như là không có đặc biệt hiểu biết. Có lẽ hiện giờ đang đoán phải không? Hóa ra, chúng ta kẻ cắp gặp bà già một đôi rồi. Thấy Nam Vân Thiên Mi nửa ngày không động tĩnh Diệp Phàm châm chọc nói. Rông dài cái gì, chữ Tây Hạ vốn không dễ học, tôi cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Lúc trước cũng là tiếp xúc với một quyển sách bí pháp của Tây Hạ trong nhà mới đi hỏi chuyên gia nên biết một ít. Những chữ này còn phải từ từ mới biết được,
Dù anh mời chuyên gia trong lĩnh vực này đến cũng không thể nói lập tức ra ý tứ của những chữ này. Nam Vân Thiên Mi hừ một tiếng nói dọi đèn sát vào một chút, sao yếu vậy? Nhìn ra phía trước lập tức tức giận mắng anh chiếu đi đâu đấy? Nói xong hai tay nhanh chóng ôm trước ngực, mặt đỏ lên. Bởi vì Diệp Phàm cầm đèn pin chiếu không ngờ không phải vách tường cho nên ánh sáng mới yếu. Lúc này hắn chiếu chính là bộ ngực gần như trong suốt của Nam Vân Thiên Mi. Nam Vân Thiên Mi vừa rồi cùng Diệp Phàm chiến đấu trong nước, sau đó lại bị xoáy nước cuốn xuống đây. Nhất thời không nghĩ đến quần áo trên người đã nửa thân trần ra. Hơn nữa, nước làm ướt, váy trong suốt gần như thẻ nhà họ Trần chuồng rồi. Da thịt bên trong rất rõ ràng, ngay cả đỉnh dâu tây cũng nhìn thấy rõ ràng. Diệp Phàm cũng trong lúc vô ý soi đèn pin, không đem ánh mắt nhìn chăm chú ngây người. Chính cô lộ ra bên ngoài đấy, cũng không phải tôi muốn xem, còn ngờ tôi, Diệp Phàm tự giễu nói một câu che đậy. Cởi đồ của anh ra cho tôi, Nam Vân Thiên Mi hét lên. Dựa vào cái gì, quần áo của cô vẫn còn đấy, tôi cởi ra cho cô thì tôi mặc gì. Diệp Phàm tất nhiên không chịu. Anh không cởi tôi sẽ không phiên dịch những chữ trên vách tường này. Nam Vân Thiên Mi cắn răng nói. Không dịch thì không dịch, đôi rùa chúng ta cứ ngồi cạnh nhau ở đây. Diệp Phàm hừ nói. Anh khốn khiếp Nam Vân Thiên Mi giơ tay lên nghĩ một chút, tuy nhiên, bị Diệp Phàm bắt được quát nhìn một chút chết cũng không chết, ở đây sống chết không biết còn loạn cố sức, cô thật đúng là muốn ở đây mãi có phải không? Tôi vui vẻ, không mượn anh xen vào. Nam Vân Thiên Mi bày ra tính tình con gái, quay người lại rõ ràng thở phì phì ngồi xổm xuống đất, tránh bị đồ háo sắc nhìn hết người mình. Ôi Diệp Phàm thở dài, yên lặng cởi áo đưa tới. Nam Vân Thiên Mi cũng không nói chuyện, cầm khoác lên người. Hiện giờ có thể chưa? Diệp Phàm hỏi. Anh nghĩ tôi muốn ở đây dưỡng lão với anh có phải không? Nam Vân Thiên Mi trợn mắt một cái. Cô muốn tôi còn không muốn đâu. Diệp Phàm cười khổ một cái nói. Anh cứ giả bộ đi. Nam Vân Thiên Mi hừ nói đến phía trước bức tường tiếp tục xem chữ Tây Hạ. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện Nam Vân Thiên Mi không ngờ mặt càng lúc càng đỏ, không lâu không ngờ đỏ đến tai rồi. Miệng còn mắng. Học thuyết ngụy biện. Học thuyết ngụy biện là có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Chương 3032, cách này thật là. Còn không phải học thuyết ngụy biện sao? Cái gì cửu cung niệm hồn thuật, nói là nhân tinh khí thần là tư tưởng của con người, hồn thần biểu hiện bên ngoài. Mà tư tưởng chính là linh hồn của con người hòa tan vào trong thể xác của con người, trung tâm là bộ não, do bộ não khống chế. Mà người có võ công cao đem nội khí vận dụng đến lửa thuần một màu xanh, nội khí có thể hiểu rõ một người thông qua một suy nghĩ. Kinh mạch toàn thân như một thông đạo nội khí hẹp dài. Thật ra, cơ thể còn có rất nhiều huyệt, nếu như có thể dùng những huyệt này đưa nội khí vào làm thanh chi thông đạo phát ra, đó là khai thác phát triển cơ thể ở cảnh giới cao. Nếu như có thể luyện thành những cái này, trong lúc này khí có thể khống chế não. Tiến thêm một bước có thể đem nội khí kết hợp với suy nghĩ của bộ não. Hồn ý đến khống chế công kích cùng với những thứ khác rồi. Vì sao người luyện võ thân thủ tiên thiên có thể giết người từ xa năm dặm anh còn có thể thấy được kẻ thù của anh sao? Đó đương nhiên là rất khó. Mà vì sao còn có thể giết, cũng là bởi vì anh đem hồn ý hòa tan vào nội khí bên trong. Bởi vì, người võ công bậc cao nội khí có thể bức thành một đường khống chế trong phạm vi năm dặm. Mà sau khi dung hợp hồn ý của anh, tình cảm trong năm dặm anh đều có thể thấy. Do đó áp dụng chủ động giết chết đối thủ. Mà cửu cung niệm hồn thuật này chính là nói làm thế nào để luyện, đem tư tưởng con người luyện đến mức dung hợp với nội khí. Tuy nhiên, nếu gọi là cửu cung, nói đúng là thân thể có 9 huyệt vị quan trọng nhất. Chỉ có đem 9 huyệt vị đều luyện được hiểu rõ thông suốt một mạch mới có thể luyện thành cửu cung niệm hồn thuật. Do đó, có thể chấn động suy nghĩ, hơn nữa sinh ra dao động hồn, khống chế vật giết địch trong vòng 5 dặm. Nam Vân Thiên Mi nói. Đây chẳng lẽ chính là tiên thiên một tầng rất cao, cảnh giới niệm khí có khả năng đạt tới tiêu chuẩn. Cửu cung niệm hồn thuật này nói là niệm hồn, trên thực tế là luyện tinh thần, ý chí tư tưởng kết hợp hoàn mỹ với nội khí. Có lẽ đó là cảnh giới cao thủ tiên thiên cường nhân đột phát đến, đạt đến dấu hiệu của cảnh giới niệm khí rồi. Diệp Phàm nói, cũng không nhất định, cảnh giới niệm khí chỉ là niệm khí, cũng không thể nói là niệm hồn. Nói sâu hơn một chút, nhiều nhất chính là lần đầu niệm hồn. Không đạt được cửu cung niệm hồn thuật đã là cảnh giới tối cao. Khí là khí của cơ thể người, là nội khí luyện ra, mà hồn là một cảnh giới rất cao. Đây thuộc về mặt tinh thần.
Nam Vân Thiên Mi có suy nghĩ của mình. Hay là niệm hồn này chính là một cảnh giới niệm khí rất cao? Diệp Phàm lập tức cả kinh. Anh nói cũng có lý. Nam Vân Thiên Mi đều có chút xúc động rồi, hai mắt trợn lớn. Ôi, sư phụ cũng hứa hiện giờ chính là đang theo đuổi tìm kiếm đột phá cảnh giới niệm khí, đạt đến pháp môn cảnh giới niệm hồn. Đáng tiếc ông ấy không ở đây, nếu không, chúng ta có thể hợp lực nghiên cứu cái này một chút. Diệp Phàm thở dài. Sư phụ của anh đạt đến cảnh giới niệm khí rồi. Nam Vân Thiên Mi mở to mắt vẻ không tin. Đó là đương nhiên, Diệp Phàm cố ý kiêu ngạo gật đầu. Khoác lác quá, trên đời này tiên thiên chính là cảnh giới cao nhất rồi. Nam Vân Thiên Mi châm chọc nói. Ếch ngồi đáy giếng, Diệp Phàm hừ nói. Anh nói ai ếch ngồi đáy giết? Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Ở đây còn có người thứ ba sao? Diệp Phàm hừ nói. Chỉ có ngựa ngu mới chạy trốn. Nam Vân Thiên Mi lôi chuyện cũ ra rồi. Đây không phải là trốn, đó là chiến thuật. Cô không phải bị tôi kéo đến đây thành công sao? Nếu không có vòng xoáy này, cô đã bị tôi lấy được rồi. Diệp Phàm nói. Đúng vậy rồi, anh là chân công rồi. Tuy nhiên, hai chúng ta hiện giờ cũng không khác gì nhau. Làm không tốt thì đây chính là phần mộ của chúng ta rồi. Diệp Phàm anh thật tài tình, quá thành công rồi. Thánh công thiết kế đem mạng nhỏ của mình đều chôn vùi ở đây. Nam Vân Thiên Mi châm chọc, Diệp Phàm thật có chút nghẹn lời không trả lời được, hắn cười khổ nói. Đây chỉ là một điều không ngờ, không ngờ biết không? Trong cuộc sống, lúc nào cũng có điều bất ngờ đấy. Sao anh không đem điều không ngờ này đặt vào trong kế hoạch của anh? Điều này nói rõ cái gì, anh vẫn là ngu ngốc. Nam Vân Thiên Mi châm chọc tiếp. Tốt lắm, chúng ta nên dùng công phu nói chuyện tào lao để tìm cách đi ra ngoài. Đúng rồi, cửu cung niệm hồn thuật này có hay không công pháp? Vừa rồi trên vách tường này chỉ nói đến có danh tiếng này, có nhiều chỗ tốt. Hình như là cũng không có xuất hiện công pháp gì cụ thể có phải không? Có phải biện pháp này là bánh có nhân? Diệp Phàm hỏi. Đúng là không nói công pháp, tuy nhiên có nói công pháp đang ở bên trong. Nam Vân Thiên Mi dừng một chút nói. Nói mau, làm thế nào để lấy được? Diệp Phàm có chút kích động, loại tuyệt thế công pháp đối với mỗi người luyện võ mà nói đều là đòn sát thủ. Tôi không nói cho anh thì sao, anh cầu xin tôi à? Nam Vân Thiên Mi lại nói. Cô có tật xấu, tôi cũng không phải muốn lấy thứ này. Có lẽ, đây chính là một đường ra. Nếu không, chúng ta thế nào cũng phải chết ở chỗ này. Tuy nhiên, trước khi chết có mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp làm bạn, cũng không tệ lắm. Diệp Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo. Đồ biến thái, Nam Vân Thiên Mi đột nhiên nói. Biến thái, Nam Vân Thiên Mi, cô nói ai? Diệp Phàm hơi tức giận, nói chuyện nghiêm chỉnh với cô lại mắng mình. Tôi chẳng muốn nói anh, biện pháp trên vách tường biến thái. Nam Vân Thiên Mi giải thích một chút. Biện pháp này sao lại biến thái? Cô mau nói một chút. Nếu không, trên người cô và tôi không có lương thực lại không có thực phẩm dinh dưỡng gì, kiên trì không được vài ngày. Diệp Phàm nói. Biện pháp biến thái còn có thể nói, không nói được không, chúng ta tìm đường ra khác. Vừa rồi từ chỗ nào đến? Chúng ta thử xem có thể đi ra ngoài không? Nam Vân Thiên Mi nói xoay người bò lên trên như một con thằn lằn. Tuy nhiên, không lâu dầm một tiếng liền rơi xuống. Thế nào, có thể đi lên tôi đã đi lên rồi. Tôi thấy cô thông minh thật đúng là để nơi nào đó. Vòng xoáy bên trên áp lực lớn, cũng không phải là người có thân thủ như tôi và cô có khả năng chống lại. Nếu không, chúng ta cũng không thể rớt xuống. Diệp Phàm châm chọc nói, vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa. Ôi Nam Vân Thiên Mi lần này phá lệ thở dài, nói thật ra, việc này chữ trên bức tường đã nói. Nói giếng này trong ngoài có vòng xoáy áp lực nước vô cùng lớn. Nếu anh cố gắng phá vỡ dòng nước sông lên, vậy chúc mừng anh là tuyệt thế cao thủ. Nếu không, phải thành thật làm theo biện pháp này. Cao thủ Tây Hạ nói tuyệt thế cao thủ chắc chắn so với tiên thiên còn lợi hại hơn. Xem ra, con đường này chúng ta đi không thông, chỉ có thể dùng biện pháp biến thái kia rồi. Diệp Phàm cũng thở dài. Không được, Nam Vân Thiên Mi đột nhiên kiên quyết. Không được, vì sao? Chẳng lẽ biện pháp biến thái này có liên quan đến cô sao? Không thể nào, vị tiền bối này chẳng lẽ có thể tính toán, gần 1000 năm trước có thể đoán ra Nam Vân Thiên Mi cô sẽ rơi xuống đây. Quả thực là buồn cười. Diệp Phàm nói. Không được là không được, Nam Vân Thiên Mi mặt không ngờ đỏ bừng lên. Diệp Phàm nhất thời nhìn thấy thế trợn tròn mắt. Nam Vân Thiên Mi bướng bỉnh, lại leo lên một lần nữa. Tuy nhiên,
cuối cùng vẫn là bụp một tiếng rơi xuống. Bộ dạng như vậy tới tới lui lui gằng co mấy chục lần. Đừng có mù rằng co, nên giữ chút khí lực để dùng biện pháp biến thái kia. Nếu khí lực đều đã dùng hết, cuối cùng không có cách nào dùng biện pháp này thì thảm rồi. Diệp Phàm nằm nghiêng ở đáy giếng nhìn lên vách tường những chữ không hiểu. Hừ, Nam Vân Thiên Mi quay mặt sáng chỗ khác không để ý đến Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng leo lên thử thử, kết quả cuối cùng giống nhau. Bụp một tiếng rơi xuống, có lẽ áp lực nước trên miệng hang không dưới 100.000 cân lực, căn bản cũng không phải người có thể chống lại. Một ngày một đêm trôi qua, hai người đều mệt mỏi không được. Đều đã dùng hết cách, bao gồm cả đục tường cũng vô dụng. Ôi, cái này trả lại cho anh. Nam Vân Thiên Mi lấy ra hộp nhỏ chứa phi đao đưa cho Diệp Phàm. Phi đao trở về trong tay Diệp Phàm có chút xúc động giơ tay nhẹ nhàng vuốt vật đã rời xa mình 2 năm can tương. Trong lòng chợt lạnh cảm thấy một cỗ ấm áp mềm mại kiếm ý. Nhẹ tay vừa động, can tương vui vẻ nhảy lên không trung ở vách đá vạch vài cái cắt đứt một tảng đá lớn. Kiếm này của anh hình như có tình ý với anh. Tôi đã thử dùng không thể nào thuận tay, giống như một đứa bé giận dỗi với tôi vậy. Không thể tưởng được vừa về đến tay anh lại không giống như lúc trước. Nam Vân Thiên Mi hai mắt vừa động có chút hâm mộ. Đương nhiên là vậy, nhân phẩm của tôi cảm động nó đấy. Còn cô, ha ha, Diệp Phàm đắc chí một chút, sau đó hỏi biện pháp biến thái. Tuy nhiên, Nam Vân Thiên Mi không nói. Cũng không biết được là bao lâu trôi qua, hai người đều đói bụng đến hoa mắt rồi. Nam Vân Thiên Mi, thật sự cô không nói có phải không? Diệp Phàm kêu lên. Không nói thì sao, anh ăn thịt tôi sao? Nam Vân Thiên Mi lạnh lùng hừ nói hai mắt giống như kiếm nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chẳng lẽ biện pháp biến thái này so với mệnh đáng giá hơn? Diệp Phàm hỏi. Đàn ông đều không phải là đồ tốt, tất cả đều là biến thái. Nam Vân Thiên Mi đổ mặt lên mắng. Cô lại mắng người khác. Diệp Phàm giận. Không phải tôi mắng anh. Tôi mắng biện pháp biến thái này, người này chắc chắn cũng biến thái. Nếu không, làm sao có thể nghĩ ra biện pháp biến thái này? Nam Vân Thiên Mi rất nghiêm túc không giống như đang nói đùa. Biện pháp biến thái này rốt cuộc là cái gì, anh giải thích rõ ràng xem, chết cũng phải để Diệp Phàm tôi biết được có phải không? Diệp Phàm quát, có chút tiếu táo. Nam nữ âm dương kết hợp mới có thể phá thiên đạo thứ nhất. Đây không phải là biến thái thì là cái gì? Nam Vân Thiên Mi nổi giận, thốt ra. A Diệp Phàm cuối cùng hiểu rõ, ngơ ngác nhìn Nam Vân Thiên Mi đang đỏ mặt lên thật lâu sau mới lên tiếng việc này, cửu cung niệm hồn thuật, chẳng lẽ là một loại song tu chi đạo, ví dụ như Hợp Hoan Tông muốn làm pháp môn âm dương song tu. Quỷ hiểu được, Nam Vân Thiên Mi tức giận nói. Cụ thể làm thế nào, không phải là chút chuyện nam nữ trên giường chứ? Nếu muốn phá vỡ đạo thứ nhất, chắc chắn không phải đơn giản như vậy có phải không? Diệp Phàm hỏi. Tôi đã nói đàn ông không phải đồ tốt từ trước, luôn nghĩ đến chuyện kia. Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Chương 3033, đến đây gì, dùng biện pháp biến thái. Chỉ đơn giản như vậy cũng quá dễ đi, Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Anh còn tưởng rằng như thế nào, nói là nam nữ tương hợp, bốn trưởng tương đối, lấy âm dương kết hợp, công lực sau đó hướng lên trên vách đá ấn một cái. Nếu công lực không thấp hơn 12 đẳng thì có thể mở thông căn phòng bí mật của cửu cung niệm hồn thuật rồi. Bởi vì, trong trưởng lực phải chứa đựng công lực âm dương mới được. Mà đàn ông là dương, phụ nữ là âm, một trong hai người đều không thể có được sự kết hợp đó. Nam Vân Thiên Mi châm chọc nói. Diệp Phàm vừa nghe lập tức giật mình, gật gật đầu nói ôi, đúng vậy rồi, sao có thể lưỡng toàn, kia chẳng phải biến mình thành ái nam ái nữ sao? Anh nói đây không phải là biến thái sao? Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Biến thái là biến thái một ít, chẳng lẽ giếng này cũng chỉ có thể kéo xuống một nam một nữ mới được. Một người bị kéo sẽ không chết sao, thiên hạ làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Diệp Phàm nói. Người ta quan tâm quan trọng chất lượng, không quan tâm số lượng. Hơn nữa, công pháp này có lẽ cần phải làm như vậy, không đổi được. Nam Vân Thiên Mi nói. Nếu không chúng ta thử xem, so với chết thì tốt hơn một chút. Chết tử tế không bằng sống dựa vào. Diệp Phàm dò hỏi. Anh cuối cùng lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi, biện pháp này có thể thử sao? Sảng khoái chính là các anh, chiếm ưu thế cũng là các anh. Phụ nữ chúng tôi có thể được cái gì, anh đừng có mơ tưởng. Nam Vân Thiên Mi kiên quyết lắc đầu. Sao có thể nói đàn ông chiếm ưu thế? Các cô không phải cũng sảng khoái sao? Nói ra thì đàn ông chúng tôi còn bị thua thiệt, phải mất đi nhiều ít tinh lực,
hơn nữa tinh hoa mất đi không ít. Ngược lại các cô là người được lợi. Diệp Phàm nói. Nực cười, nếu như anh cũng đã nói thì việc này làm gì có tội cưỡng hiếp. Nam Vân Thiên Mi châm chọc nói. Cũng có đàn ông bị phụ nữ xử lý đấy, pháp luật cũng không phải không bảo vệ các cô. Đàn ông chúng tôi cũng là người bị hại. Diệp Phàm hừ nói sau đó nói tiếp đây là vấn đề hiện giờ. Nếu chúng ta không như vậy thì có lẽ cuối cùng chỉ còn con đường chết. Chết tôi cũng sẽ không dùng biện pháp biến thái này. Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Thiên Mi, hai chúng ta còn có thân thích đấy. Diệp Phàm bắt đầu đánh bài tình cảm rồi. Ha ha ha, Nam Vân Thiên Mi cười đến run rẩy cả người, rất khách sáo nhìn người nào đó một cái hừ nói lời này anh cũng nói được ra, thân thích. Vì mạng sống, Diệp Phàm ngay cả nhân phẩm cũng không muốn rồi. Không ngờ nói ra thân thích ở đây, trước kia tôi đánh giá cao anh rồi. Con rơi của cô không phải rõ ràng sao? Diệp Phàm hỏi ép con rơi đi ra từ trán. Giả dối. Nam Vân Thiên Mi kiên quyết lắc đầu. Giả dối, không giả, sư phụ tôi chính là con rơi Vương Nam Lăng đợi, cô nói có giả không? Diệp Phàm nói, Nam Vân Thiên Mi quả nhiên kinh sợ rồi. Sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tuy nhiên, sau đó nói việc này có lẽ anh biết được từ miệng của Tuyết Hồng. Cô bé nhà họ Tuyết có lẽ cũng đoán được thân phận của ông tôi. Tôi thấy cô thật sự là bướng bỉnh hơn so với mạng sống. Nói với cô sự thật thì cô lại cho là giả. Chuyện này có thể giống như thế thật sao? Hơn nữa, thủy công này, con rơi công này không phải đều là tuyệt ký của nhà Nam Vân các cô sao? Hơn nữa mấy ngày hôm trước tôi còn gặp qua sư phụ. Con của tôi là sư phụ đang âm thầm tiến hành dưỡng thai đấy. Diệp Phàm nói. Ông nội sao không nói với chúng tôi? Nam Vân Thiên Mi đã nghi ngờ từ trước rồi, đã sớm tin. Sư phụ nói qua rồi, đừng cho người nhà Nam Vân an nhàn quá. Chỉ có khi cảm thấy không an toàn, mới có thể phấn khởi hơn. Tục ngữ không phải nói chuyện sống chết không đau cho yên vui sao? Diệp Phàm nói. Việc này càng không được rồi, anh đã là đệ tử cuối cùng của ông nội tôi. Vậy tôi còn phải gọi anh một tiếng sư thúc, hai chúng ta càng không thể cùng nhau dùng biện pháp biến thái này. Thế thì thành cái gì? Nam Vân Thiên Mi không ngờ lại nói vậy. Diệp Phàm thiếu chút nữa muốn điên rồi. Thay đổi cũng không làm sao. Hổ thẹn cho một người hiện đại như cô. Tôi cũng nghi ngờ cô có phải là từ xã hội cổ đại đến đây không? Đến lúc này cô còn nói về bối phận gì? Việc này kỳ thật là hai chuyện khá nhau. Chúng ta mỗi người giao một vật có phải không? Ví dụ như, cô gọi tôi là anh Diệp đều được. Huống chi, chúng ta lại không có liên hệ máu mủ có phải không? Thời xưa, bà con còn có thể lấy nhau đấy. Diệp Phàm lấp liếm. Anh Diệp, tôi nhớ là anh còn nhỏ tuổi hơn tôi. Muốn tôi gọi anh Diệp cũng đúng, anh đánh thắng tôi rồi nói sau. Nam Vân Thiên Mi nói. Hiện giờ gọi không được sao, được thì thử biện pháp kia. Diệp Phàm nói. Không được, Nam Vân Thiên Mi lắc đầu. Tuy nhiên, Diệp Phàm có thể cảm giác được, khẩu khí của cô nàng cũng có chút buông lỏng rồi. Bởi vì, thật sự không có cách nào rồi. Hai ha. Sư phụ còn bảo tôi quan tâm đến nhà Nam Vân. Nếu hai chúng ta đều chết ở đây rồi, nhà Nam Vân sau này gặp phiền toái. Diệp Phàm nhìn Nam Vân Thiên Mi. Sẽ không đâu, nhà Nam Vân còn có ông nội tôi. Chỉ cần ông nội tôi còn sống trên đời một ngày, nhà Nam Vân mãi mãi không ai dám đến dương oai. Nam Vân Thiên Mi nói. Ôi, đừng nói sư phụ, có lẽ ông ấy cũng tự thân khó bảo toàn. Diệp Phàm cố ý nhăn như quả mướp đắng thở dài một hơi. Ông nội làm sao vậy? Nam Vân Thiên Mi thực sự vội không khỏi giơ tay nắm chặt tay Diệp Phàm. Việc này, khó nói. Diệp Phàm cau mày, nhẹ nhàng nắm tay Nam Vân Thiên Mi. Hắn trong lòng nghĩ muốn tăng tình cảm, để có cơ hội sử dụng biến pháp biến thái. Anh mau nói đi, Nam Vân Thiên Mi cũng làm nũng rồi, không ngờ cũng sẽ làm nũng. Xem ra, làm nũng đúng thật là bản năng của phụ nữ. Việc này nói hay không nói đều giống nhau, nói còn tốn nước miếng. Diệp Phàm thở dài, học cách dùng bài tình cảm. Sao lại thế? Nam Vân Thiên Mi hỏi nhanh. Hai chúng ta đều chết ở đây, không ra được, sư phụ gặp nạn chúng ta cũng không thể tương trợ, cô nói xem còn nói làm gì. Diệp Phàm nói. Anh, Nam Vân Thiên Mi tức giận đến mức dậm chân một cái. Im lặng hồi lâu đột nhiên hình như hạ quyết tâm lại dậm chân nói tôi đồng ý. Tuy nhiên, giọng còn nhỏ hơn so với mũi kêu. Đương nhiên Diệp Phàm có tai của kẻ trộm. Tất nhiên nghe thấy được. Tuy nhiên, hắn còn cố ý giả vờ không nghe rõ hỏi nói to một chút, nghe không rõ. Có thể thử xem biện pháp kia.
Nam Vân Thiên mi mặt đỏ lên. Biện pháp gì? Diệp Phàm cố ý nói. Anh là đồ khốn khiếp. Nam Vân Thiên mi đột nhiên tức giận, đá một cước vào Diệp Phàm. Hố bẫy này phạm vi không lớn, Diệp Phàm tránh như một chút chuột, tuy nhiên, vẫn trúng không ít nắm tay. May mắn Nam Vân Thiên mi chỉ tức giận vì biện pháp biến thái, cho nên ra quyền cũng không nặng. Đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Phàm giống lên một tiếng. Trước tiên anh giải thích rõ ràng chuyện của ông nội tôi rốt cuộc thế nào rồi. Nam Vân Thiên mi hỏi. Ôi, ông ấy đi Nam Cực rồi, nói cho cùng Diệp Phàm thuật lại mọi chuyện một lần. Ông nội Nam Vân Thiên mi mắt đỏ lên, có chút nước. Ôi Diệp Phàm thở dài, giơ tay nắm tay Nam Vân Thiên mi. Hắn đang đắc ý khen kế hoạch đầu tiên của mình thành công cũng là bị cô đẩy một cái thiếu chút nữa đập vào vách đá. Cô làm gì vậy? Diệp Phàm tức giận. Tôi đồng ý thử một lần, nhưng cũng không có cho anh lung tung động tay động chân. Nam Vân Thiên mi mặt lại lạnh băng. Việc này chỉ là thử khúc dạo đầu của biện pháp kia. Nói trắng ra đã bảo qua bước một mới có thể đến bước hai. Tôi nghĩ, vị tiền bối này một khi đã sắp xếp như vậy, chắc chắn ý tứ chính là khi nam nữ âm dương dung hợp thì tình cảm phải đạt đến mức rắn chắc. Nói cách khác, không có tình cảm sao có thể có dung hợp âm dương được. Nếu không làm theo như vậy thất bại thì phiền toái hơn. Đến lúc đó, nếu lặp lại, chẳng phải là càng khó cho cô sao? Diệp Phàm ngụy biện. Họ Diệp kia, thân thể tôi này có thể cho anh, mà anh cũng không cần phải áy náy. Đây cũng không phải là tôi tình nguyện mà là tình thế bức bách. Nếu bàn về tình cảm, chúng ta còn chưa đạt đến mức độ này. Anh có thể trực tiếp đã muốn tôi, nhưng cũng không thể làm tôi tình nguyện. Nam Vân Thiên mi lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Được, cởi đò. Diệp Phàm tức điên rồi, bổ nhào qua sằng bậy. Nam Vân Thiên mi cũng không ngăn, để Diệp Phàm cởi đồ. Đôi mắt háo sắc của hắn nhìn thấy hai ngọn núi thần bí, mà Nam Vân Thiên mi cũng nhắm hai mắt lại. Tuy nhiên, má cô đỏ bưng lên, hơi thở cũng dồn dập. Dù sao, chưa từng trải qua việc như vậy, ai không kích động. Không khác khối băng có gì tốt, không có tí sức lực nào. Diệp Phàm dường như tức giận, đột nhiên một chưởng đấm về phía vách tường, cách cách một tiếng động vang lên, kỳ tích xuất hiện, trên vách tường hiện ra một đường đến một hang động khác. Kỳ thật đây là kế hoạch từ trước của Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm vừa mới đến phái Lao Sơn đụng phải tam quan, đã nghiệm thấy âm dương chi đạo. Rồi sau đó lại dung hợp với phấn hồng thiên yêu, trong cơ thể âm dương khí đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mà vị tiền bối kia yêu cầu đơn giản là hài hòa âm dương mới có thể mở cửa. Hả, Nam Vân Thiên mi ngơ ngác nhìn đường vào hang kia. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, hình như cô cũng không có một chút niềm vui bất ngờ nào. Hắn có chút buồn bực trong lòng, tự nhủ, có đường ra rồi cô còn mất hứng. Sau đó nghĩ, không phải là vừa rồi hắn động vào cô, ngược lại làm cho cô nghĩ mình bị vứt bỏ, có cảm giác bị khinh vậy. Phụ nữ, khi anh muốn thì họ vẫn thanh cao, khi anh không cần họ lại cảm thấy mất mát, thậm chí phẫn nộ. Anh làm thế nào vậy? Chẳng lẽ tên tiền bối khốn khiếp này lừa dối chúng ta? Nam Vân Thiên Mi nói vẻ mặt buồn bực. Không rõ lắm. Một quyền như vậy nó liền mở ra. Mặc kệ, chúng ta đi vào trước rồi xem cưu cung niệm hồn thuật rốt cuộc là cái quái gì. Diệp Phàm nói rồi đi vào. Hừ hừ, Nam Vân Thiên mi hừ một tiếng rồi đi theo sau. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác mắt cô có chút kỳ lạ. Đường đi, kỳ lạ chính là vách đã hai bên lối đi nhỏ cũng là ngàn gương mặt lở loét, hình như bị súng máy bắn thành như thế. Kinh công! Một âm thanh giống như chuông gió vang lên. Hẳn là tiếng chuông gió, Diệp Phàm nói. Không lâu sau, tiếng chuông gió rõ hơn. Diệp Phàm và Nam Vân Thiên Mi đều im lặng lắng nghe. Tiếng kia khá mờ ảo, hơn nữa hình như không phải chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp. Chương 3034, chẳng lẽ cô ta? Hơn nữa, tiếng chuông này có vẻ thật đúng là hiểu được suy nghĩ của hai người. Dần dần hai người nghe xong thấy mê, hơn nữa âm nhạc bắt đầu cuồng loạn cả lên. Thiên Mi, Diệp Phàm có chút mê loạn rồi, nhỏ giọng gọi. Anh Diệp, Thiên Mi, anh Diệp, anh muốn, đến đây. Hai bóng người ôm lại với nhau, hai miệng cũng dán chặt vào nhau, thơm mát ướt át, say lòng người. Ai đó giở trò, ai đó dùng âm thanh phối hợp. Tỉnh lại, Diệp Phàm đột nhiên đẩy Nam Vân Thiên Mi hai người nhất thời tỉnh dậy. Anh là đồ khốn khiếp, anh đã làm trò gì vậy? Nam Vân Thiên Mi trừng mắt nhìn Diệp Phàm vừa sửa sang lại quần áo có chút xô lệch của mình. Quần áo còn không cởi, còn có thể làm gì?
Diệp Phàm hừ nói. Lưu manh, Nam Vân Thiên mi mặt đỏ lên. Đừng nói, vừa rồi hai chúng ta đều thế. Động này có chút kỳ quái, cô xem, tiếng chuông gió này rất lạ. Hình như có thể mụ mị người ta, người này thiết kế như vậy có ý gì? Diệp Phàm nói. Ừ, trên vách đá này nhiều lỗ như vậy, chẳng lẽ chính là phối hợp với âm nhạc để mê hoặc người sao? Nam Vân Thiên mi cũng không ngốc, một chút liền hiểu rồi nhìn bốn phía, ánh mắt hiện lên chút sợ hãi. Chúng ta gọt sạch những lỗ này xem còn có thể tác loạn sao? Diệp Phàm nói. Chẳng lẽ người này thiết kế như thế chính là muốn nam nữ dung hợp? Hình thành đường âm dương lớn. Đây chẳng lẽ chính là cơ sở để luyện tập cửu cung niệm hồn thuật? Nam Vân Thiên mi vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi thấy có vẻ lạ, người này không phải là muốn lợi dụng hai chúng ta chứ? Diệp Phàm có suy nghĩ khác. Lợi dụng, người này có lẽ đã chết mấy trăm năm rồi, sao còn có thể lợi dụng chúng ta? Nam Vân Thiên mi có chút không tin. Đã chết mấy trăm năm không có nghĩa là ông ấy không muốn lợi dụng hai chúng ta. Cô nghĩ xem, có lẽ trước khi chết ông ấy thiết kế không phải là để mấy trăm năm mà là muốn đợi đến khi có người thích hợp xuất hiện. Tốt nhất vẫn là một đôi nam nữ, mà Hợp Hoan Tông có chi đạo về dương, cũng có cao thủ dùng con gái để tu luyện âm dương chi đạo. Tôi nghĩ, người này chẳng lẽ muốn dùng nam nữ dung hợp để làm lư đỉnh luyện công? Diệp Phàm nói. Mặc kệ, trước tiên phá những lỗ thủng trên vách đá. Nam Vân Thiên Mi nói Diệp Phàm cảm thấy cũng có lý. Vì thế hai người sau đó trưởng hướng lên vách đá. Không lâu đá tuy nói cứng nhưng không chịu được trưởng lực của hai bán tiên thiên. Kinh công. Tiếng vang hỗn độn cùng với đá như võ điệu điên cuồng của rắn nhằm thẳng vào đầu hai người Diệp Phàm. Tiếng động này làm cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu, càng nghe càng khó chịu. Mặc dù hai người có chuẩn bị nhưng cảm thấy trong ngực loạn lên thật sự. À, hai người cùng kêu lớn, hơn nữa, quyền đấm cước đá đánh nhau. Động này không lớn, hai người vừa ra tay, trên cơ bản thành cận chiến rồi. Hai tay xoay lại với nhau, hai thân thể ôm nhau lăn xuống đất. Vừa lăn lộn vừa xé quần áo ném ra ngoài. Không lâu đã cởi hết đồ. Hai cơ thể trần truồng giãy giụa. Đúng lúc này, con rắn nhỏ của Diệp Phàm đột nhiên vỗ cánh bay lên không trung đụng vào cái gì đó. Tên khốn khiếp, anh làm cái gì vậy? Trong động truyền đến âm thanh chói tai của Nam Vân Thiên Mi. Tôi không làm gì, cô xem, có phải cô cảm thấy tôi tuyệt đối không đối với cô như vậy? Hắn hét lên chật vật trốn tránh. Anh đều đã như vậy rồi, không có khả năng không có cái kia. Thật là không có, thiếu chút nữa thì làm hai chúng ta như thế, nếu không có con rắn nhỏ của tôi thật sự đã làm rồi. Không được nhìn, có người đang lúng túng mặc quần áo. Cho tôi một cái được không? Không thể để tôi hoàn toàn trần trụi. Bởi vì quần áo đã bị xé hết rồi, Nam Vân Thiên Mi đương nhiên giành lấy trước nhưng mảnh to mặc trên người. Diệp Phàm tội nghiệp nói. Bên kia không phải còn thừa một cái sao? Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Bảo tôi mặc cái này của cô. Diệp Phàm kêu lên thảm thiết một tiếng, nhìn quần lót đã bị xé thành hai mảnh cách đó không xa, trên đó còn thêm một con thỏ nhỏ màu trắng. Đây là ý của Nam Vân Thiên Mi. Chỉ thừa cái này, thích mặc không? Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Tôi mặc còn không được sao? Diệp Phàm giống lên một tiếng, mặc còn tốt hơn không mặc một chút, ít nhất có thể hơi che một chút, nếu không toàn bộ lộ ra hết. Thấy Diệp Phàm nhìn qua, Nam Vân Thiên Mi vội vàng đưa tay ôm ngực vào phía dưới. Che cái gì, chưa nữa là làm thủng quần áo đấy. Hơn nữa đã sờ khắp rồi. Diệp Phàm hừ nói, còn cố ý nhìn vào chỗ rách của Nam Vân Thiên Mi. Không cho phép nhìn, Nam Vân Thiên Mi nói. Mắt là của tôi, không phải của cô. Diệp Phàm hừ nói, nhìn chỗ con rắn nhỏ vừa rồi đụng vào. Mẹ nó, ôi, nhất định là đang tác quái. Diệp Phàm mắng, nhảy lên trên, một nắm đấm lấy chuông xuống. Diệp Phàm phát hiện, chuông này hiện lên hình bát giác, cả chiếc chuông giống như hình một đóa hoa, tuy nhiên bị con rắn nhỏ đâm nên quắt vào bên trên. Con rắn nhỏ của anh thật lợi hại, nếu không thì phiền toái rồi. Nam Vân Thiên Mi ánh mắt cũng hấp dẫn lại đây. Có gì phiền toái, đơn giản chính là âm dương dung hợp thôi. Diệp Phàm châm chọc nhìn Nam Vân Thiên Mi một cái sau đó nói đáng tiếc vừa rồi không ngờ không có cách. Con rắn nhỏ ơi là con rắn nhỏ, cũng quá sớm một chút đi. Đồ biến thái, Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Hai người tìm tòi một chút, phát hiện bốn chiếc chuông như thế, sau đó đều bị hai người chém thành đồng nát. Đi một đoạn đường Nam Vân Thiên Mi cuối cùng yên tâm. Bởi vì,
nếu quả thật nếu cùng Diệp Phàm làm gì đó chắc chắn sẽ có cảm giác. Vừa rồi tuy nói cảm giác hẳn là không phát sinh chuyện gì, tuy nhiên, vẫn không thể chắc chắn, trong lòng có chút lo lắng. Cuối cùng phát hiện một cánh cửa đá. Tuy nhiên, trên cửa cũng rất nhiều chữ Tây Hạ. Nam Vân Thiên Mi cẩn thận xem rồi nói người này cũng không tệ lắm, lại là một vương gia đặc biệt của Tây Hạ, tên là Cách Tây. Tuy nhiên, sao lại nói là lúc ấy người đứng sau màn chấp chính Tây Hạ Vương Thác Bạt nghi ngờ ông ta, chèn ép ông ta. Ông ta không có cách nào, chỉ có thể phản kháng. Cuối cùng bị trấn áp xuống, cả nhà ông ấy bị chém đầu, còn ông ấy trốn đến đây. Nhưng vì bị trọng thương, không muốn để võ công của mình chặt đứt cho nên tìm ra được một hang động bị vùi lấp, sau khi cải tạo liền biến thành nơi ở cuối cùng của mình. Mà Cách Tây lúc ấy trộm từ trong Hoàng cung Tây Hạ một đồ vật quý, chính là phương pháp luyện công tên là cửu cung niệm hồn thuật. Đáng tiếc là Cách Tây cũng không thể học thành. Ông ta còn nói, bí mật của Tây Hạ giấu ở Đóa Vân Thủy Cung, trong đó có quốc bảo của Tây Hạ Thiệt Bảo Trục Tâm. Vậy ấy mấy trăm năm không xuất hiện, tuy nhiên, Cách Tây biết, vật này là thứ tốt. Nếu sau khi luyện thành cửu cung niệm hồn thuật, hy vọng đến Đóa Vân Thủy Cung, lấy được Thiệt Bảo Trục Tâm. Hơn nữa cửu cung niệm hồn thuật có thể tung hoành vô địch thiên hạ. Nam Vân Thiên Mi nói. Khẩu khí thật lớn, tôi thấy Cách Tây này quá tự đại. Thiên hạ có bao nhiêu, đoán chừng ông ta lúc đó cũng chưa đi ra ngoài nhà đường, thật vẫn là ếch ngồi đáy giếng rồi. Diệp Phàm cười lạnh nói. Ha ha, bất kể như thế nào, có hai thứ đồ này chắc chắn là lợi hại rồi. Nam Vân Thiên Mi cười nói. Có cửu cung niệm hồn thuật sao? Diệp Phàm hỏi. Có. Ngay ở phía dưới rồi, Nam Vân Thiên Mi nói bắt đầu phiên dịch cửu cung niệm hồn thuật. Trên cửa này khắc hình như chỉ là cửu cung niệm hồn thuật tầng thứ nhất, tổng cộng phân ra 9 tầng. Mỗi một tầng luyện đến viên mãn sau sẽ mở ra một cung huyệt trên cơ thể anh. Cung huyệt này tương đương với một đan điền ngoài cơ thể. Nghĩ lại, anh luyện thành xong cơ thể có 9 đan điền. Vậy anh có thể trữ thêm nhiều nội khí, nói đến lực tấn công lớn vô cùng không nói, hơn nữa liên tục không ngừng. Đích xác lợi hại, cửu cung niệm hồn thuật này thật đúng là thần kỳ. Nam Vân Thiên Mi nói. Cái này ngay cả Cách Tây cũng chưa thể luyện thành, chúng ta, có lẽ có chút khó rồi. Hơn nữa, nếu chia làm 9 tầng, thì luyện thành một tầng mất bao lâu thời gian? Diệp Phàm hỏi. Phía trên có nói là cần 5 đến 10 năm. Nam Vân Thiên Mi nói. Xem, có đúng không? Không cần nói đến 5 năm, chỉ cần 10 ngày là chúng ta đã chết đói rồi. Diệp Phàm giơ tay ra. Niệm hồn thuật này quan trọng ở chỗ tư tưởng phải thống nhất, hơn nữa âm dương song hợp luyện càng hiệu quả. Bởi chưa có thể lấy thừa bù thiếu. Vừa rồi nói, tư tưởng chính là tinh thần của con người, nói như mê tín chính là hồn. Nam Vân Thiên Mi nói. Cửa này làm sao có thể mở ra? Diệp Phàm hỏi. Ở trên nói luyện thành tầng thứ nhất xong thì cửa tự động mở ra. Hơn nữa còn cảnh cáo, không cần mưu toan dùng cách khác để mở cửa. Nếu không sẽ chôn vùi ở đây. Nam Vân Thiên Mi nói. Không luyện cũng không được, nhưng chúng ta không có thời gian. Chưa ăn thì làm thế nào để luyện? Diệp Phàm hỏi không phải ở đây có cất giữ một ít đồ ăn chứ? Nếu Cách Tây có nghĩ đến cái này, chúng ta thử tìm tiếp xem. Ừ, hẳn là có đồ ăn. Nam Vân Thiên Mi cũng gật đầu nói, hai người gõ gõ bên cạnh. Thật đúng là cách đó không xa có một lỗ nhỏ trên vách núi. Cửa này hai người hợp lực là có thể đẩy ra. Phát hiện bên trong thật sự có nhiều đồ ăn, hoa quả, thịt dê, thịt bò đều có. Đây trước đây có lẽ là phơi nắng, mà Cách Tây hẳn có một cách giữ rất tốn, không chừng thật đúng là bảo tồn 5-6 năm. Tuy nhiên, hiện giờ thời gian quá dài, mấy thứ này đều khô quắt thành hòn đá rồi. Diệp Phàm tùy tay nhặt một hòn gặm, phát hiện hỏng thì không hỏng nhưng gặm không khác gì hòn đá rồi. Còn gặm cái gì, vô dụng, thức ăn gì có thể giữ hơn ngàn năm. Nam Vân Thiên Mi thở dài. Mà trong hang còn có mấy vại, bên trong có lẽ là dầu gì đó, tuy nhiên, hiện giờ cũng đã biến thành khối rắn rồi. Tôi cũng có cách nào đâu, cô nghĩ xem, hai chúng ta đều được sư phụ cho nội tức con rơi, trong lúc này hơi thở con rơi tuy nói là nội tức hình thành. Nhưng thời gian dài, đều có ẩn chứa suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta để nội tức con rơi kết hợp lại. Có khi làm ít công to, một chút liền có thành tích. Diệp Phàm nói. Việc này Nam Vân Thiên Mi đột nhiên đỏ mặt. Chương 3035, dọa chết người. Lúc này cô còn đỏ mặt cái gì? Đây chỉ là nội thức của chúng ta dung hợp, cũng không phải thật sự như vậy.
Diệp Phàm đoán cũng hiểu, có lẽ là Nam Vân Thiên Mi suy nghĩ nhiều. Vậy thử xem. Nam Vân Thiên Mi không có cách nào, đành bất đắc dĩ gật đầu. Hai người đều nội tức một hồi, sau đó bước ra con rơi. Lúc mới bắt đầu con rơi của Nam Vân Thiên Mi có chút run sợ. Tuy nhiên, bị Diệp Phàm bức, hai con rơi thật sự dung hợp với nhau. Bắt đầu niệm hồn thuật, chúng ta tâm ý tương thông. Diệp Phàm nói, hai người bắt đầu luyện công. Thật đúng là may mắn, trong lúc này hơi thở con rơi vì mang theo cả tư tưởng của hai người, nên nảy sinh cửu cung niệm hồn thuật đến thật đúng là thần tốc. Có lẽ chỉ một ngày thời gian, hai người đã thấy được manh mối. Cung thứ nhất của cô ở đâu? Diệp Phàm có chút tò mò hỏi. Ở đây. Nam Vân Thiên Mi chỉ lòng bàn tay mình, Diệp Phàm vừa thấy hiểu ngay, cười nói. Đây ban đầu chính là nơi cô giấu con rơi, bắt nó luyện thành cung đan điền ngoài đầu tiên. Tôi nghĩ sao lại nhanh vậy, đây bắt đầu vốn là có chút cơ sở rồi. Của anh ở đâu? Nam Vân Thiên Mi cũng hỏi. Ở đây. Diệp Phàm chỉ lên trán. Con rơi của anh giấu ở đâu? Nam Vân Thiên Mi kinh ngạc. Làm sao có thể, ông nội cho đến giờ đều là điểm trong lòng bàn tay. Nhà Nam Vân chúng tôi duy nhất có vài người có được con rơi này đều để tại lòng bàn tay. Ha ha, của tôi không giống với mấy người. Diệp Phàm đắc chí cười nói. Cùng nhau dùng lực công kích cửa. Nội tức con rơi dung hợp sau càng lớn, hai người cùng nhau dùng lực công kích cánh cửa. Két. Âm thanh chói tai liên tiếp truyền đến, cửa thật sự mở ra, bên trong có lẽ có thông gió, cũng không cảm giác ít không khí. Hai người dùng đèn pin nhỏ soi vào bên trong, Nam Vân Thiên Mi nói. Hắn có lẽ là cách tây rồi. Bởi vì bên trong cũng không có gì khác chỉ có một người ngồi, có lẽ cũng đã khô quắt thành xác ướp rồi. Mà thi thể ngoại trừ đầu lộ ra ngoài, phía dưới cũng là đựng trong một hũ lớn, không hiểu có mục nát không, hai người cẩn thận đi đến. Phát tài rồi, cô xem, hũ này làm bằng vàng ròng đấy. Diệp Phàm cười nói. Tham tiền. Nam Vân Thiên Mi hừ một tiếng nói. Rất kỳ lạ, cách tây này tại sao phải đặt mình trong này? Mà cái đầu vừa đúng hũ lớn, cả nửa người dưới không thấy. Mà hũ vàng này bụng lại lớn vô cùng. Muốn làm lớn như vậy, chẳng lẽ bên trong còn nhét cái gì đó? Ừ, đúng thế, cô nghe xem, thối như vậy, bên trong hẳn là mục nát rồi. Tuy nhiên, đầu thì chỉ là khô đi. Phía dưới nếu mục nát đầu này sao lại chưa mục nát? Chẳng lẽ là vì luyện qua cửu cung niệm hồn Phật? Diệp Phàm hỏi giơ tay nhẹ nhàng sờ trên đầu một chút, cười nói. Da này vẫn có tính đàn hồi, nếu tươi sống một chút, chính là một người sống. Xong đời, hình như trong hầm cũng không có ghi chép về tầng tiếp theo của cửu cung niệm hồn thuật. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn bốn phía. Đúng là không có, chứ ở vách tường đằng trước cũng không có. Người chết tiệt này rốt cuộc muốn chơi cái gì? Nếu muốn truyền cho hậu nhân, người vào được mới có thể dễ dàng có được công pháp này. Hơn nữa, còn muốn chỉ con đường ra có phải không? Nam Vân Thiên Mi vừa nói vừa tìm bốn phía, cuối cùng thất vọng lắc đầu. Mang đầu đi, không chừng bí mật ngay trong hũ. Diệp Phàm nói, cũng không còn cách nào, hai người thật ra cung kính lạy ba lạy trước hũ. Tiền bối, ông không có ghi chép lại, trước tiên xin lỗi ông, đợi khi tìm được công pháp cùng với đường ra, tôi sẽ bảo Trương Đại Sư chọn cho ông một khu đất phong thủy tốt để an táng cho ông. Diệp Phàm nghiêm chỉnh nói. Nam Vân Thiên Mi bịt núi đứng một bên, việc như thế này đương nhiên rơi vào đầu Diệp Phàm rồi. Hắn thử, hình như hơi nặng, sau đó dùng lực, đầu được lấy khỏi hũ. Tuy nhiên, đúng lúc này Nam Vân Thiên Mi sợ tới mức kêu lên. Mau ném đầu đi. Diệp Phàm kịp phản ứng vội vàng một trường phách về phía đầu. Tuy nhiên, đầu kia lúc này không ngờ lập tức há miệng cắn trúng bả vai Diệp Phàm. Một màn quỷ dị này thiếu chút nữa dọa chết hai người. Ha ha ha! Một tiếng cười sắc nhọn vang lên trong hang. Ông là ai? Nam Vân Thiên Mi giọng run run hỏi. Cách tây! Tiếng nói kia cười nói. Một cái tát của Diệp Phàm lại chụp lên cái đầu. Không cần vỗ, vô dụng. Trừ phi cậu chém mình thành hai mảnh. Cách tây cười nói, Diệp Phàm giác một hồi đau đớn chuyển đến, hình như máu trong cơ thể đều lao hết lên đầu. Thiên Mi, đập nát nó. Diệp Phàm kêu lên, Nam Vân Thiên Mi một quyền làm tới. Tuy nhiên, đầu kia ra vẻ còn cứng hơn sắt thép, không ngờ chỉ quay quay, miệng vẫn cắn bả vai Diệp Phàm. Nam Vân Thiên Mi nóng nảy hai tay bóp đầu muốn kép nó ra. Ha ha, chính là ý của tôi.
tiếng nói kia lại vang lên. Cô mau buông tay, có lẽ ông ấy chính là muốn chúng ta tấn công cái đầu này. Diệp Phàm khẩn trương kêu lên. Nam Vân Thiên Mi vừa nghe vội vàng buông tay, tuy nhiên việc lạ lại xảy ra, tay giống như bị cái gì dính lấy vậy, không thể kéo ra. Ha ha, âm dương dung hợp, không tồi. Hai bán tiên thiên, trình tự tuy nói thấp đi một tí, nhưng còn có thể tiến hành âm dương dung hợp của tôi. Cách Tây cười ác nghiệp, Diệp Phàm cùng Nam Vân Thiên Mi cảm giác từng trận mê hồn xông tới. Chịu đựng. Diệp Phàm hét lên. Thiên Mi, ông ấy đã chết mấy trăm năm rồi. Chúng ta không cần sợ ông ấy. Đã chết còn có thể nói chuyện, không thể nào. Nam Vân Thiên Mi vừa giãy giụa vừa lắc đầu. Thật sự, tôi đã thấy qua việc như thế. Cao thủ ngày xưa trước khi chết đem tinh thần hoặc tư tưởng của mình giữ trong không khí. Thông qua một số cách trước đó, một khi cô chạm đến vòng nội khí, trong lúc này kết hợp với chấn động không khí, có thể nghe được tiếng của họ như cũ. Hơn nữa, những người này được cho là rất tinh, cách Tây. Căn bản cũng không phải muốn truyền cửu cung niệm hồn thuật cho hậu nhân. Ý tưởng của ông ta chính là muốn mượn cơ thể cô để sau luyện công. Tuy nhiên, ông ấy không ngờ mình đến chết cũng không thể gặp hữu duyên. Diệp Phàm nói rất nhanh. Thông minh, tuy nhiên, người thông minh đều chết trước. Tôi chưa chết. Cách Tây cười nói. Thối lắm, thi thể ông đều đã nát như vậy còn chưa chết. Ông sống lại cho tôi xem. Diệp Phàm kêu lên. Vì sao gọi là cửu cung niệm hồn thuật, điều này nói rõ nhân tinh khí cũng có thể rèn luyện đấy. Mà một khi công lực của cậu đến một trình tự nhất định. Cậu chỉ biết, hồn của cậu kỳ thật có thể thông qua nội tức thể hiện ra bên ngoài. Nếu có thể thông qua nội tức biểu hiện ra bên ngoài, mà cách chữ nội tức rất nhiều. Ví dụ như có thể đem nội tức chữ trong xương cốt, làn da, hoặc tất cả những vật đặc thù. Mà chúng ta trước đó đem hồn niệm mất trong nội tức. Thông qua nội tức có thể trở lại như hồn của mình như cũ. Mà nếu tôi đem hồn niệm trong không khí giành lấy cơ thể của cậu. Bởi vì, nội tức đã có phương pháo mở đỉnh rót khí, nội tức của tôi hoàn toàn có thể đưa vào người cậu. Sau đó cắn nuốt hết nội tức trong thân thể của cậu, dung hợp lại, cuối cùng trong thân thể của cậu chỉ có nội tức của tôi. Mà nội tức của tôi chưa hồn niệm nội khí. Sau khi giữ lấy thân thể cậu, tôi có thể trở lại như nội tức hồn niệm như chính mình trước đây. Mà tư tưởng của cậu bị tôi tiêu trừ, cậu chính là tôi biến thành cậu. Mà tôi có thể mượn việc này mà còn sống trong thế gian. Trước kia mất đi chỉ có điều là một túi da thôi. Cho nên, tôi vẫn không chết, chỉ là chuyển sang kiếp khác thôi. Cách Tây cười vang, đắc chí nói ra pháp công một chút. Hơn nữa, có âm dương dung hợp trong hơi thở càng có thể trợ giúp tôi hoàn thành đại sự này. Ừ, cơ thể của cậu còn thấu hòa. Tuy nói yếu đi một chút nhưng tôi có cửu cung niệm hồn thuật, có thể cố gắng một chút sau này. Diệp Phàm cảm giác một cỗ nội tức cứng rắn mạnh mẽ thông qua đầu đè xuống. Hắn vội vàng vận chuyển toàn thân, lợi dụng nội tức của mình muốn chống cự nội tức này ở bên ngoài không có xâm nhập vào bên trong. Theo cách nói của cách Tây, chỉ cần không cho nội tức của ông ta xâm nhập, ông ta liền không chiếm được thân thể của hắn. Tuy nhiên, nội tức của cách Tây cũng quá dũng mãnh. Diệp Phàm liều mình chống cự nhưng vẫn cảm thấy bị áp vào người. Hơn nữa, cảm giác nội tức của cách Tây dần dần ép vào. Mà Nam Vân Thiên Mi cũng cảm giác hoàn toàn khác, nội tức của cô bị cái gì đó ở trên đầu hấp thu đi. Hơn nữa Nam Vân Thiên Mi cảm giác được, nội tức của mình ra khỏi đầu liền bị cắn nuốt, sau đó kéo đến nhập vào cơ thể Diệp Phàm. Nam Vân Thiên Mi cũng bỏ hết sức chống cự không muốn tiến vào cơ thể Diệp Phàm. Nhưng phí công, nội tức của cách Tây quá dũng mãnh. Giống như trẻ con và người lớn khác biệt nhau, căn bản cũng không thể chống đỡ. Mà nội tức của Diệp Phàm cũng dần bị bức mất đi sức chống cự, hơn nữa, cuối cùng hoàn toàn bị ép về phía đan điền. Ngay cả đan điền cũng bị nội tức của cách Tây chiếm lĩnh. Xong rồi, Diệp Phàm giả này thay thế mình rồi. Diệp Phàm bi ai thầm nghĩ trong lòng, ngay cả tự nổ cũng không thể làm được. Đúng lúc này, vẫn là con rắn nhỏ đi ra. Không ngờ một chút liền lẻn đến trên đầu. Cả người rắn không ngờ phát triển lớn bằng cánh tay một cách kỳ lạ. Con rắn mở miệng khẽ cắn. Răng rắc một tiếng, đầu cứng rắn như vậy không ngờ bị con rắn nhỏ cắn nứt rồi. Nam Vân Thiên Mi đập không vỡ đó là vì có toàn lực của cách Tây che chở. Hiện giờ sức lực của cách Tây đều dùng để chiếm trước và cắn nuốt nội tức của Diệp Phàm, nên sơ sót đối với đầu này. Ông ta thật sự không nghĩ còn có loại rắn kỳ lạ này. A! À, một tiếng thét thảm vang lên. Nội tức vừa lui ra, lại trở lại trong cái đầu. Tuy nhiên,
Lúc này Diệp Phàm hét lớn. Thiên Mi, chúng ta bỏ rồi. Nói xong, nội thức của Diệp Phàm lại có sức sống, ép nội thức của Cách Tây Không cho ông ta dễ dàng đi ra ngoài. Nam Vân Thiên Mi đã bỏ ra cuối cùng kéo nội thức của mình về. Răng rắc, răng rắc. Con rắn nhỏ hình như đến kinh đầu, không ngờ đem đầu của Cách Tây gặm giống như quả dưa. Chương 3036, anh xin tôi à? Không lâu sau nửa khuôn mặt cũng đã bị tiểu xà gặm. Cuối cùng tiểu xà lấy đuôi đánh lên đầu, khiến cho đầu rơi xuống đất. Não là cơ quan thần kinh trung ương, khi đã bị rơi xuống thì chỉ còn hồn điều chỉnh mà thôi. Nhưng đã mất đi tâm phúc rồi, bởi vì nó vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, chiếm lĩnh được thân thể Diệp Phàm. Diệp Phàm khó khăn rồi, mà đúng lúc này sư phụ Nam Lăng Hầu cũng đã đẩy khí mấy chục năm ra. Cùng nhau dùng sức, khí của Diệp Phàm đã nuốt vào trong, tiêu hóa khí ra Tây Pháp. Mà ra Tây Pháp không ngừng kêu gào thảm thiết, kêu đến nỗi người nghe cũng phải phát run lên. Nhưng Diệp Phàm cũng không trách, nó chính là nội khí ra Tây Pháp tàn khốc để hắn dùng. Thiên Mi, cô dừng lại đi, khí này quá dũng mãnh. Tôi ăn không tiêu được, như thế này sẽ nổ tan xác mất. Diệp Phàm nói, bởi vì nội khí của ra Tây Pháp quá mạnh mà phẩm chất lại quá cao. Có thể đến ngay cả sư phụ cũng không có được nội khí đó. Nhanh, cô tôi và rơi cùng dung hòa, tôi có thể truyền công lực cho cô, chúng ta cùng dùng cửu cung niệm hồn để hợp tác. Nam Vân Thiên Mi đều không hề do dự, hai con rơi hòa làm một, bởi vì nó đã suy yếu đến mức sắp tan rã ra rồi. Nếu như bị ra Tây Pháp kia hút đi, không quay lại thân thể được thì chắc chắc công lực không lâu sau sẽ về thất, bát đẳng. Hai người cùng nhau luyện theo phương pháp cửu cung niệm hồn, rồi hòa vào nhau, cắn nuốt, tiêu hóa khí ra Tây Pháp. Mà âm thanh kêu thảm thiết của ra Tây Pháp đã không còn nữa, có thể là lão ta chết chắc rồi. Cũng không biết được cầm cự được bao lâu, Diệp Phàm đứng dậy, tiến hành luyện quyền cước trong mật thất. Hình như cũng đã toát hết cả mồ hôi. Chúc mừng anh, cảnh giới bán thần tiên của anh đã có lực bão hòa và tràn đầy rồi, giờ chắc chắn là ổn định lại rồi. Mà nếu nói về nội khí, anh còn mạnh hơn cả tôi đó, 80% nội khí ra Tây Pháp đều đã vào anh rồi. Mà còn có cả hơn một nửa cũng ở trong đó từ từ tiêu hóa đúng không? Nam Vân Thiên Mi mở mắt, có chút hâm mộ, nói. Chắc là như thế, nhưng tôi cũng chúc mừng cô cũng có được một phần nội lực ra Tây Pháp, giờ cũng nhanh đột phá đến giai đoạn 2 của cảnh giới bán thần tiên rồi. Diệp Phàm cười nói, tôi đã đột phá đến giai đoạn 2 của cảnh giới bán thần tiên rồi. Nam Vân Thiên Mi vui mừng nói, ôi lại chạy trước tôi rồi. Diệp Phàm có chút buồn bực, làm mọi thứ mà vẫn cứ kém người ta. Ha ha, tuy nói cảnh giới của tôi cao hơn anh một bậc nhưng nội lực của anh mạnh hơn tôi nhiều. Vì thế, tôi chưa chắc đã đánh thắng anh. Cô đang an ủi tôi hay sao? Diệp Phàm châm chọc nói. Không phải an ủi đó là sự thực, giờ chính anh cũng không thể khẳng định nổi thể lực của mình đâu. Nhưng anh có thể tự nhìn thấy con rơi của mình. Nam Vân Thiên Mi nói. Nhưng anh cũng có thể thử phi đao của mình. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn, lập tức kinh ngạc, con rơi trên không trung lại mỏ miệng thô bạo, giơ ra một đôi cánh lớn, với chiều dài lên tới gần 10 mét. Không cẩn thận thì bạn còn nghĩ nó là một chiếc máy bay không người lái. Mà nó cũng có thể bằng con rơi của sư phụ Nam Lăng rồi. Diệp Phàm vừa dùng lực, đã có thể bắn ra ngoài, xuyên qua cả vách đá. Thấy không, anh có thể xuyên qua cả tảng đá dày đến 7, 8 mét. Như vậy chứng tỏ nội khí của anh rất lớn. Mà phẩm chất đã lên một bậc mới rồi. Nam Vân Thiên Mi nói. Có thực lực là được rồi. Diệp Phàm cười rạng rỡ nói. Có chút hào quang là rạng rỡ luôn. Nam Vân Thiên Mi khách sáo nói, rồi lại tiếc. Thật tiếc, chúng ta chỉ có thể dùng tầng thứ nhất của cửu cung niệm hồn. Công pháp này đúng là một công pháp tốt, nếu như luyện thành công thì chắc chắn anh có thể lên đến thần tiên. Có thể tầng thứ sẽ cao hơn. Ha ha ha. Diệp Phàm cười. Cười gì, điên à? Nam Vân Thiên Mi không hài lòng liếc mắt nói. Cô nghĩ đi, cô có biết đây là toàn bộ ra Tây Pháp cửu cung niệm hồn không? Diệp Phàm cười thần bí. Đương nhiên biết. Nam Vân Thiên Mi gật đầu. Như vậy không phải hết rồi sao? Diệp Phàm đẩy hai tay. Anh nói thế là sao? Nam Vân Thiên Mi hừ nói có chút tức giận, thấy người này cũng quá khoe khoang rồi. Nói cô ngốc lại còn không nhận. Ra Tây Pháp chính là dùng tinh thần, tư tưởng để tích tụ lại nội khí hàng trăm năm. Khi này không phải là tôi đã chiếm rồi sao, giờ còn thế nào nữa?
Diệp Phàm nhắc nhở. Ý là tinh túy của nó đã bị anh nuốt hết rồi sao? Hiểu rồi, nội khí mà anh nuốt vào chính là của ông ta, cũng chính là nuốt vào niệm hồn. Nếu thế này thì não của anh ta có phải cũng đã vào người anh không? Nam Vân Thiên Mi vui vẻ nói. Ha ha, may mà niệm hồn này còn chưa hoàn thiện. Nhưng những thứ khác còn khiếm khuyết, có thể trong quá trình tôi nhận vào đã vứt bỏ đi nhiều. Diệp Phàm cười nói. Vậy anh cho tôi một phần đi. Nam Vân Thiên Mi nói. Tôi sẽ dạy công pháp tầng thứ hai cho cô, đợi đến lúc hoàn thành tôi sẽ dạy tiếp tầng thứ hai. Diệp Phàm cười tiếng nói. Anh, không ngờ lại còn ép tôi thế. Nam Vân Thiên Mi tức giận, trừng mắt. Không thể nói thế được, công pháp hiện giờ thuộc về tôi. Tôi cho cô cũng là tốt rồi. Sao lại nói khó nghe như thế, cái gì mà ép? Cô cũng biết, người luyện võ thì công phu chính là sinh mệnh của họ mà. Ngay cả sinh mệnh còn cho cô rồi mà cô còn nói thế. Diệp Phàm nói. Không thèm. Nam Vân Thiên Mi tức nói. Vậy đi, cô làm giúp tôi một chuyện, tôi sẽ truyền cho cô công pháp thứ hai. Diệp Phàm nói. Chuyện gì? Nam Vân Thiên Mi chau mày hỏi. Lần trước đến Ngũ Đài Sơn, hòa thượng đó đã lấy mất huyết trích tử của tôi. Chúng ta một chọi một thì chắc không qua được ông ta. Nhưng chúng ta hợp lại thì ông ta không thể bằng được. Diệp Phàm nói. Đó là chuyện của anh, bản cô nương không hứng. Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Mà tôi cũng không hứng thú với cửu cung niệm hồn kia. Thật không muốn hả? Diệp Phàm hỏi. Muốn. Nam Vân Thiên Mi cắn răng nói. Hai người nghỉ ngơi, Nam Vân Thiên Mi đột nhiên hỏi. Đây là cái gì? Diệp Phàm vừa đi vừa nghe, nghĩ lại về gia Tây Pháp trước, cũng ngây cả người. Đúng là ghê gớm. Diệp Phàm hít một hơi, phát hiện trong cái hũ lớn này có một xác con rết khổng lồ. Con rết có đầu, nhỏ nhưng thân thì to, có thể khiến người ta phải kinh sợ. Trong hũ còn có cả mùi tanh tưởi. Không phải, hình như không phải chỉ một cái đầu. Diệp Phàm nói. Ừ, lấy ra xem mấy cái là biết liền. Nam Vân Thiên Mi nói, khổ sở này chắc chắn Diệp Phàm phải làm chứ còn ai nữa. Hắn ta vừa bịt mũi vừa kéo ra lúc này Nam Vân Thiên Mi nói. Từ từ thôi, xác nó đã thối giữa chưa? Anh đừng nghĩ nó thế không chừng lại cho anh tan xác đó. Có lý, xác ướp người cũng làm như thế mà. Diệp Phàm gật đầu. Hay là đập cái hũ này ra, thế mới không làm hỏng cái xác được. Cái hũ này có giá trị gần nghìn năm lịch sử, là đồ cổ rồi. Vì thế anh cũng phải suy nghĩ, nếu đã tan tành thì còn giá trị gì? Nam Vân Thiên Mi chau mày nói. Tôi có tiền. Diệp Phàm đắc chí nói. Khống chế phi đạo rồi rạch ra. Đồ khoe khoang. Nam Vân Thiên Mi kích Diệp Phàm. Sợ làm hỏng thứ trong hũ nên Diệp Phàm vạch ra rất cẩn thận. Mà trên hũ còn có cả đốm lửa lóe ra. Không lâu sau cả cái hũ đã bị Diệp Phàm tách ra làm hai, Nam Vân Thiên Mi cũng giúp để tách hẳn nó ra. Toàn xác con rết khổng lồ đang hiện ra trước mặt hai người. Con rết này có chút kỳ lạ, miệng thì giống chim. Trên cái đầu thì có thể nói là giống loài chim. Còn thân hình thì lại thuộc họ rết, có thể là sự kết hợp của hai cá thể đây. Mà nó lại có đến ba cái đầu, hai người cẩn thận để mở cả thân thể nó ra, phát hiện nó dài đến 15-16 mét. Mà đến cái chân của nó cũng phải đến 2 mét. Thô bạo, kỳ lạ là thân thể của nó không bị thối rữa. Diệp Phàm dùng nội lực tìm về ký ức của Gia Tây Pháp, cười nói. Gia Tây Pháp đúng là thiên tài. Thiên tài cái gì? Nam Vân Thiên Mi hỏi. Đột nhiên ông ta muốn cộng sinh, giới tự nhiên có vô vàn quan hệ cộng sinh. Ví dụ trong hệ tiêu hóa của con người có vô vàn những vi sinh vật khác. Trên thực tế, những thứ mà con người tiết ra đều là do vi khuẩn tạo thành. Những vi khuẩn này có nhiều chức năng, nhưng có chức trách quan trọng nhất chính là những thức bên trong hệ tiêu hóa, bài tiết. Nếu như không có chúng, hệ tiêu hóa của con người chắc chắn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những vi sinh vật này chính là có quan hệ cộng sinh với CN người chúng ta. Mà Gia Tây Pháp cũng đã tìm hiểu, không ngờ ông ấy lại có thể tìm được con rết mình rết mà đầu chim. Nghe nói loại động vật này đến từ sông Âm Dương trên được đến Hoàng Tuyền Địa Phủ. Đương nhiên, cái này chỉ có thể nói là truyền thuyết TNG cổ đại vô tri thôi. Mà chính xác ra con rết này ở nơi sâu đến hàng trăm mét ở địa ngục đó. Cho nên trên mặt đất khó mà nhìn thấy con vật này. Gia Tây Pháp vì kéo dài tính mạng của mình nghĩ ra nhiều cách để bảo vệ não bộ của mình. Mà thân hình lại quá lớn, nếu như muốn bảo vệ cũng khó.
Vì thế, ông ta đã tìm rất nhiều sách cổ, cuối cùng cũng đã tìm được con rết quái dị này. Sau đó dùng để thay thế bản thân, ông không ngờ lại khiến não bộ có thể sống được mấy chục năm. Nhưng trong mấy chục năm đó cũng không có ai xuống. Ra Tây Pháp cuối cùng cũng không chống lại được quy luật tự nhiên, đúng là cũng phải chết. Nhưng trước đó ông ta cũng đã nghĩ đến việc để nội khí đó trong đầu, mà cũng dùng nhiều dược liệu bao gồm cả dược liệu chống cả thối giữ nữa. Hơn nữa ông cũng võ công cao cường, có thể cảnh giới của ông cũng đã vượt qua cả cảnh giới lợi hại nhất của người luyện võ rồi. Cho nên chúng ta tin là không có cách, nhưng ông ấy có thể dùng nội lực mà hoàn thành được. Từ đó có thể truyền nội khí hồn ba đến não, mấy trăm năm đều không thể tiêu tan, vừa nãy suýt đã nói. Cô nói ông ấy có phải thiên tài không? Diệp Phàm nói. Chương 3037, lấy lại thứ vốn có. Những thứ này phải xử lý thế nào? Nam Vân Thiên Mi vẫn bịt mũi, chỉ vào cái hũ nói. Tặng cho những chuyên gia của tổ chức thần bí quốc gia, chắc chắn họ sẽ vui lắm. Diệp Phàm nói. Mà nếu như có thể nghiên cứu ra cách chống thối giữa của Gia Tây Pháp thì đúng là chúng ta đang cần rồi. Không chừng sẽ là một phát kiến vĩ đại cho loài người chúng ta. Như kỹ thuật về xác ướp pha ra ông ở Ai Cập đó. Những thứ này mà người ta còn bảo hộ được, còn như là sinh vật đang sống vậy. Hai người cùng lục soát một lượt, cũng không phát hiện ra thứ gì có giá trị hơn. Thế là tiến vào cái động ở dưới cái hũ đó. Không lâu sau lại quay lại đầu đó, cuối cùng cũng đã thò đầu ra. Miệng động là một cây đại thụ lớn, đó là loại cây cổ rong có hàng nghìn năm. Tôi về nhà một chuyến xem sao, bằng không họ không thể yên tâm được. Nam Vân Thiên Mi nói, Diệp Phàm cũng gật đầu. Thế là cũng gọi điện thoại về. Thế là hai người đi trộm mấy bộ quần áo rồi mặc về. Rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đi thẳng đến ngũ đài trên Sơn Vân Quan. Lúc hoàng hôn, Nam Vân Thiên Mi cũng đã đến. Thấy không có Mao Ni kia, còn nữa lão hòa thượng bay đó cũng không ở trong chùa. Diệp Phàm nhanh hỏi Sa Thiên. Mao Ni không có ở đây, vừa đến trấn rồi. Vốn ông ấy cũng chẳng muốn ra ngoài, ngày ngày chỉ rượu thịt thôi. Sa Thiên nói. Đúng là không thấy, hay là bắt ông ta về trước, một khi ép là có thể hỏi ra phi không đó đúng không? Không cần, giờ cứ lo bảo vệ Quan Vân Tự là được, sau đó giả bộ khiêu chiến với phi không, tôi nghĩ chỉ cần ông ta ngồi đó thì chắc chắn không chịu để thế đâu. Diệp Phàm cười nói. Cách này cũng hay, ngoài phi không ra thì các hòa thượng khác vốn không dùng nhiều sức được. Sa Thiên cười nói, Diệp Phàm nhìn Nam Vân Thiên Mi cái, cô ta hừ nói. Cách này của anh quá tàn rồi, đúng là chuyên làm chuyện xấu xa, chứ sao tự nhiên có thể làm thế được. Không xấu xa chắc chắn ông ấy không ra mặt, nếu như cô có thể nói đạo lý với những vị ở đây mới là lạ. Đương nhiên, nếu như cô có thể đợi được, tôi sẽ cùng cô trong chùa này một thời gian. Phong cảnh nơi đây đúng là không tệ, là một nơi tốt để tu dưỡng, dưỡng sức. Diệp Phàm hừ nói. Biến thái, anh muốn thế nào thì thế, không phải việc của tôi. Tôi về sớm đây, không phải lôi thôi lắm chuyện được. Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Bên kia có một tiếng nổ ầm, lập tức có khói bụi bay ra. Là ai làm thế? Có hòa thượng lên tiếng. Họ nói là con lừa ngốc phi không có ra không, nếu như không thò cái đầu rùa ra thì tao sẽ đập phá Vân Quan Tự. Sa Thiên đứng lên tường to tiếng kêu. Lên! Đánh chết hắn đi. Có hòa thượng lên tiếng, không lâu sau, có mười mấy hòa thượng lao ra, ai nấy đều cầm côn bổng lao như bay. Không lâu sau, sau những tiếng bùm bùm, cả đám hòa thượng đó đã nằm hết ra đất. Những hòa thượng ở Vân Qua tự luyện qua võ công cũng chỉ có mấy người thôi, thực ra còn lại chỉ là hòa thượng bình thường, sao có thể là đối thủ của Sa Thiên được. Đúng là không đáng đánh, chả có vị gì cả. Sa Thiên phủi bụi trên tay, vẻ mặt khinh bỉ nói. Chỉ chủ là ai, sao lại đến tấn công chúng tôi vậy? Lẽ nào thí chủ không biết còn có pháp luật sao? Hôm nay không nói rõ ràng thì chúng tôi sẽ đến báo án. Ở trấn này chỉ cần gọi công an, không đầy 10 phút sao có thể đến ngay. Lúc này Đại sư Quy Lâm đã lộ diện. Lão Hòa Thượng đương nhiên là tức giận rồi. Hừ, chúng ta lấy lại những thứ mà chúng ta đã mất, có gì sai sao? Sa Thiên hừ nói. Thí chủ có gì để lại ở Vân Quan Tự này? Chúng tôi có thể giúp thí chủ tìm lại. Nhưng nếu thí chủ đã ra tay như thế là không đúng rồi. Những tổn thất này sẽ do thí chủ chịu. Đại sư Quy Lâm tức muốn chết nói. Đồ hiện đang trong tay phi không? Lúc này Diệp Phàm đứng lên nói. Là anh. Đại sư Quy Lâm vẻ mặt khó coi.
bởi vì lần trước Diệp Phàm có mang bức thư tay của Lão Phượng đến. Đại sư Quy Lâm đã coi Diệp Phàm là tài tử rồi. Người này không phải là người mà Vân Quan tự chọc được. Vâng, là tôi thưa đại sư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Phàm nói nhẹ nhàng. Có chuyện gì thì chúng ta cùng thương lượng, sao phải làm chuyện thất lễ thế? Đại sư Quy Lâm nói. Không liên quan gì đến Vi Tường, chỉ là trả lại đồ của chúng tôi thôi. Trước chúng tôi đã quyên góp cho bên này 2 triệu tu sửa chùa. Diệp Phàm nói. 2 triệu nhiều như vậy sao? Lúc đó có một âm thanh quen thuộc vang đến, âm thanh đó không phải Phi Không Còn là ai nữa. Rốt cuộc cuối cùng ông cũng đã ra mặt, đồ của chúng tôi đâu? Diệp Phàm hỏi. Đồ à, có đó nhưng phải xem anh có khả năng mà lấy lại không, còn nữa tường quanh đây không phải vỡ là vỡ được. Không cần nói 2 triệu, nếu anh làm được thì 20 triệu tôi cũng đưa. Bổn đại sư sẽ cho cậu cả đời này đi bằng một chân mới được. Bằng không cũng phải lấy mạng đổi mạng. Đại sư Phi Không tức giận, nhìn Diệp Phàm rồi vung tay ra tát. Diệp Phàm nhảy sang một bên. Ồ, hình như thân thủ nhanh nhẹn hơn lần trước đó. Đại sư Phi Không ngây người, có chút trầm ngâm. Không có bản lĩnh không thể lên núi được, chỉ cần ông trả lại thứ của chúng rồi thì tôi sẽ về. Diệp Phàm nói, mặt lạnh tanh. Ha ha ha. Đại sư Phi Không điên cuồng ngửa mặt lên trời cười, nhìn Diệp Phàm nói. Chính là anh, muốn lấy đồ trong tay ta. Cả đời này, lên đi, tiểu tử ngông cuồng này, để chân lại. Một quyền đột nhiên tung ra, từng đợt sóng khi một lao ra. Một sóng khí khổng lồ đẩy về phía Diệp Phàm. Bộp một tiếng. Diệp Phàm liền lui lại 5 bước, còn Phi Không cũng đã đứng vững chắc. Được lắm, uy phong của đại sư. Toàn bộ hòa thượng của Vân Quan Tự đều kêu lên. Thấy tay mình còn run lên, Diệp Phàm có chút lo lắng, biết là bản thân còn kém xa ông ta. Nhưng ông ta căn bản cũng không có nụ cười, mà thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Lúc nào mà cậu đã đột phá được? Đại sư Phi Không hỏi. Mới gần đây, Diệp Phàm nói, nhảy dựng lên giống như cá bơi trong nước vậy. Hai chân như đuôi cá, hai tay để thành hình chữ thập, lao về phía Đại sư Phi Không, Nam Vân Thiên Mi và Sa Thiên đứng bên nhìn. Phi Không cuộn gió lại, cũng tạt một cái, như một mũi tên cuốn Diệp Phàm vào trong vòng xoáy đó. Nhưng hắn lại tránh được, chạy thẳng tới trước mặt Phi Không. Còn quá nhiều thứ hay. Phi Không trừng mắt nhìn hắn ta. Lòng bàn tay liền phát ra cả một khối lực lớn về phía Diệp Phàm. Có thể như muốn bóp lại trong tay. Nhưng Diệp Phàm đã đột phá lên bán thần tiên rồi. Chỉ là nội công còn chưa được thâm hậu. Không dễ gì có thể tránh được, nhất thời đã bị giằng co trên không trung. Nhưng Phi Không ra lực, hắn vẫn cố gắng tiến về trước mặt. Diệp Phàm đột nhiên ra lực, can tương nhanh chóng tăng tốc đâm về phía Phi Không. Tiểu tử vô dụng kia, một đao mà khiến lão này chết sao? Vậy lão chẳng bằng đậu hũ à? Phi Không khinh thường nói, tay đang nắm vào. Thấy can tương sắp rơi vào tay Phi Không rồi, nhưng Phi Không đột nhiên thấy nguy hiểm lớn, nên nhanh chóng lui lại. Nhưng đã muộn rồi, chiếc áo choàng nâu đã bị con rơi của Diệp Phàm kéo rách rồi. Lộ ra cả những nếp nhăn của ông ta. Tiểu tử, lên! Phi Không tức giận, nhảy người về phía trước, cả người như một hòn đá lăn về phía Diệp Phàm. Chân của tôi không phải dễ dàng lấy đi vậy đâu. Diệp Phàm hừ nói, cả người sang một bên, cứ như cá đang bơi vậy. Phi Không lao vào trong khoảng không, lão hòa thượng tức tới đỏ mặt. Đằng sau lại vòng về người Diệp Phàm, tuy cách 5-6 mét. Nhưng chân hình như là một ảo ảnh, như kiểu tạo ra 7-8 chân tiến về phía Diệp Phàm. Mà mỗi một chân đều phát ra nội khí. Diệp Phàm sửng sốt, dùng mắt ưng quan sát. Phát hiện chân của Đại sư Phi Không không phải là ảo ảnh mà là chân thật. Ha ha ha. Diệp Phàm cười một tiếng. Bộp một tiếng đã bị đá một cái, cả người bay lên khoảng 20 mét. Hay lắm, hay lắm. Các hòa thượng của Vân Quan Tự lại ồ lên, vỗ tay hoan hô, trầm trồ khen ngợi, cả hiện trường náo nhiệt hẳn. Phi Không cũng còn giơ tay lên, như kiểu thủ trưởng kiểm duyệt bộ đội đấy, chỉ còn thiếu câu các đồng chí tốt. Đúng lúc này ông ta đột nhiên nhảy dựng lên, cả người như một con ếch nhảy lên cao chừng 7-8 mét. Quát Diệp Phàm, người thả cái gì ra thế? Chỉnh chung. Diệp Phàm cười, hành động như cá, Phi Không tức giận đánh. Nhưng công phu chạy của Diệp Phàm đúng là rời. Cả người như thể trườn đi mất, Phi Không cũng không đuổi được.
tuy nói là không thể địch lại nhưng con cá rồng có 18 cách chạy trốn này cũng tương đối tốt. Cả người Diệp Phàm trên không trung hình như đã thành một con cá, ngay cả Sa Thiên và Nam Vân Thiên Mi cũng đang ngây ra nhìn Diệp Phàm. Nhìn thấy Đại Sư Phi không đang đánh vào người hắn, nhưng lực đánh đó lại lướt trên người Diệp Phàm. Hai người cũng cứ hà hốc mồm mà nhìn. Còn Phi không trên không trung cũng hổn hển, bỏ ra toàn lực tiến về phía Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm cũng không dính trưởng. Lão Hòa Thượng, có phải thấy ngứa không? Diệp Phàm vừa chạy vừa cười. Phi không sầm mặt. Đột nhiên đứng lại không động đậy, không ngờ lại ngồi xếp bằng, tay chắp lại, không biết là làm gì. Diệp Phàm cũng dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng. Con cá rồng 18 cách biến cũng chỉ để chạy, người ta không đuổi nữa rồi thì cũng không hiệu quả. Không lâu sau Phi không tỏa ra một đám khói đen từ trên đỉnh đầu. Đám khói đó giống như một sinh vật sống lao về phía Diệp Phàm. Đám khói đuổi người khó mà tránh vời vì không lâu sau nó liền lan ra. Diệp Phàm dùng trường nhưng khói lại tản ra, xong lại hợp thành với nhau. Không ngờ đại sư lại luyện được nhất trụ thanh thiên. Nam Vân Thiên Mi nói. Cái gì là nhất trụ thanh thiên? Diệp Phàm vừa trượt, vừa hỏi. Chương 3038, Đại sư Vân Ngư xuất hiện. Khói xanh này chính là tiến hóa của nội lực, theo truyền thuyết nó có thể khiến người ta sặc chết. Mà dùng công lực, nó nhu sắt thép vậy, còn khi mềm mại lại như một làn khói thuốc. Tốc độ nhanh như bay, không thể nào xử lý được. Nam Vân Thiên Mi nhắc nhở Diệp Phàm. Đại sư Phi không cũng không thèm để ý gì đến Nam Vân Thiên Mi, tiếp tục nhả ra khói xanh. Không lâu sau Diệp Phàm tuy nói là trượt nhưng cũng đã bị đám khói xanh kia vây kín người. Trong nháy mắt cảm thấy người như bị dính trong keo cường độ cao vậy, cả người có cảm giác như ngưng trệ lại. Chân cũng khó khăn, tay cũng khó mà cử động. Mẹ kiếp, đúng là nó lợi hại thật. Diệp Phàm lo lắng, rồi bình tĩnh suy nghĩ, miệng vừa nói, hét ra một âm thanh sắc nhọn. Tử đống trung bỗng nhiên phát ra. Phi không liền hắt hơi vài cái, nhưng lão hòa thượng này có thể chịu được và vẫn tiếp tục để đám khói kia tấn công Diệp Phàm. Khó thở rồi. Chân cũng không nhấc nổi rồi. Tay cũng có cảm giác như bị trói lại rồi. Nửa phút trôi qua, Diệp Phàm cảm thấy người như không thể động đậy được. Tiểu tử, thấy nhất trụ thanh này thế nào? Phi không mở to hai mắt, đắc chí nhìn Diệp Phàm, Nam Vân Thiên Mi cũng chau mày, sẽ ra tay. Từ đã, chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Diệp Phàm kêu lên, hôm nay phải thử sức thật sự rồi. Vậy được, thằng nhãi điên cuồng, ta sẽ cho ngươi biết nhất trụ thanh là thế nào. Phi không khinh thường nói, đột nhiên phát lực, không lâu sau mũi Diệp Phàm cũng đã ra máu, chắc chắn là bị đám xương kia ép rồi. Cứ như người đang ở dưới đáy biển vậy. Hoàn toàn không thể chịu nổi sức nén đó. Diệp Phàm cảm giác toàn thân tê liệt cả rồi, xương cũng đã kêu răng rắc rồi. Sa Thiên lo lắng, muốn giơ dao trong tay ra. Chỉ cần một chân của ngươi thôi, không phải lo. Đại sư này là người giữ chữ tín, cái mạng nhỏ của ngươi ta không cần đâu. Phi không đắc chí cười nói, đến gần Diệp Phàm, mà giơ tay lên đùi Diệp Phàm, vừa mới ấn mà như kiểu đùi Diệp Phàm sắp rơi cả ra. Nam Vân Thiên Mi cũng giơ roi ngũ sắc ra. Sa Thiên cũng lao về trước. Phá Thiên Nhất Chỉ. Diệp Phàm đột nhiên quát một tiếng, két một cái, Diệp Phàm tung ra một chưởng xuyên qua màn xương, tấn công Đại Sư Phi không. Lão Hòa Thượng không ngờ ngón tay của hắn ta lại có thể cử động được. Theo lý mà nói thì sẽ bị màn xương kia khống chế, không thể cử động được chút nào. Cho nên Phi không mới yên tâm mà bước lại gần Diệp Phàm để mà giày vò hắn. Khi nãy lão ta đặt tay lên đùi Diệp Phàm như để tìm ra chỗ để mà ra tay. Miệng còn nói, chỗ này không được, từ chỗ này trở xuống cầm máu rất tốt mà không đến mức mất mạng. Đại sư Quy Lâm không kìm được, cũng đành lên tiếng. Sư thúc tha cho hắn đi, hắn là thân thích của lão Phượng. Hừ, lão Phượng thì có sao chứ? Phi không tức giận, tay lại nhanh chóng ra sức, nhưng đã bị nhất chỉ của Diệp Phàm chọc trúng ngực, tuy lão ta có tránh nhưng tiếc là đã muộn. Ngực lập tức có máu, Trạc Tình Chỉ này đúng là lợi hại. A, à, cùng với mục tiêu của Trạc Tình Chỉ, Diệp Phàm liền kêu lên. Con cá bị dính lại đột nhiên thoát ra. Đúng thời điểm gian nan này, Diệp Phàm lại luyện được hình thức thứ tư Ngưu Phá Long Môn. Lúc này, cả người Diệp Phàm nhảy dựng lên không trung, chuyển động mấy vòng nhanh chóng, thực ra hình ảnh cứ như rồng mới lột xác. Mở long chảo, lòng bàn tay chân Diệp Phàm biến thành đuôi rồng, chuyển một cái bay lên không trung.
Lão hòa thượng vẫn chưa có phản ứng gì lại, cả người kêu lên thảm thiết, phun cả ra máu tươi, mà cũng lộn nhào mấy vòng. Cứ như Tôn Đại Thánh đang luyện cân đầu vân, lộn đi lộn lại, bộp một tiếng rơi ngay trên đỉnh ngọn cây. Ông ta rơi như diều rơi vậy. Ảo ảnh mà Diệp Phàm hóa thân thành rồng cứ thế xông lên. Liên tục giáng đòn, phi không giờ như anh bát giới vậy. Tôi chỉ lấy một chân ông thôi. Diệp Phàm hét lên, vừa chộp được đùi phải của ông ta. Diệp tiên sinh ra tay xin lưu tình, chúng tôi sẽ trả lại thứ của các anh. Đại sư Quy Lâm nói. Nhưng Sa Thiên lên trước, cho một trưởng ông ta đã dính lên bức tường đổ đằng xa. Lên, lên. Các hòa thượng của Vân Quan Tự đều tức giận, xông thẳng phía Sa Thiên. Được lắm. Sa Thiên đồng loạt cho một trưởng, không lâu sau đám hòa thượng đã nằm đống ở trên đất rồi. Thấy Diệp Phàm đã đặt tay lên đùi của phi không. Lão hòa thượng dùng thuật biến hóa, cả đùi như nhanh chộp lấy cái cây, Diệp Phàm cũng nhanh quay lại thì đã thất nhảy đi mười mấy mét rồi. Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân, thi chủ bất khả đắc thế bất nhiêu nhân phải biết khoan dung, độ lượng, thí cụ không thể không tha người. Lúc này có một âm thanh truyền đến. Diệp Phàm phát hiện không biết từ lúc nào mà một hòa thượng tóc bạc trắng đã ngồi xếp bằng trên tường kia rồi. Đại sư Vân Ngư. Lúc này các hòa thượng ở Vân Quan Tự đều hô lên. Vân Ngư, Diệp Phàm liền sửng sốt, biết là Đại sư Vân Ngư phương trưởng phái ngũ đài của Hoa Không Tự đến. Chỉ biết ông chỉ ra một trưởng mà đã đến trước mặt phi không rồi, ông ta vỗ một cái mà phi không lập tức tỉnh dậy. Vừa thấy cảnh đó, đột nhiên lão hòa thượng đỏ mặt còn hơn cả đít khỉ. Sư thúc nghỉ ngơi đi. Vân Ngư nói. Được bên này giao cho ông, tôi không yêu cầu cao, chỉ cần một đùi phải là được. Phi không vẫn độc ác như thế, rồi ngồi lên ghế nghỉ. Sư huynh Vân Ngư, tôi thấy việc này thôi đi. Lúc này Đại sư Quy Lâm nói. Không được. Phi không tức giận nói. Việc này, sư đệ, sư thúc nói rồi. Đại sư Vân Ngư cũng nhìn Đại sư Quy Lâm, còn nói vài câu gì đó. Tôi tin là Lão Phượng có thể hiểu được, có những việc cũng chỉ nói đến một chữ lý có phải không? Tuy chúng ta là người ngoài nhưng có những việc chúng ta không cần sợ. Nhà nước mà, còn có pháp luật chứ? Đại sư Vân Ngư nói, đột nhiên giơ năm ngón tay ra hướng về phía Diệp Phàm. Ba ba ba. Nam Vân Thiên Mi cũng giơ roi ngũ sắc tiến về phía ông ta, mà can tướng của Diệp Phàm cũng có thể ra tay lập tức tiến về Đại sư Vân Ngư. Hô! Trước mặt hình như có trận gió. Can tướng của Diệp Phàm và roi ngũ sắc bị trận gió này khiến di chuyển bị sai lệch. Mà thứ này đúng là rất lợi hại. Diệp Phàm và Nam Vân Thiên Mi đều đụng vào nhau, bộp một cái cả hai đều nhào lên trên đất. Không được rồi, lão hòa thượng này đã như cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Diệp Phàm nói. Đúng, hai chúng ta có hợp sức lại cũng không thể ra một trường. Hay là anh hãy chạy đi, dùng công phu kỳ quái của anh mà chạy, chắc chắn ông ấy cũng không làm gì tôi đâu. Nam Vân Thiên Mi nói. Hừ, tiểu tử, trước mặt sư phụ ta thì sao mà chạy thoát được? Ngoan ngoãn mà cống hiến cái đùi đi. Phi không bắt chân chéo, đắc y nói. Sư thúc nói đúng, tôn nghiêm của Hoa Không Tự không thể để cho ai xâm phạm được, ngay cả Lão Phượng cũng không thể. Vân Ngư cũng ra vẻ từ thiện, nhưng ông ta vừa nói cũng liền có nhất thanh xương tiến về phía Diệp Phàm. Mẹ kiếp, lại là nhất trụ thanh, lần này hoàn toàn khác với phi không, nó giống như con rồng đang hung hăng lao về phía Diệp Phàm. Khí thế của nó vừa phát ra đã khiến cho các cây bên ngoài lung lay. Nhưng tảng đá ngầm cũng lay động, làm loạn hết cả lên, thật là đáng sợ. Diệp Phàm thấy thế đã thấy không xong rồi, liền dùng ngư phá long môn, nhanh biến hình rồi trượt. Nhưng đám khói xanh kia đúng là kinh khủng, tốc độ còn nhanh hơn cả Diệp Phàm. Không lâu sau Diệp Phàm lại thấy mình bị kìm hãm. Biết không thể được rồi, Diệp Phàm buộc phải ép con rơi bay ra. Ồ! Đại sư Vân Ngư có vẻ sửng sốt, dừng tay lại chút nhưng chỉ chốc lát Diệp Phàm phát hiện ra khuôn mặt hiền lành kia lại chuyển thành dữ tợn đến mức đáng sợ. Quái lại hình như ông ta nhận ra là dấu hiệu của bức vương Nam Lăng Hậu. Nhưng sắc mặt đúng là đáng sợ. Vì sao? Diệp Phàm đang suy nghĩ, thấy ông ta khẽ cắn răng, khói xanh đùng lên một tiếng, xuyên về hướng Diệp Phàm. Lập tức thấy đau đớn, nhưng Diệp Phàm phát hiện nó tiến thẳng vào đan điền. Biết ông ta muốn lấy đi mạng của mình. Mà đó là sau khi nhận ra bức vương Nam Lăng mới quyết định. Ngay khi Diệp Phàm cảm thấy sắp ngất đi thì trong tay liền xuất hiện đám xương tím kỳ lạ. Nhanh chóng lớp xương đó đã ngưng tụ lại.
Không lâu sau thì tiến vào trong người hắn, Diệp Phàm thấy không hề đau nữa, ngược lại còn thấy thoải mái. Ừ, khói xanh đúng là lợi hại, là một vật quá, từ từ mà hưởng đi. Âm thanh của Đán Phi Tử đột nhiên truyền đến. Người này còn chưa chết sao? Diệp Phàm sợ hãi. Ha ha, không cần sợ như thế. Ta đã quy thiên rồi. Chỉ là những hồn sóng còn lại thôi. Trong trường hợp đặc biệt sẽ thấy. Đán Phi Tử nhìn rõ tâm trạng của Diệp Phàm.